Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy Hạ Tưởng ra, nhấc áo đầm một cái, áo đầm liền tự động tụt xuống từ hai bờ vai, để lộ ra làn da bên trong trắng nõn như ngọc, đẹp không tả xiết. Hạ Tưởng trong lúc nóng lòng, đưa tay cởi bra của Nghiêm Tiểu thì ra, một đôi thỏ ngọc hoạt bát đáng yêu liền bày ra trước mắt. Nghiêm Tiểu thì đỏ mặt tía tai, thẹn thùng kêu một tiếng, sụi lơ trên ghế quý phi, Hạ Tưởng liền thuận thế đè xuống, đè sát cô ta dưới mình. Nghiêm Tiểu thì liền bắt đầu cởi áo của Hạ Tưởng ra, lúc cởi được giữa chừng, cô ấy đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, giọng điệu nhỏ nhẹ nói một câu. Em mắc cỡ, gian phòng rộng quá rồi, em muốn vào toilet. Người con gái gìn giữ 10 năm vì mình, cái gì cũng phải chịu theo cô ấy, Hạ Tưởng cúi người ôm lấy Nghiêm Tiểu thì, đi đến toilet, vừa đẩy cửa nhìn vào đã không khỏi tức cười, dù sao cũng không phải là nhà khách, toilet rất nhỏ. Hai người hầu như không thể xoay người được. Nghiêm Tiểu Thời lại nói. Anh ngồi bên dưới, em ngồi bên trên. Hạ Tưởng không nói gì, tuy nhiên thấy cô ấy gần như mắc cỡ đến độ không thể ngẩng đầu lên được, cũng chỉ đành chịu cô, vừa ngồi lên nắp labo, Nghiêm Tiểu thì lại căn dặn nói. Nhắm mắt lại. Được thôi, đều chịu cô, Hạ Tưởng nghe lời nhắm mắt, lại có thể nghe được Nghiêm Tiểu thì đã cởi đi miếng vải che chắn cuối cùng. Cô ấy hiện giờ, chắc chắn đã trần truồng đứng trước mặt hắn. Đang lúc đoán mò, thì cảm giác có một thân thể nóng như lửa áp sát tới, cô ngồi trên đùi của hắn, ôm chặt lấy phần thân trên của hắn, thì thào nói. Em muốn làm người phụ nữ của anh. Hạ Tưởng cảm nhận được tâm trạng nôn nóng của Nghiêm Tiểu thì, liền tìm kiếm lỗ đột phá, không ngờ vừa mới tiếp xúc, Nghiêm Tiểu thì lại, một tiếng kêu lên. Đau quá, em không làm đâu. Cố tình chọc tức người ta không bằng, Hạ Tưởng ôm chặt lấy cô không chịu buông ra, không ngờ Nghiêm Tiểu thì lại khóc. Em có chút sợ đau, thật sự có chút, hơn nữa hôm nay hình như còn là thời kỳ nguy hiểm, anh tha cho em đi được không? Lần sau em nhất định không trốn nữa. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến việc đàn ông thực sự phải hiểu cho phụ nữ, không thể để người con gái mình yêu bị tổn thương, liền đồng ý với cô. Nhưng mà nói rõ rồi đấy. Lần sau không được phép làm người ta mất hứng nữa. Dạ. Nghiêm Tiểu thì đứng dậy, dịu dàng gật đầu đáp một tiếng, lại thắc mắc hỏi tới. Anh vừa nãy hình như vào được một chút, em có được tính là đã cho anh rồi không? Hạ Tưởng đã không còn lời nào để nói. Hai ngày sau, Triệu Tuyên Minh chính thức bị phê chuẩn bắt giữ, Trần Tập Minh không thông qua Mai Hiểu Lâm truyền đạt, mà là đích thân báo cáo tiến triển mới nhất của vụ án cho Hạ Tưởng, sau khi Hạ Tưởng nghe xong. Trong lòng điềm tĩnh, biết được sự việc đang tiến triển theo đúng hướng đã định ra. Ý đồ dựa dẫm của Trần Tập Minh rất rõ ràng, hơn nữa cũng là người có thể sử dụng được, bởi vì Trương Hiểu đã âm thầm giới thiệu Trần Tập Minh với hắn, trong lòng Hạ Tưởng liền có tính toán. Cách mà Diệp Thiên Nam lợi dụng Triệu Tuyên Minh để xoay chuyển tầm mắt, đúng là một nước cờ dở, đem tảng đá đập vào chân mình. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Thiên Nam không đủ tầm nhìn, mà là gã hiểu chưa đủ sâu về Phó Tiên Phong. Cũng chính vì Phó Tiên Phong kịp thời chuyển hướng mới dẫn đến việc Diệp Thiên Nam sôi hỏng bỏng không. Nói cho cùng, vẫn là tầm mắt xem xét thời thế của Hạ Tưởng dài lâu, thành công lợi dụng việc điều chỉnh nhân sự làm con mồi cực lớn, khiến cho Phó Tiên Phong chuyển hướng gió, điều chỉnh nhân sự dẫn nhưng mà chưa phát, nhưng có thể dự kiến được là, theo lịch trình điều chỉnh nhân sự đề ra, vòng đọ sức mới lại sắp được khuấy động lần nữa. Kỳ thực Hạ Tưởng thấy rằng, cái khuấy động nhất không phải việc điều chỉnh nhân sự, mà là theo cuộc đọ sức từ việc điều chỉnh nhân sự mà vấn đề điều tra tài khoản tham ô của bốn thiếu gia ở tỉnh Tương bị phơi bày ra ngoài. Chỉ là khiến Hạ Tưởng không lường tới là, Diệp Thiên Nam cũng không phải hạng tầm thường, chính là trước khi hắn còn chưa thu thập đủ chứng cứ, đám người Diệp Địa Bắc đột nhiên dừng tay lại, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn lẩn trốn ra nước ngoài. Chương 1338, Mê Cục, Mở Tiệc. Điều chỉnh lớn về tầng lớp quản lý và tổ nhóm quan trọng của cầu đường tỉnh Tương. Khiến cho sức ảnh hưởng của bốn cậu ấm tỉnh Tương đối với cầu đường tỉnh Tương bị giảm xuống đến mức thấp nhất. Nhưng Diệp Địa Bắc còn có vài dự án vẫn chưa hoàn công xong, nói cách khác, còn có tiền chưa thu về, nghĩ theo chiều hướng bình thường, bốn cậu ấm tỉnh Tương lấy Diệp Địa Bắc làm người cầm đầu sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cầu đường tỉnh Tương, cho dù nhất thời bị loại, cũng sẽ tìm lại cơ hội mới để lấy lại cân bằng. Hơn nữa theo suy đoán của Hạ Tưởng, cầu đường tỉnh Tương tuy rằng đã thay máu từ tầng trung trở lên, nhưng tầng dưới vẫn còn lực lượng của Diệp Địa Bắc, mà mấy người bên Diệp Địa Bắc đã kinh doanh mấy năm, trong việc tiếp nhận và duy trì công trình,
khẳng định là có hệ thống thao tác vận hành không để người khác biết được, cuộc thay máu lớn lần này vốn không thể hoàn toàn ngăn chặn mạng lưới quan hệ và con đường tài lộ của mấy người Diệp Địa Bắc. Nếu như Diệp Địa Bắc đủ thông minh, có kiên nhẫn, một mực đi theo con đường công trình, thì cũng có thể tiếp tục cho bốn cậu ấm tỉnh tương có được cuộc sống tốt đẹp tha hồ vung tiền. Tuy rằng thu vào sẽ giảm bớt không ít nhưng cẩn thận và dài lâu, nhẫn nại chờ đợi, rồi cũng có một ngày khôi phục lại như thường. Theo như lời Dương Diêu Nhi đã nói, Hạ Tưởng dù sao cũng là người ngoài, cùng lắm là 3 năm sẽ rời khỏi Tương Giang, chỉ cần kéo dài thời gian thôi, cũng có thể đánh thắng được hắn. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ đến chính là, đám người Diệp Địa Bắc dường như đùng cái cùng lúc rút tay lại. Tin tức truyền đến từ khắp các công trình của cầu đường tỉnh Tương, qua đường dây ngầm đặc biệt tập hợp lại trong tay của Hạ Tưởng, chỉ cần phân tích qua là có thể kết luận được. Bốn cậu ấm tỉnh Tương đem lực lượng nắm giữ trong tay hoặc giải tán hoặc chuyển nhượng hoặc là thay người, mỗi một biểu hiện đều thể hiện rất rõ, bốn cậu ấm tỉnh Tương muốn phân rõ trắng đen với cầu đường tỉnh Tương, loại trừ sạch sẽ mọi mối quan hệ. Hơn nữa điều càng làm Hạ Tưởng khó hiểu hơn chính là, các công trình dự án khác mà bốn cậu ấm tỉnh Tương đang nhúng tay vào, lại trong thời gian ngắn nhất sang hết lại, tất cả mọi biểu hiện chỉ chứng minh cho một khả năng duy nhất. Bốn cậu ấm tỉnh Tương muốn hoàn toàn nhảy ra khỏi vòng liên quan của công trình dự án, sẽ không kinh doanh bất kỳ công trình dự án nào nữa. Con cháu của quan lớn thích nhất là nhúng tay vào các công trình dự án, bởi vì bên trong các công trình dự án lấp liếm được nhiều nhất, chiết khấu được lớn nhất, tiền tới nhanh nhất, lại ít tốn công sức nhất, có thể nói đó là một con đường tắt để làm giàu, đương nhiên dưới điều kiện là quyền lực phải nằm trong tay. Những năm gần đây bốn cậu ấm tỉnh Tương đều phát tài như vậy. Tất cả đều từ các công trình dự án lớn mà ra. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn rút khỏi các công trình dự án, chẳng lẽ là muốn dừng tay ở đây, sau đó cao chạy xa bay sao? Không thể nào, bốn cậu ấm tỉnh Tương tuy rằng đã có được số tiền bất chính lên tới 2 tỷ tệ, nhưng chia đều ra, mỗi người mới được khoảng 500 triệu, 500 triệu nhân dân tệ, gộp vài chục triệu đô lại, ra nước ngoài rồi, vẫn không đủ để bọn họ ăn chơi suốt đời, làm sao bọn họ có thể dừng tay được? Với trình độ của bọn họ, ra nước ngoài rồi còn có thể kiếm được tiền khẳng định là nằm mơ, chỉ có thể kiếm trước cho đủ số tiền một đời hay thậm chí là cho hai đời, thì mới có thể chạy trốn. Nhưng dựa vào tin tức đáng tin cậy cho thấy, Diệp Địa Bắc đã làm xong hộ chiếu, chuẩn bị bay sang Australia, đương nhiên, chỉ là làm giấy tờ đi du lịch thôi. Tuy nhiên nếu nghĩ lại, hiện tại Diệp Địa Bắc không thể ra nước ngoài mà không về được, dù sao Diệp Thiên Nam vẫn còn đang nhậm chức. Hơn nữa Diệp Thiên Nam còn muốn tiếp tục thăng tiến, sẽ không chịu dừng lại ở chức cấp phó tỉnh đâu, hơn nữa vài trăm triệu nhân dân tệ, làm sao sống được ở nước ngoài. Ít nhất cũng phải có vài tỷ mới được. Hạ Tưởng một mình ngồi trong phòng làm việc, đem sự việc từ đầu tới đuôi chắt lọc lại một lần. Tuy rằng không mò ra được Diệp Địa Bắc rốt cục đang muốn làm gì, nhưng gần như cũng biết rõ đối phương sẽ không bất chấp tất cả mà cao chạy xa bay. Thứ nhất là tiền vẫn chưa đủ, ăn chưa đủ no. Thứ hai Diệp Thiên Nam vẫn còn hy vọng sẽ được thăng tiến, lúc này để Diệp Địa Bắc định cư ở nước ngoài, không phải là một hành động khôn ngoan, dễ dàng bị người đời đàm tiếu. Đoán chừng là muốn chuyển sang kinh doanh cái khác, Hạ Tưởng đại khái có thể kết luận. Bất kể là Diệp Địa Bắc muốn làm gì, tuyệt đối sẽ không phải là làm ăn chính đáng, vì làm ăn chính đáng thì tiền đến quá chậm, vĩnh viễn không thể cậy vào quyền hành mà một vốn bốn lời được. Nhưng theo sau đó là Hồ Quân Do bay qua Mỹ. Lâm Tiểu Viễn bay qua Canada, đều là những nước mà pháp luật trong nước không có điều lệ dẫn độ, hay nói cách khác, chỉ cần sau khi đến nơi là có thể xin phép tị nạn chính trị, sau đó thì quan tòa có đập búa tuyên án mấy chục năm tù, người đó cũng không thể về nước quy án. Điều này lại khiến Hạ Tưởng nghi ngờ không biết đối phương rốt cục đang âm mưu gì. Thật lòng mà nói, Hạ Tưởng đúng là sợ bốn cậu ấm tỉnh Tương một đi không trở lại. Từ nay về sau tiền mồ hôi nước mắt của mấy tỷ dân lại phải cống hiến cho thuế thu nước khác rồi, để cho mấy tên cặn bã ở nước ngoài có thể ăn chơi sa đọa cả đời, hơn nữa lại còn tự do tự tại, mặc cho vô số dân chúng than trời trách đất, vật lộn với cơm áo gạo tiền. Mặc dù Hạ Tưởng đã quá quen thuộc với quá nhiều bóng tối trong quan trường và những điều bất đắc dĩ trong xã hội, nhưng mới nghĩ tới người cặn bã như Diệp Địa Bắc mà cũng có thể dương oai diễu võ, ung dung nhởn như ngoài vòng pháp luật. Lại nghĩ đến trong mấy sự cố nghiêm trọng có biết bao khổ cực gian nan của những gia đình, thì tim của hắn lại rỉ máu, cơn thịnh nộ của hắn lại nổi dậy không kiềm xuống được. Nhưng hiện giờ chứng cứ trong tay hắn chưa đủ để cầm chân bọn chúng, cố
cũng không có bất cứ lý do gì để ngăn chặn mấy người bọn họ ra nước ngoài, ngoại trừ tức giận ra, hắn tạm thời cũng không thể làm được gì. Đừng nói là hắn, ngay cả những quan chức cấp cao cũng có những chuyện khiến họ phải đau lòng nhức óc. Trong hội nghị cấp bậc cao nhất trước đó một đêm, Tổng Bí Thư và Thủ tướng nghiêm nghị ra lệnh bất cứ ai cũng không được để lộ tin tức về đồng nhân dân tệ tăng giá, đồng thời yêu cầu nộp điện thoại cho cấp trên. Kết quả là mấy phút trước khi cuộc họp diễn ra, có vô số cuộc điện thoại được gọi ra ngoài, có cơ quan tài chính mua vào đồng nhân dân tệ với một lượng lớn. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, nhân dân tệ chính thức tăng giá, liền có một lượng lớn bán tháo ra. Một vào một ra, rất nhiều người kiếm được số tiền mấy đời cũng tiêu không hết. Nhà nước bị tổn thất hơn hàng trăm tỷ. Thủ tướng vì vậy càng thêm đau lòng tức giận, nước mắt chảy dài. Tổn thất của nước nhà, chính là tổn thất của người dân, là tiền mồ hôi nước mắt của mỗi người dân, thông qua con đường hợp pháp, thông qua thủ đoạn đen tối của những tin tức và chức quyền không xứng đáng, mà của cải được chảy vào hầu bao của các quan lớn. Vô số người vất vả cực khổ cả đời cũng không thể kiếm cho mình được một căn nhà để ở, nhưng đối với những quan lớn nắm giữ tin tức và quyền hành, chỉ cần một cuộc điện thoại là ngồi không có ngay số tiền hàng tỷ. Số của cải hàng tỷ đó từ đâu mà có? Không phải trên trời rơi xuống, đại loại cũng không phải là tiền giấy được in thêm ra, mà đó giá trị thẳng dư của mỗi một người dân bình thường lao động cực khổ mà ra. Giống như giá nhà trước sau cao vun vút, bởi vì nó kéo theo quá nhiều lợi ích, đằng sau mỗi một cái giá cao ngất ngưỡng đó, đều có vô số đôi bàn tay vất phần trong đó, bàn tay nào cũng khó có thể chặt bỏ được. Đó là lý do vì sao từ đầu đến cuối giá nhà vẫn khó mà hạ xuống. Hạ Tưởng không ảnh hưởng nổi thế cục của cả nước, nhưng ít nhất hắn vẫn trong phạm vi quyền hạn của mình, đem một số sâu bọ và cặn bã ra trước pháp luật, đồng thời làm cho chúng phải ói ra hết những gì đã có được từ việc làm phi pháp. Như vậy, trên không phụ tổ quốc, dưới không phụ dân chúng, ở giữa cũng không thẹn với lý tưởng và niềm tin của chính bản thân mình. Trong nhóm 4 người, chỉ còn lại một mình Dương Diêu Nhi là còn ở Tương Giang. Dương Diêu Nhi từ sau sự việc lần trước, cũng không thấy xuất hiện nữa, da mặt cô ta có dày đi nữa, chỉ sợ là cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại Hạ Tưởng. Ngược lại Dương Hằng Dịch, trải qua sự việc lần trước đã có khoảng cách với Phó Tiên Phong, nhưng mà dù sao cũng được tới mức độ của cấp bậc thôi. Tiếp xúc trong công việc thường ngày cũng phải làm cho qua, nhưng trước mặt cũng không có xích mích gì. Tuy nhiên điều khiến cho Hạ Tưởng thắc mắc là, con người của Dương Hằng Dịch làm cho hắn khó có thể nắm bắt được. Gã theo phe Diệp Thiên Nam thì không cần nghi ngờ rồi, nhưng dường như gã không có quan hệ gần gũi với người nào, có vẻ như đi đi lại lại đều chỉ có một mình. Lúc tan ca, đang thu dọn đồ đạc, Tằng Trác gõ cửa đi vào. Bí thư Hạ, bí thư Dương đến. Dương Hằng Dịch, Hạ Tưởng sửng sờ, gật đầu nói. Mời bí thư Dương vào đây. Dương Hằng Dịch xếp hạng phía sau. Hạ Tưởng không cần đi ra ngoài nghênh đón, nhưng dù sao cũng giữ chức vụ lớn giám đốc sở công an, hắn vẫn là đứng dậy tiếp đón. Dương Hằng Dịch dường như chẳng ngó ngàng gì tới sự lễ phép của Hạ Tưởng, cũng không khách sáo, vừa vào đã nói. Chủ nhiệm Hạ, lần trước Diêu Nhi đã đụng phải cậu, nó luôn cảm thấy có lỗi, bày ra cả một bàn tiệc xin lỗi, hân hạnh mời cậu đến dự. Lời nói gì mà thẳng băng, không một chút quanh co, cũng may là Hạ Tưởng. Nếu là người khác chắc không chịu nổi thái độ này của Dương Hằng Dịch. Rõ ràng đến cúi đầu với người ta, lại nói giọng nghe như rất là miễn cưỡng vậy. Sự việc lần trước, Dương Hằng Dịch vẫn cảm thấy mắc nợ Hạ Tưởng, mắc nợ ơn nghĩa người khác là khó chịu nhất. Gã luôn nghĩ sẽ trả lại, hôm nay vừa hay có thời gian rảnh nên đích thân đến mời Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hôm nay vốn có hẹn trước với Mai Hiểu Lâm, phải đi cùng Mai Đình. Nói ra thời gian hắn đến tỉnh Tương cũng lâu rồi. Mai Đình cũng ở Tương Giang. Nhưng cơ hội gặp mặt đúng thật là không nhiều. Hạ Tưởng chưa từng nghĩ đến việc sẽ hợp tác với Dương Hằng Dịch, cũng không nghĩ rằng có thể moi móc được mảnh tin nào của Diệp Thiên Nam. Tuy nhiên không hiểu sao thoáng chốc trong lòng nảy ra một ý tưởng, nhược điểm lớn nhất của Dương Hằng Dịch là Dương Diêu Nhi, gã dung túng Dương Diêu Nhi đến nỗi không thể chấp nhận được, có lẽ cũng có cơ hội moi được vài thiếu sót của Diệp Thiên Nam từ trên người ông ta. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu liền ngập ngừng giây lát rồi nhận lời ngay. Bí thư Dương quá khách khí rồi, chỉ là việc nhỏ, không cần để trong lòng đâu. Dương Hằng Dịch nghe thấy trong lời nói Hạ Tưởng có ý buông lỏng, nhẹ nhàng cười nói. Cũng không cần khách khí, Diêu Nhi rất ngưỡng mộ chủ nhiệm Hạ, tôi chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của một chủ nhà thôi, chủ nhiệm Hạ đến Tương Giang đã lâu rồi,
còn chưa lần nào mời cậu dùng bữa, có vẻ tôi thật sự rất không hiếu khách. Nhiều ủy viên thường vụ chưa mời Hạ Tưởng dùng cơm lắm rồi, lý do của Dương Hằng Dịch rất gượng ép, tuy nhiên quan trọng không phải là lý do, mà là dụng ý, Hạ Tưởng tỏ ra vẻ khó lòng từ chối mà nhận lời. Thôi được, thịnh tình của bí thư Dương khó mà từ chối, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Địa điểm mà Dương Hằng Dịch sắp xếp là ở một trang viên rất đặc biệt, cách nội thành hơi xa, lúc Hạ Tưởng và Dương Hằng Dịch ngồi chung một xe rời khỏi trụ sở tỉnh ủy, vừa đúng lúc Hồ Định mở cửa sổ phòng làm việc nhìn ra ngoài, trông thấy rõ mồn một. Là phó chủ tịch thường trực tỉnh, Hồ Định đáng lẽ ra phải là một trong những nhân vật quyền cao chức trọng của tỉnh ủy tỉnh Tương, nhưng vị trí hiện giờ của ông ta rất ngượng ngùng, phía trên thì có chủ tịch phó tiên phong thế lực mạnh mẽ. Bên dưới lại có ủy viên thường vụ phó chủ tịch Hà Chí Năng được bí thư tỉnh ủy tín nhiệm và ủng hộ vô cùng, ông ta kẹp ở giữa, tiến hay lùi đều khó. Việc lớn thì phó tiên phong nói được rồi, còn việc nhỏ thì do Hà Chí Năng phụ trách một cách cụ thể, ông ta trên danh nghĩa là phải chủ trì công việc hàng ngày của ủy ban tỉnh, nhưng chủ tịch tỉnh phó thế lực ngày càng lớn mạnh, việc gì cũng nhúng tay vào, khiến cho ông ta có vẻ như việc gì cũng lo liệu quản lý, nhưng thật chất lại không làm được việc gì. Cục thế tỉnh Tương đang có sự biến động và đổi mới, trong lòng ông ta cũng dao động. Thấy một người ít thích qua lại với ai như Dương Hằng Dịch cũng có thể đi cùng với Hạ Tưởng, ông ta càng thêm phiền não. Mấy lần cầm điện thoại lên muốn gọi cho Diệp Thiên Nam, thông báo một chút tình hình cho gã, nhưng lại mấy lần buông xuống, cuối cùng ông ta lại nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là không gọi ra cuộc gọi then chốt này. Đi đến nơi rồi Hạ Tưởng không nhịn được cười. Không ngờ lại là cái nơi đẹp đẽ mà Dương Diêu Nhi lần trước đã dẫn hắn đến, trong lòng nghĩ không biết có phải do Dương Diêu Nhi cố ý sắp xếp hay không, hay chỉ là hành động vô ý. Xuống xe rồi, Dương Diêu Nhi đã đợi sẵn ngoài cửa. Hôm nay Dương Diêu Nhi ăn mặc giản dị khác thường, tuy rằng mặc một cái váy ngắn, để lộ đôi chân nõn nà, nhưng lại vô cùng mộc mạc, chỉ bới tóc đơn giản, nhìn sơ qua, giống như là con gái nhà lành. Cũng không biết cha con họ Dương bày ra yến tiệc gì. Trong lòng Hạ Tưởng đã đánh một dấu chấm hỏi lớn. Chương 1339, bước tiếp theo. Dương Diêu Nhi cũng không biết là làm bộ, hay là khôi phục bản tính, tiếp đón rất lễ phép và hữu hảo, cung kính nói một tiếng. Chào chủ nhiệm Hạ. Chỉ có điều trên mặt lại không có vẻ xấu hổ cũng không có vẻ nóng bỏng, Hạ Tưởng cũng thản nhiên đáp lại. So với lần trước đến đây, cảnh sắc của Lương Thần Mỹ Cảnh đã đẹp hơn rất nhiều. Tháng 6. Ở Tương Giang đã là mùa hè, cây cỏ sum suê, hơn nữa, bầu trời trong xanh, mặt trời rực rỡ, phóng tầm mắt nhìn ra xa, có đình đài, lầu các xa xa, bên cạnh còn có giả sơn cùng hồ nước, cộng thêm hương thơm mát, quả thật là nơi thắng cảnh. Dương Diêu Nhi đi trước dẫn đường, lúc đi đường cô thích bước thẳng mũi chân, khiến cho mông của cô vặn vẹo quá mức, hơn nữa, cô lại đang mặc váy ngắn, lúc đong đưa lại có gió thổi qua, thiếu chút nữa là lộ ra đúng quần bên trong. Hạ Tưởng nhìn không chớp mắt, nghĩ thầm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, như Tôn Hiện Vĩ từ lúc khởi nghiệp đến bây giờ tuy đã trở thành một tỷ phú, nhưng vẫn không sửa được bản tính lẳng lơ. Tuy nhiên, Tôn Hiện Vĩ chỉ háo sắc mà không tà dâm, phong lưu nhưng không hạ lưu, mà điểm mấu chốt là vẫn có thể giữ vững. Còn Dương Diêu Nhi dù có ăn mặc giống thục nữ như thế nào đi nữa, cô cũng không thể trở thành thục nữ. Trong số nam nhân cũng có người lưu luyến mà lấy đóa hoa bụi rậm làm vợ. Bên trong nữ nhân cũng có những người lấy đùa bỡn nam nhân làm chồng. Nhìn sang bên cạnh, Dương Hằng Dịch cũng là mũi thẳng, miệng vuông, tướng mạo đường đường, nếu không cũng không sinh ra được một Dương Diêu Nhi xinh đẹp như vậy. Chỉ tiếc, ngày thường không có dạy dỗ cho tốt, không hiểu người làm cha như ông ta bình thường nuông chiều con gái như thế nào. Tới gian phòng tốt nhất Nhàn Vân Cư, Dương Hằng Dịch mời Hạ Tưởng ngồi ghế trên. Sau khi đồ ăn và rượu được đưa lên, Dương Hằng Dịch mời Hạ Tưởng một ly và nói vài câu khách sáo, Hạ Tưởng liền cảm tạ thịnh tình của Dương Hằng Dịch rồi cùng ông ta cùng ly. Sau đó, là đến Dương Diêu Nhi mời Hạ Tưởng. Dương Diêu Nhi ngồi đối diện với Hạ Tưởng, cô hai tay bưng chén màu xanh nhạt giống như chiếc chén trên tay Hạ Tưởng, móng tay sơn màu đen trước kia cũng đã được tẩy sạch. Em xin kính chủ nhiệm Hạ một ly, xin chủ nhiệm Hạ thứ lỗi cho em trước đây vô tri, bướng bỉnh, chủ nhiệm Hạ là người rộng lượng. Nhất định sẽ không ghi hận với em có phải hay không? Dương Diêu Nhi nháy mắt, vừa có vẻ nghịch ngợm, lại có vẻ như trêu tức. Tục ngữ nói, không có bữa tiệc nào là miễn phí, không có người nào làm việc không công. Đương nhiên, phải tùy người mà xem xét,
phân tích rõ ràng theo từng tình huống cụ thể. Hạ Tưởng vẫn không có ấn tượng tốt đối với hai cha con họ Dương. Dương Hằng Dịch luôn khiến cho người khác cảm thấy ông ta quá cứng nhắc, dường như không thể cùng làm việc được, nhưng một nhân vật có thể làm đến chức bí thư đảng ủy công an tỉnh mà không thể đề ra hướng giải quyết, chỉ sợ là đại trí giả ngu. Dương Diêu Nhi làm ra vẻ đạo đức giả, cố ý giơ tay giơ chân, nhất là cộng thêm cái bộ dạng vẽ hổ không thành lại thành chó của cô, càng khiến cho Hạ Tưởng biết rõ phẩm hạnh của cô mà thấy buồn nôn. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng đã lăn lộn trong quan trường hơn chục năm nay, cũng có bản lĩnh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp thần nói tiếng thần, đối với người hay quỷ hay thần đều có thể nói chuyện, thậm chí còn có thể nói vô cùng lưu loát và trôi chảy. Diêu Nhi bướng bỉnh khi nào? Trong ấn tượng của tôi, cô lúc nào cũng là một cô bé tốt, thông minh, hiểu chuyện. Hạ Tưởng biểu hiện thái độ như một người, từ trên cao nhìn xuống, song hắn điều chỉnh tư thế rất thích đáng, phù hợp. Không phải lấy cấp bậc cao nhìn xuống mà là lấy thân phận trưởng bối của người trên nhìn xuống. Đây đúng là cách nói của người bề trên. Hạ Tưởng làm bộ như đã quên mất, không còn nhớ hiềm khích trước đó, Dương Diêu Nhi thản nhiên cười. Em đây xin uống trước. Một ngụm uống cạn rồi lại liếc Hạ Tưởng một cái. Em biết chủ nhiệm Hạ độ lượng, khoan hồng, sẽ không so đo một số chuyện nhỏ như lông gà, vỏ tỏi. Hạ Tưởng cũng coi như nể mặt Dương Diêu Nhi, uống vào nửa chén. Dựa vào trình độ và cấp bậc của hắn hiện nay, những người có thể khiến hắn uống cạn một hơi cũng không còn nhiều nữa. Không ngờ hắn còn để lại nửa chén, Dương Diêu Nhi nói như muốn chặn đường lui của hắn. Không được, chủ nhiệm Hạ không uống hết, rõ ràng là không chịu tha thứ cho em. Em đã nhận thức được sai lầm của bản thân, ngài thật nhẫn tâm không chịu cứu vớt trái tim của một cô gái lầm lỗi. Vừa xỏ xiên lại vừa khiêu khích Hạ Tưởng đến hết chỗ nói. Dương Diêu Nhi đúng là không biết phân biệt trường hợp cũng như thời điểm để mà cợt nhả, cũng không quan tâm đến cha mình ở bên cạnh không nói được gì, mánh khóe rất hữu hiệu, Hạ Tưởng lại cầm chén lên. Tử lượng của tôi không cao, tuy nhiên, nếu Diêu Nhi đã nói như vậy, tôi thế nào cũng phải uống. Hạ Tưởng uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đảo qua một vòng, thấy vẻ mặt căng thẳng của Dương Hằng Dịch rốt cuộc đã trầm tĩnh lại. Trong lòng hiểu được, hôm nay hắn gặp mặt. Đồng ý tha thứ cho Dương Diêu Nhi là bước đầu tiên, sự việc tiếp theo sẽ đàm phán sau. Sau đó, không khí đã dịu đi rất nhiều, Dương Diêu Nhi thỉnh thoảng trêu đùa vài câu, Dương Hằng Dịch cũng nói chuyện nhiều hơn. Hạ Tưởng phát hiện, Dương Hằng Dịch rất thích rượu, chỉ cần có vài chén rượu vào bụng là sắc mặt sẽ linh hoạt, sinh động hơn rất nhiều. Hắn hiểu được người tỉnh táo sẽ không cân nhắc, câu chuyện bắt đầu rồi. Quả nhiên, khi bắt đầu ngà ngà say, Dương Hằng Dịch bắt đầu nói chuyện thiên nam địa bắc, từ chuyện ở thủ đô đến chuyện ở lĩnh nam, từ chuyện nước ngoài đến chuyện trong nước, tràng giang đại hải, nói liên lục ước chừng 10 phút vẫn chưa dừng lại. Hạ Tưởng nhẫn nại ngồi nghe ông ta nói, không ngắt lời, cũng không để lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn nào. Dương Diêu Nhi ở bên cạnh chỉ mỉm cười, đợi sau khi Dương Hằng Dịch ra ngoài đi vệ sinh, cô liền cúi người qua, nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm Hạ, nói cho anh một bí mật. Cha em bình thường rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần uống hai chén rượu vào là sẽ để lộ ra bản chất. Nếu để ông ấy uống 7-8 chén nữa, khẳng định sẽ nói hết những điều trong lòng cho anh nghe. Dương Diêu Nhi tiến lại gần, mùi nước hoa nồng đậm trên người khiến mũi Hạ Tưởng ngứa ngáy, không khỏi hắt xì một cái. Mấy người phụ nữ của Hạ Tưởng đều biết là Hạ Tưởng vốn mẫn cảm với nước hoa, cho nên các cô bình thường rất ít dùng nước hoa, mà cho dù có dùng thì cũng chỉ là hương thơm nhẹ nhàng. Tao nhã mà thôi. Hạ Tưởng chau mày, tránh xa Dương Diêu Nhi một chút, cười nói. Diêu Nhi vẫn chưa có bạn trai sao? Dương Diêu Nhi ngồi thẳng lại, thần bí nói. Có rồi, có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh làm quen một chút. Hạ Tưởng cũng không có hứng thú làm quen với người mà Dương Diêu Nhi gọi là bạn trai, cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi nên cũng mỉm cười. Dương Hằng Dịch đã trở lại, vừa bước vào cửa đã nói. Khéo thật. Vừa gặp một người quen. Hạ Tưởng là người nào cơ chứ, chỉ cần nghĩ một chút là có thể thấy được mấu chốt vấn đề, chỉ cười, không nói tiếp, đúng lúc Dương Sa Nhi lại tiếp lời. Là ai? Hoàng Nghĩa. Dương Hằng Dịch sau khi ngồi xuống, lắc đầu cười, rồi quay ra nói với Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, Hoàng Nghĩa là bạn trai của Dương Diêu Nhi, phó tổng giám đốc của Tập đoàn Hóa dầu Quốc gia tỉnh Tương. Vừa rồi còn không muốn hỏi đến. Không ngờ vừa hỏi đã hỏi đến vấn đề then chốt, xem ra,
người gọi là bạn trai của Dương Diêu Nhi này cũng là một trong những vấn đề được đề cập đến hôm nay. Trong lòng Hạ Tưởng đã có chủ ý, liền nói. Không tồi, không tồi, tuổi trẻ nhưng rất có triển vọng. Dương Hằng Dịch thấy Hạ Tưởng không nói tiếp, liền vô ý mà ho khan một tiếng, Dương Diêu Nhi lập tức hiểu ý, vội nói. Anh ấy vẫn không thể sánh với chủ nhiệm Hạ, hai người tuổi tác tương đương nhau nhưng một người ở trên cao, một người ở dưới thấp. Anh ấy từ lâu đã ngưỡng mộ chủ nhiệm Hạ, hôm nay lại đúng lúc gặp được, nếu em không thay anh ấy giới thiệu, gặp mặt một chút, anh ấy thể nào cũng mắng chết em mất, chủ nhiệm Hạ. Dương Diêu Nhi thật biết lợi dụng ưu thế của con gái, giọng điệu oán trách không thôi. Hạ Tưởng cho dù không nể mặt của cô thì cũng phải nể mặt Dương Hằng Dịch vài phần. Hơn nữa, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý niệm là hôm nay, Dương Hằng Dịch sắp xếp tỉ mỉ như vậy, dường như có thể mơ hồ thấy được. Liền theo đó đáp ứng. Được, có nhiều bạn bè luôn là chuyện tốt. Dương Diêu Nhi vui vẻ, chủ động chạy ra ngoài, không bao lâu liền dẫn một người tiến vào. Hoàng Nghĩa xuất hiện, ăn mặc rất bình thường, chỉ có điều hơi lòe loẹt một chút, đeo kính mắt, thái độ không cao không thấp, nhìn thấy Hạ Tưởng liền yếu ớt cười gật đầu chào hỏi. Hạ Tưởng giơ tay ra bắt tay anh ta, cảm giác được anh ta hơi có vẻ kiêu ngạo, nghĩ lại cũng đúng. Thân là phó tổng giám đốc tập đoàn hóa dầu quốc gia tỉnh Tỉnh Tương, một năm kiếm được ít nhất hàng triệu tệ trở lên, hơn nữa, thu nhập mờ ám cùng thu nhập đen chỉ sợ là một năm cũng không dưới 4, 5 triệu tệ. Con người một khi có tiền, tự nhiên cái lưng cũng thẳng hơn nữa lại chính là lãnh đạo của tập đoàn hóa dầu quốc gia, ở địa phương cũng có lực ảnh hưởng nhất định, khó tránh Hoàng Nghĩa có hơi kiêu ngạo. Hạ Tưởng âm thầm đánh giá Hoàng Nghĩa vài lần, bình tĩnh mà xem xét. Hoàng Nghĩa có bộ dạng rất bình thường, dù sao cũng là đàn ông, không xấu quá là được. Chỉ có một điều khiến hắn nghĩ không ra đó là, lấy thân phận của Hoàng Nghĩa, cho dù có muốn trèo cao, cũng không nhất thiết phải làm bạn trai của Dương Diêu Nhi. Chẳng nhẽ cậu ta không biết trong tủ quần áo của Dương Diêu Nhi có giấu rất nhiều mũ xanh. Sau khi ngồi xuống tiếp, Hoàng Nghĩa tiện tay cầm một chén rượu lên. Mời chủ nhiệm Hạ một ly, lần đầu gặp mặt, tôi uống trước, chủ nhiệm Hạ cứ tùy ý. Hoàng Nghĩa uống xong, Hạ Tưởng lại uống vào 1/3 chén. Khi bỏ chén xuống, trên mặt Hoàng Nghĩa chợt lóe lên một chút khó chịu, hiển nhiên, anh ta không vừa lòng với hành động của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không nhìn sắc mặt anh ta, chỉ nói chuyện với anh ta vài câu, cũng không chủ động hỏi chuyện. Dương Hằng Dịch nhận thấy không khí có chút không tự nhiên, bắt đầu ở giữa xoa dịu bầu không khí, mời Hạ Tưởng hai chén, rồi lại đưa mắt ra hiệu cho Dương Diêu Nhi. Dương Diêu Nhi tức giận, âm thầm đá Hoàng Nghĩa một cái, Hoàng Nghĩa vẫn chỉ lãnh đạm mà nói vài câu với Hạ Tưởng cho có lệ, chỉ ngồi một lúc rồi lấy cớ có việc mà ra về. Hạ Tưởng không thèm để ý đến thái độ của Hoàng Nghĩa, thế giới rộng lớn, loại người nào mà chả có, hắn cũng không muốn kết thân với Hoàng Nghĩa. Tuy nhiên, thấy Dương Hằng Dịch và Dương Diêu Nhi tỉ mỉ sắp xếp cho hắn và Hoàng Nghĩa gặp mặt, khẳng định phía sau còn có thâm ý sâu xa, vậy hắn cũng vui mừng mà ngồi xem trò hay. Ngồi cùng với cha con họ Dương đến khoảng hơn 10 giờ, Hạ Tưởng chủ động xin từ biệt. Dương Diêu Nhi liền xung phong nhận việc, muốn đưa Hạ Tưởng trở về, Hạ Tưởng cũng không từ chối, biết có một số việc nhất định sẽ có người vạch trần. Dương Hằng Dịch hiển nhiên cũng không nói gì. Lúc bắt tay với Dương Hằng Dịch, cảm thấy được Dương Hằng Dịch bắt tay hơi dùng sức, hơn nữa, sau khi uống rượu, trên mặt Dương Hằng Dịch luôn tươi cười, dường như có vẻ chân thành hơn so với bình thường. Hạ Tưởng liền nghĩ tới một câu thành ngữ, có người tặng lễ tất có điều nhờ vả. Trên đường trở về, Dương Diêu Nhi lái xe rất chậm, trước tiên, cô giải thích thay Hoàng Nghĩa vài câu. Nói là Hoàng Nghĩa chỉ là không thích giao thiệp với người khác thôi, chứ bản chất con người không phải là xấu, sau đó liền đột ngột hỏi một câu. Chủ nhiệm Hạ và thị trưởng Mai quan hệ cũng không tồi, có thể giúp em một chuyện nhỏ hay không? Thật đúng là đảo một vòng tròn lớn. Không ngờ lại chính là rơi xuống trên người Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng khẳng định phán đoán của chính mình, mặc kệ là Dương Diêu Nhi thay mặt cho cái gì, cô cũng chính là một trong 4 cậu ấm cô chiêu ở tỉnh Tương. Bước tiếp theo của 4 cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương rốt cục cũng đã lộ ra một chút manh mối. Cũng có thể nói như vậy, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng khách khí. Hạ Tưởng hào phóng vung tay lên. Qua, chủ nhiệm Hạ thật là một người tốt. Dương Diêu Nhi khoa trương kêu lên một tiếng. Kỳ thật cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là Hoàng Nghĩa đang muốn mở rộng nghiệp vụ, muốn làm quy mô lớn, có để ý đến một vài chỗ. Quả nhiên,
Hạ Tưởng trong lòng nhảy dựng lên, khẩu vị của bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh tương quả thực là không nhỏ. Chương 1340, tình hình biến động không ngờ. Bí thư thành ủy Tương Giang Cổ Kiến Hiên, thị trưởng Mai Hiểu Lâm, phó thị trưởng Hà Bôn Dương, đều là những nhân vật cấp cao của thành phố, khống chế vững vàng quyền lực lớn ở Tương Giang, phe của Diệp Thiên Nam, rất khó đột phá. Kỳ thật, nếu chỉ là tùy tiện nhìn chúng một vài chỗ nào đó, mở trạm xăng dầu cũng được, mở ký túc xá cũng được, cũng không cần phải làm phiền đến Mai Hiểu Lâm. Ủy viên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Lâm Thu có thể quyết định, thậm chí, một phó thị trưởng được phân công quản lý bình thường của cũng có thể làm được. Nhưng, nếu muốn hắn thay mặt mở lời với Mai Hiểu Lâm, có thể thấy được, địa điểm Hoàng Nghĩa nhìn chúng rất không tầm thường. Nghĩ kỹ lại một lần, Hoàng Nghĩa có phải chính là người bạn bí mật của Dương Diêu Nhi hay không còn chưa dám nói. Mở rộng nghiệp vụ vừa nói, chính là mở rộng nghiệp vụ công ty, hay cũng là con đường phát tài của Dương Diêu Nhi, vẫn là một dấu hỏi lớn. Hạ Tưởng phỏng đoán, không chừng, Dương Diêu Nhi chính là mở đường thay bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh tương. Liên tưởng đến việc Diệp Địa Bắc, Hồ Quân do cùng Lâm Tiểu Viễn đi nước ngoài cùng một lúc, chỉ để lại một Dương Diêu Nhi ở trong nước, lại tỉ mỉ sắp xếp một lần, nói không chừng sau lưng còn có Diệp Thiên Nam diệu toán. Địa điểm nào quý giá như thế, còn phải quấy rầy đến thị trưởng Mai. Hạ Tưởng không trả lời, chỉ như không để ý hỏi một câu. Cũng không phải là nơi quý giá gì, chẳng qua đó cũng là nơi mà phía Điện Tín chọn chúng để làm trụ sở, dường như bí thư Cổ ủng hộ bên Điện Tín hơn. Dương Diêu Nhi cắn cắn môi. Chủ nhiệm Hạ, anh giúp em được không? Anh rất có sức hấp dẫn, anh mà ra mặt, thị trưởng Mai khẳng định sẽ nghe anh nói. Lời này nói ra hơi có phần xuồng xã, không thể không nói, Dương Diêu Nhi chỉ biết dùng thân thể để dụ dỗ đàn ông, việc chính trị còn rất ngây thơ, Hạ Tưởng liền trầm mặt xuống. Dương Diêu Nhi, đối với tôi còn có thể nói tùy ý một chút, nhưng xin cô tôn trọng thị trưởng Mai. Dương Diêu Nhi bị bộ dạng nghiêm túc của Hạ Tưởng làm sợ tới mức le lưỡi, vội vàng gật gật đầu, không dám nói gì nữa. Điện Tín và Tập đoàn Hóa Dầu Quốc gia tranh nhau một mảnh đất, ông chủ hai bên đều là thế lực lớn nhiều tiền, ngoài mặt đều ngạo mạn hò hét, phỏng chừng phía sau cũng đánh nhau túi bụi, đối đầu với nhau khá mạnh. Hạ Tưởng hiểu rõ tính tình của Điện Tín và Liên Thông, ở những thành thị phía Bắc, Liên Thông là chính, Điện Tín là phụ, cho nên Điện Tín phục vụ vô cùng tốt. Nhưng ở những thành thị ở phía Nam trở lại đây, Điện Tín ngược lại rất kiêu căng, còn Liên Thông thì tận tâm phục vụ. Nhưng nói trở lại, Điện Tín và Liên Thông còn tốt hơn nhiều so với Tập đoàn Hóa Dầu Quốc gia và Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia. Điện Tín và Liên Thông độc quyền nhưng vẫn còn nói đạo lý, Tập đoàn Hóa Dầu Quốc gia và Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia độc quyền giá cả dầu mỏ vài chục năm nay, chưa bao giờ nói đạo lý với dân chúng cả nước. Thời điểm tăng giá, là tăng theo thị trường quốc tế hôm qua tăng, trong nước hôm nay cũng tăng. Nhưng thời điểm giảm giá, thì lại là chuyện riêng của Trung Quốc. Giá quốc tế tháng trước đã giảm nhưng giá trong nước đến tháng sau vẫn chưa thấy giảm. Hơn nữa, vừa rồi Hoàng Nghĩa còn biểu hiện bộ dáng vênh váo không chịu nổi, Hạ Tưởng lại có ấn tượng không tốt với Tập đoàn Hóa Dầu Quốc gia, đồng ý giúp đỡ mới là lạ. Lại nghĩ, không biết đây là chủ ý của Dương Diêu Nhi hay là ý tưởng của Dương Hằng Dịch. Không ngờ, khi tuyệt vọng, đối phương cái gì cũng có thể thử, cầu đến cửa của hắn rồi, hắn còn gây trở ngại không giúp. Há không phải là phụ kỳ vọng tha thiết của đối phương. Hạ Tưởng liền nói dịu lại. Nể mặt bí thư Dương và Diêu Nhi, giúp Hoàng Nghĩa một lần cũng không có gì, nói một tiếng cũng không phải là chuyện lớn, nhưng cô phải nói rõ cho tôi biết, đó là địa điểm mà Hoàng Nghĩa muốn có hay là cô muốn có. Khi Hạ Tưởng nói, đặc biệt nhấn mạnh, cũng ngầm ám chỉ, chuyện của Hoàng Nghĩa và chuyện của Dương Diêu Nhi, hắn sẽ đối xử khác nhau. Dương Diêu Nhi đâu có thể là đối thủ của Hạ Tưởng. Mới nói được vài câu, đã bị Hạ Tưởng nắm giữ quyền chủ động, từ từ tiến đến, nói thêm vài câu nữa, cô liền để lộ ra tình hình thực tế. Dương Diêu Nhi cũng không đưa Hạ Tưởng đến trụ sở tỉnh ủy, cô đưa Hạ Tưởng đến khu nhà của ủy viên thường vụ, vốn nghĩ muốn cùng Hạ Tưởng lên lầu. Hạ Tưởng thấy cô quá nhiệt tình, bắp đùi đầy đặn lộ ra ngoài, hai bầu ngực vô cùng gợi cảm, lại nhớ đến bạn trai bên người cô nhiều như mây, bỗng dưng thấy bên người nổi lên một trận gió lạnh, vội khuyên cô rời đi. Hạ Tưởng về đến nhà, pha một bình trà, chậm rãi, yên tĩnh suy nghĩ lại. Dương Diêu Nhi để lộ không ít tin tức nhắc nhở hắn, bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh tương giống như hắn đoán, đều chuyển rời mục tiêu, hoàn toàn thu tay lại đối với những dự án phía trên.
T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Hành động này cũng khiến Hạ Tưởng vô cùng khâm phục tính quyết đoán của Diệp Thiên Nam. Rất nhiều người thất bại ở chỗ không biết nên dừng hay không nên dừng lại, bởi vì lợi ích trước mắt, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí và quyết tâm quay người. Công ty cầu đường tỉnh Tương đổi chủ, cũng là lúc bắt tay vào chỉnh đốn lại chất lượng và quản lý bên trong, cũng đều không phải là chắc như thép, trên có chính sách thì dưới có đối sách, hoàn toàn còn có thể làm lại. Nhưng Diệp Thiên Nam nhận định tình hình, bảo Diệp Địa Bắc hoàn toàn thu tay lại đối với các dự án, không phải là từng bước rút khỏi mà là rõ ràng, linh hoạt cắt đứt quan hệ, không còn dây dưa chút nào. Thủ đoạn và quyết đoán như vậy, hoàn toàn có phong độ của một đại tướng. Đương nhiên, trong quá trình Hạ Tưởng dẫn dụ, Dương Diêu Nhi không phải không có chút cảnh giác, nhưng vẫn là bị Hạ Tưởng chậm rãi dụ vào, cũng khiến Hạ Tưởng đại khái biết được bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương quyết tâm muốn tiến quân vào ngành sản xuất dầu mỏ và ăn uống. Quyết tâm rất lớn, lòng ham muốn cũng không nhỏ. Nhưng Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn nắm được là Dương Diêu Nhi tự mình quyết định tìm hắn hay là được Diệp Địa Bắc nhờ vả. Tuy nhiên, theo hắn đoán, hẳn là do Dương Diêu Nhi tự động quyết định bởi vì trong bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương. Những việc như thế này, bình thường đều là Dương Diêu Nhi ra mặt giải quyết những cán bộ nam dưới trung niên, Lâm Tiểu Sa ra mặt ứng phó những cán bộ nữ dưới trung niên, Diệp Địa Bắc phụ trách công tác toàn diện, Hồ Quân do phụ trách quản lý tài vụ. Tiểu tập đoàn bốn người, phân công rõ ràng, hợp tác chặt chẽ. Có thể là thừa dịp ba người ra nước ngoài khảo sát thực tế, Dương Diêu Nhi thứ nhất vì mượn cơ hội phục hồi quan hệ với hắn, thứ hai vì điều tra trước khi hành động, xem hắn có dễ hay không dễ tiếp xúc. Nói trở lại, có lẽ ở sâu trong nội tâm của Dương Diêu Nhi, luôn ôm ảo tưởng đối với hắn, lần trước lõa thể gặp nhau, cũng là bí mật nhỏ của hắn và cô. Phụ nữ luôn luôn đề phòng hơn đối với những người đàn ông đã nhìn thấy mình khỏa thân, huống chi cô còn ảnh chụp lõa thể từ đầu đến cuối nằm trong tay hắn. Dương Diêu Nhi không nhắc lại chuyện đó với Hạ Tưởng, dường như chính là lựa chọn muốn quên đi, hoặc là dứt khoát trở thành lễ vật đưa tặng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khẳng định sẽ không thành thật giúp đỡ bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương mở cục diện ở Tương Giang, nhưng nếu thật muốn nhờ tay hắn giải đường trước cho bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương, như vậy chỗ nào đào hầm, chỗ nào có nước, trong lòng hắn liền rành mạch. Hơn nữa, trong lời nói của Dương Diêu Nhi, Hạ Tưởng còn mơ hồ nghe ra được điều gì đó, điều Diệp Địa Bắc muốn làm cũng không phải chỉ là mở hơn 10 trạm xăng dầu. Tuy rằng là độc quyền, nhưng lợi nhuận chính vẫn ở trong tay Tập đoàn Hóa dầu Quốc gia. Anh ta có thể nhân cơ hội này mà mở ra con đường dẫn dầu, nói cách khác, là buôn lậu. Đương nhiên, thời cuộc bây giờ khác biệt, Diệp Địa Bắc có bản lĩnh thế nào cũng không thể so sánh với lão lại, nhưng người có gan dạ bao nhiêu, đất có bao nhiêu sản vật, ai dám cam đoan trong lòng Diệp Địa Bắc đối với lão lại có bao nhiêu tôn kính và có hướng tới 102 hồng lâu nhất khúc. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu hắn giải đường thay cho bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh Tương. Đồng thời lại đào hố chôn bọn họ, thì cũng là một nước cờ hiểm. Nếu đi không tốt, chẳng những có khả năng bị trẹo chân, còn có khả năng bị gậy ông đập lưng ông. Bảo hổ lột da, hổ cũng sẽ đánh người. Hôm sau là chủ nhật, Hạ Tưởng khó có được một hôm dậy muộn, đang lúc ngủ say, lại có điện thoại đến. Hắn không muốn nhận cuộc gọi, nghe thấy chuông, liền cầm ném sang một bên. Không ngờ, điện thoại đến không dứt, không ngừng kêu. Có vẻ như muốn gọi bằng được mới thôi, khiến cho Hạ Tưởng phát cáu. Lại thấy điện thoại đến là số lạ, nên khi nhấc máy có chút bực mình, nói. Sáng sớm ngày ra, phải biết điều để cho người khác được ngủ một giấc yên tĩnh chứ. Mở cửa. Bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm lạnh như băng, vừa có điểm quen thuộc lại vừa có điểm xa lạ. Lập tức mở cửa. Hiện tại, không có mấy người dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hơi thất thần. Đối phương là giọng nữ nhưng không nghe ra là ai, hơn nữa hắn còn đang mơ màng nên phản ứng hơi chậm chạp, liền hỏi. Mở, cái gì cửa? Mở cửa phòng ngủ của anh. Giọng điệu đối phương vẫn rất gay gắt, hơn nữa, câu nói này rõ ràng có lỗi ngôn ngữ. Hạ Tưởng bỗng chốc tỉnh táo lại, chớp mắt, lặng lặng mỉm cười, đi đến trước cửa, đột ngột mở cửa phòng. Đừng giả bộ, anh biết em là ai, Liên Nhược Hạm. Quả nhiên. Đứng ở của là Liên Nhược Hạm vẻ mặt đang kinh ngạc. Hạ Tưởng không đợi Liên Nhược Hạm mở miệng, một tay kéo cô vào trong phòng, không nói câu nào đã ôm cô đem đến trên giường, sau đó không thanh minh, nhanh gọn cởi hết quần áo của cô.
Liên Nhược Hạm kinh hô. Anh đúng là bị điên, em không cho anh làm vậy. Hạ Tưởng làm sao còn để ý cô nói gì nữa, hoành đao ngay lập tức, uy phong lẫm liệt, Liên Nhược Hạm đến câu thứ hai còn chưa kịp nói ra, đã biến thành tiếng rên rỉ tinh tế, cô cắn lỗ tai Hạ Tưởng trêu ghẹo. Có phải hay không vừa rồi, ở ngoài cửa mặc kệ là cô gái nào, anh đều bụng đói ăn quàng không? Hạ Tưởng vừa dùng sức vừa cười ha hả. Anh chỉ biết là em thật tâm chơi xỏ, muốn tới tra xét, anh trước hết kiểm tra thân thể em một chút, ai bảo em nghi ngờ anh. A, à, Liên Nhược Hạm thở dốc, miệng mở thành hình chữ O. Nhất định là cô bé Lê bán đứng em, cô ấy thật sự là không phân rõ phải trái, như thế nào ngay cả em cũng bán đứng. Anh làm nhẹ, chậm một chút, anh. Hạ Tưởng dùng sức đánh một cái ở cái mông căng tròn của Liên Nhược Hạm. Phải, chính là phải trừng phạt thân thể em thật tốt. Liên Nhược Hạm cũng bị khơi dậy tính khí, hai chân cô siết chặt quấn trên lưng Hạ Tưởng, nổi cơn độc ác. Đến đi, xem ai lợi hại, xem ai đầu hàng trước. Em nói một câu, anh nghe xong đừng sợ. Anh sợ cái gì? Hạ Tưởng thấy trên mặt Liên Nhược Hạm hiện lên ánh mắt gian trá, nghĩ thầm rằng cô lại muốn phá hoại cái gì đây? Liên Nhược Hạm vừa phối hợp với Hạ Tưởng, vừa cười xấu xa. Em và vệ tân cùng đến, cô ấy đang ở ngoài cửa. A, à, Hạ Tưởng ngưng động tác một chút, thật đúng là trò đùa lớn mà. Đúng lúc đang sầu não không biết làm thế nào thì nhìn thấy Liên Nhược Hạm đảo mắt liên tục, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đó. Em thật đúng là lừa người chết bất chấp đền mạng. Liên Nhược Hạm liền cắn lỗ tai Hạ Tưởng một chút. Em còn mê chết người bất chấp đền mạng. Sau khi chủ nhiệm Hạ hoàn toàn thỏa mãn, thì cùng Liên Nhược Hạm tắm rửa sạch sẽ, vuốt ve thân hình hoàn mỹ không giảm như xưa của Liên Nhược Hạm, lại xúc động một hồi. Vệ tân quả thực có đến Tương Giang. Tuy nhiên là ở tại nhà khách, không cùng đến với Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm lần này đến Tương Giang, thứ nhất là để thăm hỏi Hạ Tưởng, thứ hai là để giải sầu, thứ ba là để chuyển đạt lời khuyên của ông cụ đến Hạ Tưởng. Đồng thời còn mang đến một tin tức khiến Hạ Tưởng chấn động, ông cụ Ngô cố ý thúc đẩy Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến. Chương 1341, bánh lớn có nhân. Người bản xứ không thể đảm nhiệm bí thư huyện ủy, nói tiến thêm một bước nữa. Nguyên tắc quy định, cũng không thể đảm đương bí thư thành ủy. Cán bộ lãnh đạo chính của đảng, khi nhậm chức đều lảng tránh điều lệ này, chỉ quy định không thể đảm nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng ở nơi trưởng thành, chứ không phải quê quán. Nhưng vấn đề là, tỉnh Yến vừa là nơi trưởng thành, vừa là quê quán của Tào Vĩnh Quốc. Tuy rằng ở trên là quy định bổ nhiệm giới hạn cho cán bộ dưới cấp tỉnh bộ, đối với cấp tỉnh, vẫn chưa có lệnh hạn chế rõ ràng. Nhưng xuất phát suy xét từ độ gia tăng lực khống chế đối với các tỉnh, cho dù là ông cụ Ngô ra tay thúc đẩy Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng vẫn là gặp khó khăn rất lớn. Trong ấn tượng, từ sau năm 2008, trong nước bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, ở Trung ương đã tránh phân công người địa phương, cho dù là quê quán hay nơi trưởng thành, nhất là ở một số tỉnh đặc biệt, ví như tỉnh Lĩnh Nam. Từ năm 1998 trở đi, ở tỉnh Lĩnh Nam chưa bao giờ có người địa phương đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, từ đó phản ánh sự lo lắng của Trung ương đối với tỉnh Lĩnh Nam. Đuôi to khó vẫy luôn là lo lắng trước sau như một của Trung ương. Thành phố Hạ Giang chính là bài học thất bại, nguyên do là năm đó xảy ra vụ án chính trị bí thư thành ủy Hạ Giang bị bắt làm kinh sợ cả nước. Mà bí thư thành ủy Hạ Giang cũng chính là ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến tuy rằng còn chưa đủ tư cách ở trong Bộ Chính trị. Nhưng tỉnh Yến có vị trí đặc thù, bao bọc xung quanh Bắc Kinh Thiên Tân, là lá chắn lớn nhất của thủ đô. Ngày xưa chính là trực lệ, bởi vậy, nhiều đời đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, đều là sau khi Trung ương tổng hợp, suy xét, cân nhắc kỹ càng mới quyết định bổ nhiệm. Hạ Tưởng cũng chú ý tới, sau khi tổng bí thư nhậm chức, càng tăng cường khống chế đối với tỉnh Yến, một lòng muốn đặt tỉnh Yến nằm dưới lực ảnh hưởng của bản thân. Mà thế lực gia tộc cũng như hệ bình dân, cũng đồng thời đưa tầm mắt hướng về tỉnh Yến. Tỉnh Yến đã trở thành vùng tranh chấp của các thế lực khắp nơi. Ông cụ Ngô nhìn xa trông rộng, bất kỳ việc gì làm đều tính kế lâu dài, mỗi khi ra tay đều chuẩn bị tiến thoái và dọn đường trước. Theo hiểu biết của Hạ Tưởng với ông, lần này đột nhiên đề xuất việc cho Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, có phải là thật tâm thúc đẩy hay không, tạm thời không bàn đến, phía sau lưng, khẳng định còn có dụng ý. Tào Vĩnh Quốc tuy rằng là cha vợ của hắn nhưng theo truyền thống giá trị bè phái mà nói,
ở trên và hắn đều không cùng một phe. Quả thật, ở các phe phái sở hữu thế lực các tỉnh trong nước, có những lực lượng trung kiên thuộc sở hữu trên danh nghĩa, ví dụ như bí thư tỉnh ủy lĩnh Nam Trần Hạo Thiên, chính là thuộc phe tổng bí thư, là lực lượng trung kiên, mà bí thư tỉnh ủy tỉnh Sở Trần Phong, tuy rằng hiện nay cũng coi như là thuộc phe tổng bí thư, nhưng vẫn không phải là lực lượng trung kiên. Tào Vĩnh Quốc cũng vậy, bên ngoài tuy là thuộc về phe của thủ tướng, nhưng trên thực tế cũng không phải là dòng chính của thủ tướng. Lại nói đến đây, trên thực tế, thế lực của thủ tướng ở địa phương là ít nhất, phần lớn đều là đàn mà không đảng, không phải là hình thành một thế lực chân chính. Ông cụ Ngô mượn việc Phạm Duệ Hằng lui ra, đột nhiên tiết lộ muốn đưa đẩy Tào Vĩnh Quốc lên trên, Hạ Tưởng sẽ không khờ dại cho rằng, bởi vì nể mặt hắn mà ông cụ Ngô mới ra tay. Người làm chính trị khi suy xét một vấn đề đều đặt đại cục lên đầu, đặc biệt là người có chí mang thiên hạ trong lòng như ông cụ Ngô, một khi ra tay, chỉ sợ ý đồ không chỉ có ở tỉnh Yến. Có một khoảng thời gian không về thủ đô, việc lớn trong thiên hạ, đều là xuất phát từ thủ đô, tâm tư Hạ Tưởng bỗng chốc bay về phía thủ đô, có một loại ham muốn bức thiết muốn về thủ đô. Hơn nữa, gần đây, Ngô Tài Dương đặc biệt vô cùng khiêm tốn, hoặc là nói, gần đây toàn bộ thế lực gia tộc đều vô cùng khiêm tốn. Còn có không đến 2 năm nữa, Tổng Bí Thư sẽ lui xuống, hiện tại chính là giai đoạn tính toán điều chỉnh nhân sự cuối cùng, sóng sau đẻ sóng trước của nhiệm kỳ mới, yên bình thật không đúng với quy luật. Ở bên dưới sự yên bình đó khẳng định còn có vòng xoáy lớn và mạch nước ngầm. Trước nhiệm kỳ mới, khẳng định Tổng Bí Thư sẽ bố trí một cách tốt nhất, cứu sống toàn bộ các quân cờ. Bởi vì, sau khi Quan Viễn Khúc nhậm chức, ít nhất trong vòng 2-3 năm, sẽ không dễ dàng thay đổi bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, có muốn đổi cũng không thể nào nói một câu là được. Bởi vậy, nếu hiện tại Tào Vĩnh Quốc bị ông cụ Ngô thúc đẩy việc nhậm chức, như vậy, trên danh nghĩa ông ấy sẽ trở thành người thuộc thế lực gia tộc. Tiếp tới đảm nhiệm chức tổng bí thư là Quan Viễn Khúc, trên thực tế lâu dài, Tào Vĩnh Quốc trên danh nghĩa trở thành người thuộc thế lực gia tộc mà tiếp nhận bí thư tỉnh ủy cũng là chuyện tốt, bởi vì tính cách cha vợ vốn lãnh đạm. Cho dù ông ấy có gia nhập thế lực của bên nào, cũng sẽ không trở thành người chính thống, rất có phong cách quân tử, đàn mà không đảng. Nhưng phải thừa nhận, theo tính cách của cha vợ, nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, nếu không phải là ông ấy được lòng của thế lực khắp nơi, cha vợ thật đúng là sẽ không có được thành quả hiện tại. Kiếp trước, sau khi Tào Vĩnh Quốc bị Cao Thành Tùng dẹp sang một bên, cuối cùng chỉ dừng lại ở cấp sở. Lấy danh nghĩa thuộc thế lực gia tộc đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, năm sau. Khi Quan Viễn Khúc lên đài, cha vợ qua một năm nữa sẽ hết nhiệm kỳ, cũng có thể an ổn lui ra, nói không chừng còn có thể có được đãi ngộ lương hưu cấp phó quốc gia. Không thể không nói, ông cụ Ngô đưa ra đề nghị này khiến cho Hạ Tưởng động lòng, phải thừa nhận, ông cụ Ngô thật có thể dễ dàng nắm được tâm tư của hắn, khiến hắn lâm vào bị động. Một khi động lòng, thì phải thuận theo nguyện vọng của ông cụ, làm chút việc vì ông cụ. Hạ Tưởng liếc mắt một cái nhìn thoáng qua Liên Nhược Hạm. Thấy cô nằm nghiêng một bên trên đầu giường, tư thế toát ra một vẻ mê người nói không nên lời, không khỏi mỉm cười. Cũng là lạ, nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhìn em không biết chán. Lại nữa, ông cụ như thế nào lại nghĩ đến cha vợ, ông ấy biết rõ người địa phương không thể đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy bản địa, có thể khiến cho người khác nói lung tung. Liên Nhược Hạm cười vỗ trán Hạ Tưởng một cái. Có chuyện gì thì nói rõ, còn thừa nước đục thả câu với em. Ông nội rốt cuộc nghĩ như thế nào, em cũng không biết, cũng không quan tâm, dù sao ông cũng nói, em chỉ cần nói lại với anh là anh sẽ hiểu. Hiểu được cái gì, vẫn là không hiểu được gì cả, chẳng qua có một điểm rõ ràng đó là ông cụ muốn hắn về thủ đô. Vẽ ra một tấm bánh lớn có nhân cho hắn, hắn không về thủ đô thì còn chờ cái gì. Liên Nhược Hạm đúng là không sợ người buồn chết không thôi, ở trên giường chở mình một cái, cười một tiếng. Đúng rồi. Em còn nghe được một tin. Hạ Tưởng bị cô hành hạ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không khỏi nổi giận. Có chuyện gì không thể nói một lần cho hết, lại còn phải nghỉ xả hơi như vậy sao? Liên Nhược Hạm không sợ Hạ Tưởng, từ trên giường xoay người xuống đất, tự mở tủ lạnh cầm một lọ sữa uống. Hạ Tưởng mỗi ngày đều có người chuyên cung ứng, cho dù không yêu cầu, cũng có người mỗi ngày đổi đồ mới, cô vừa uống vừa nói. Em nghe cha nói, ở bộ chính chỉ có khuyết một chỗ trống. Hiện tại đang lần lượt thảo luận chọn người bổ sung, nghe nói, Tống Chiêu Độ và Trần Phong đều có hy vọng. Hạ Tưởng thật là không muốn sợ hãi cũng không được, Liên Nhược Hạm lần này đến, chẳng những an ủi cả thể xác lẫn tâm hồn hắn,
còn liên tiếp mang đến cho hắn những tin tức đáng kinh ngạc, khiến cho hắn rốt cuộc không thể ngồi yên, mà kỳ thật là hắn cũng không có ngồi mà là nửa nằm ở trên sofa. Hắn giật mình một cái, đứng lên. Thật hay giả? Không tin em sao? Không tin thì để em gọi điện cho trưởng ban tổ chức Trung ương Ngô. Liên Nhược Hạm liền đùa Hạ Tưởng. Như thường lệ, đầu tiên Ủy ban Trung ương mở hội nghị tuyển cử ra toàn thể ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên dự bị và ủy viên thường vụ. Mặt khác, toàn thể hội nghị có thể căn cứ vào tình hình thực tế mà tăng thêm số ghế trống ở ủy viên Bộ Chính trị, vừa có thể trực tiếp từ trong ủy viên Trung ương tuyển chọn lên ủy viên Bộ Chính trị, cũng có thể từ trong danh sách xếp hạng ủy viên dự bị theo thứ tự tăng lên. Lần này Bộ Chính trị không có ủy viên dự bị, hiện tại xuất hiện ghế trống, khẳng định phải chọn lựa trực tiếp từ ủy viên Trung ương. Trên cơ bản, mỗi một bí thư tỉnh ủy đều là ủy viên Trung ương, cho nên, nếu đúng như Liên Nhược Hạm nói, muốn bổ sung thêm ủy viên Bộ Chính trị, nhất định phải chọn lựa từ trong số bí thư tỉnh ủy. Nhưng vấn đề là, nếu không phải là tỉnh lớn, thì bí thư tỉnh ủy tỉnh đó không đủ tư cách gia nhập Bộ Chính trị. Cho dù là do có người bị bệnh hoặc vì nguyên nhân nào khác mà phải rút khỏi Bộ Chính trị, cũng không đến lượt Tống Chiêu Độ hay là Trần Phong lần lượt được bổ sung tiến vào Bộ Chính trị, chỉ sợ một khi tuyển chọn, những chức vụ trống sau đó cũng sẽ có người thay thế. Bình thường đều là bí thư các thành phố trực thuộc Trung ương, Lĩnh Nam, Thanh Tây hoặc Thiên Sơn được chọn là ủy viên Bộ Chính trị, các tỉnh còn lại rất ít có người được đảm nhiệm. Cũng có trường hợp đặc biệt, bí thư tỉnh ủy nhậm chức ở tỉnh liền thành ủy viên Bộ Chính trị, nhưng chẳng qua chỉ có một lần duy nhất, sau khi Trần Phong tiếp nhận chức vụ xong, thì không đi nữa. Nói theo kinh nghiệm và lý lịch, Tống Chiêu Độ so với Trần Phong cũng rất có tư cách được bổ sung lần lượt, nói như trước đây, Trần Phong càng dễ dàng được tuyển chọn bổ sung lần lượt. Nói đúng hơn là, sau khi Trần Phong được bổ sung lần lượt, có thể án binh bất động, từ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh sở một bước tiến lên Bộ Chính trị. Nói theo phương diện tình cảm, Tống Chiêu Độ và Trần Phong đều là người thân, người thầy tốt, người bạn hiền của Hạ Tưởng, nếu nói để hắn phải lựa chọn ủng hộ một trong hai người, quả thật hắn không biết phải chọn lựa thế nào cho tốt. Không chỉ có ông cụ Ngô đưa ra vấn đề khó khăn cho hắn, ngay cả Ngô Tài Dương cũng đưa đến cho hắn một việc đau đầu. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng hiểu được, việc Ngô Tài Dương nói đến chuyện tuyển chọn một trong hai người Tống Chiêu Độ và Trần Phong, cũng chỉ là mượn lời của Liên Nhược Hạm, cố ý cho hắn nghe được. Trên thực tế, việc bổ nhiệm một ủy viên Bộ Chính trị, Ngô Tài Dương không có quyền phát ngôn. Không cần nghĩ cũng biết, còn vô số bí thư tỉnh ủy hoặc là các quan lớn ở Ủy ban Trung ương và các bộ có lý lịch, kinh nghiệm và hậu thuẫn sâu hơn so với Tống Chiêu Độ và mạnh mẽ hơn so với Trần Phong, đều mở to hai mắt chăm chú nhìn vào cái ghế chống vị trí ủy viên Bộ Chính trị. Một vị trí thật khó có được, thật quá quan trọng, có ai mà không muốn lấy cho bằng được. Đã là người ở trong quan trường, ai ai cũng đều muốn có. Hạ Tưởng đương nhiên biết Tống Chiêu Độ cũng rất muốn đạt được, bởi vì theo tuổi tác của Tống Chiêu Độ mà nói, nếu nắm được cơ hội để bước vào Bộ Chính trị, nói không chừng cố gắng thêm một chút nữa, khi tình hình biến đổi, cuối cùng còn có thể trở thành một trong 9 người đứng đầu. Nhất định phải quay về thủ đô một chuyến, trong lòng Hạ Tưởng cũng đã xác định được phương hướng rõ ràng. Đến khoảng hơn 1 giờ, Hạ Tưởng liền cùng Liên Nhược Hạm đi ra ngoài ăn cơm, rồi lại gọi điện cho Vệ Tân, hẹn địa điểm gặp mặt. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cùng nhau đi ra khỏi khu nhà của ủy viên thường vụ, muốn gọi điện thoại cho lái xe đến đây, Liên Nhược Hạm lại không đồng ý, nói là muốn Hạ Tưởng cùng đi bộ với cô một chút, dù sao vẫn còn có thời gian. Hạ Tưởng biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, cho dù là một phụ nữ kiêu ngạo có năng lực, suy cho cùng trong lòng vẫn ao ước cùng người yêu dắt tay nhau cùng đi, hơn nữa lại ở một thành phố xa lạ, thì phải dựa vào người khác mới có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, khoảng cách tới địa điểm hẹn hơi xa, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, thì cứ coi như là đi tản bộ, cũng lâu rồi không chăm sóc Liên Nhược Hạm. Là một trong những người quan trọng nhất của hắn, Liên Nhược Hạm đã trở thành một bộ phận không thể tách rời bên trong sinh mệnh của hắn. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm hết sức thân mật cùng đi ở trên đường, người ngoài trông vào, thấy hắn và Liên Nhược Hạm có vẻ như là một đôi vợ chồng ân ái, hơn nữa còn vô cùng xứng đôi, bất cứ ai cũng không nghĩ đến hai người trước mắt. Một người quyền cao chức trọng, là nhân vật lớn thứ tư ở tỉnh Tương, người còn lại nắm giữ gia tài bạc tỷ, giàu có ngang với một đất nước. Hạ Tưởng chỉ lo nói đùa với Liên Nhược Hạm, không hề chú ý tới một chiếc ô tô ở phía sau, mà người ngồi trên xe, lại chính là Lâm Hoa Kiến. Chương 1342,
gặp chuyện không may. Lâm Hoa Kiến vẻ mặt nghi hoặc nhìn cảnh Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm thân mật với nhau, trong lòng rất khó hiểu, người phụ nữ bên cạnh không phải là vợ của Hạ Tưởng, chẳng lẽ Hạ Tưởng có vấn đề tác phong sinh hoạt. Lâm Hoa Kiến được huấn luyện ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không thể tùy tiện quay về. Nhưng y có việc riêng cần phải xử lý, bởi vậy đã âm thầm quay về Tương Giang, cũng không thông báo cho Hạ Tưởng biết, hơn nữa y cũng biết, có nói với Hạ Tưởng đi nữa, không chừng còn bị mắng, cho nên y dại gì tự làm mất mặt. Hơn nữa còn một điểm, việc riêng mà y đang định giải quyết, có liên quan đến Lâm Tiểu Viễn, cho nên cần phải giữ kín, càng không thể khiến Hạ Tưởng hay biết. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều có hồ sơ gia đình và sơ yếu lý lịch cá nhân tỉ mỉ, ở tỉnh ủy, đối với những cán bộ trung tầng có cấp bậc nhất định đều có thể kiểm tra, bởi vậy Lâm Hoa Kiến hiểu rõ sự cấu thành của gia đình Hạ Tưởng, cũng từng nhìn thấy ảnh của Tào Thù Lê. Nếu Tào Thù Lê chỉ là người bình thường thì chẳng có gì để nói, đằng này lại là một mỹ nữ, cho nên Lâm Hoa Kiến vừa nhìn đã có ấn tượng ngay. Và nếu Liên Nhược Hạm chỉ là một cô gái bình thường cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của Lâm Hoa Kiến, đằng này nhan sắc của cô quá nổi trội. Bởi vậy Lâm Kiến Hoa rút ra kết luận, người con gái đang ngồi nói chuyện thân thiết với Hạ Tưởng chắc chắn không phải là vợ của Hạ Tưởng. Đều là những người từng trải, lại lăn lộn trên quan trường nhiều năm, nhìn ánh mắt và cử chỉ của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm có thể cho ra kết luận, mối quan hệ của hai người họ hoàn toàn không bình thường. Quả thật, vấn đề tác phong sinh hoạt đối với một cán bộ có cấp bậc như Hạ Tưởng mà nói, có thể cho là không có gì. Hơn nữa Hạ Tưởng lại từng trải qua sự thử thách mưa như chút nước ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Lâm Hoa Kiến sẽ không sẽ ngốc đến mức cho rằng phát hiện ra một tân đại lục, có thể tạo ra những phiền toái cho Hạ Tưởng. Khi nghĩ sâu xa một chút, thì vấn đề nhân tình không thể đánh gục một cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng lòng tham muốn của nhân tình có thể nuốt trôi một cán bộ cấp phó tỉnh. Đã là cán bộ đảng viên thì chuyện có nhân tình thường gắn liền với vấn đề kinh tế. Nói không chừng đây chính là điểm yếu của Hạ Tưởng. Lâm Hoa Kiến đứng phía sau quan sát Hạ Tưởng đến chừng 2 phút, sau đó mới nhấn ga vượt qua, còn sợ Hạ Tưởng trông thấy, vội vội vàng vàng phóng xe đi thật nhanh. Được một đoạn xa mới dám nhìn lại qua kính chiếu hậu, thấy Hạ Tưởng căn bản không có chú ý tới xe của y, lúc này y mới tỉnh ngộ nhận ra mình đang đi xe riêng, chứ không phải là xe mang biển tỉnh ủy, quả nhiên hơi có tật giật mình. Cuộc đời chính là bởi vì tương lai là cái mơ hồ không ai biết trước được nó như thế nào và có muôn vàn khả năng cho nên nó cũng chính là cái mà con người luôn mong mỏi nắm bắt được bởi thế mà che già măng mọc. Nếu Lâm Hoa Kiến biết trước phía trước đang có phong ba gì chờ đợi y, thì đã không dại đi chọc giận Hạ Tưởng, thậm chí thà cúi đầu khuất phục, nhưng đáng tiếc, cuộc đời không có chữ nếu, và không ai biết trước được tương lai là gì. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đi hơn 20 phút mới đến được điểm hẹn. Khách sạn Tương Giang vừa hay hôm nay lại là một ngày cuối tuần yên tĩnh hiếm có, cũng đã sắp xỉ 2 năm không đi dạo cùng Liên Nhược Hạm rồi, hắn không thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy sung mãn sự lạc thú của cuộc sống. Thỉnh thoảng thả lỏng cơ thể một chút cũng rất tốt, đương nhiên nếu Hạ Tưởng biết rằng vừa rồi có người lén rình hắn, còn cân nhắc về hắn rất lâu, chắc chắn là hắn cũng chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục. Liên Nhược Hạm cũng rất cao hứng, suốt 2 năm gần đây cô luôn bận với kế hoạch tài chính. Cuối cùng cũng có được sự thoải mái một chút như bây giờ, cảm thấy giống như cùng Hạ Tưởng quay lại khoảng thời gian lúc trước, hơn nữa tại một thành phố xa lạ như Tương Giang này thì không cần lo sẽ bị ai đó nhận ra. Vệ Tân và Liên Nhược Hạm ở khách sạn Tương Giang. Vệ Tân cố tình tìm một căn phòng trang nhã diện tích không lớn lắm, được trang trí đơn giản, trong lòng hồi hộp đứng lên ngồi xuống không yên, mong chờ Hạ Tưởng đến, cô quả thật vô cùng nhớ Hạ Tưởng. Gần đây Liên Nhược Hạm bận rộn việc kinh doanh. Tuy rằng công việc rất bận rộn, nhưng nỗi nhớ Hạ Tưởng dường như tăng gấp đôi. Cô biết cô cuối cùng cũng chỉ là cô gái bé nhỏ, không muốn ôm trong tay số của cải vô cùng lớn, không muốn có người hộ tống trước sau, mà chỉ muốn bình lặng chờ đợi một người. Có lẽ niềm mong mỏi này cũng như ánh nến le lói trong đêm giông, nhưng vẫn nguyện ý chờ mong dù trong tuyệt vọng. Vừa rồi khi cô bước chân tới phòng, ở ngoài hành lang có mấy người lướt qua vai. Trong đó có người đàn ông trung niên bụng phệ bộ dáng cán bộ. Còn có mười mấy người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi, ngoài ra còn có 2 cô gái xinh đẹp mỹ miều, nhìn sơ qua cũng giống nhân viên công tác trong cơ quan chính quyền. Vệ Tân sở dĩ chú ý tới đối phương là bởi vì cô phát hiện một trong 2 cô gái nước mắt ngắn dài, dường như không tình nguyện, nhưng một thanh niên khác lại không ngừng khuyên cô ta. Vệ Tân không khỏi nhìn chăm chú hơn một chút, nhưng đã thu hút ánh mắt mê đắm của người đàn ông trung niên, cô thậm chí còn nghe được mấy người nhỏ giọng nghị luận.
Cô bé này không tồi, tuy rằng không nóng bỏng, nhưng vừa nhìn cũng khiến cho người ta có ham muốn chinh phục. Hay là nghe ngóng xem là con cái nhà ai, thu phục cô ta. Câu nói kế tiếp càng khó nghe hơn, vệ tân vội vàng đi xa, trong lòng oán hận, muốn mắng một câu thô tục, nhưng cuối cùng lại không mắng ra thành lời. Đợi nửa tiếng, sau khi cô tự mình pha một bình trà, cuối cùng thì Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cũng tới nơi. Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng, vệ tân liền lên tiếng oán trách, sao anh lại không gầy đi chút nào vậy? Cuộc sống cũng không có gì khó khăn, lại thấy thái độ hắn thoải mái tự nhiên, còn Liên Nhược Hạm tỏ vẻ biếng nhát, bất chợt hiểu ra điều gì, mặt không khỏi đỏ bừng lên, cảm thấy hối hận khi nghe Liên Nhược Hạm nói, muốn đi cùng cô ấy đến đây. Sự hiểu biết của Hạ Tưởng về vệ tân, còn sâu sắc hơn so với những gì vệ tân biết, điều toát ra trong ánh mắt của cô và những nét mặt biến đổi nhanh chóng, đều không thoát khỏi tầm nhìn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trông thấy vệ tân suy nghĩ lung tung, liền cười nói. Vệ tân, chờ lâu chắc sốt ruột lắm, nói cho em biết, kỳ thật như thế này đã là nhanh lắm rồi, vì không có tiền gọi xe, cho nên phải chạy bộ tới đây đấy. Chạy đến mức mặt mày đỏ gay, có thể xem như một lời giải thích hợp tình hợp lý. Liên Nhược Hạm hiển nhiên không biết tâm ý giữa Hạ Tưởng và vệ tân thông hiểu được ý nghĩ của nhau, bèn nói tiếp. Quả thật là đã chạy đến đây, may mà trời hôm nay cũng không nóng lắm. Vệ tân cười, phì, một tiếng, Hạ Tưởng giải thích là mang theo một ý nghĩa khác, nhưng Liên Nhược Hạm lại không hiểu, nhưng nói lời nói thật, khiến cho cô bất chợt nhận ra. Hạ Tưởng khẽ than thở trong lòng, nếu có kiếp sau, hắn vẫn muốn được yêu vệ tân, hoặc nếu giống như thời cổ đại. Sẽ cho vệ tân một danh phận. Sau đó ngồi xuống ăn cơm. Suốt bữa ăn, vệ tân nói không nhiều lắm, hầu hết là tiếng của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm. Cô chỉ lặng lặng nhìn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, thỉnh thoảng ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Sau đó vệ tân cũng bắt đầu nói chuyện, tuy nhiên nói không được nhiều lắm, đơn giản nhắc tới cuộc sống và công tác của cô trong thời gian gần đây, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, lại kể đến những người tình cờ gặp được ở bên ngoài hành lang. Nếu vệ tân nhận ra một người trong đó chính là Lâm Tiểu Viễn, nói không chừng thì bi kịch ngày hôm nay đã không xảy ra, nhưng cũng không nhất định. Hiện tại Hạ Tưởng không khác với trước đây, cho dù hắn biết Lâm Tiểu Viễn đã lặng lẽ về nước và cùng Cục trưởng Công an thành phố Hoài Dương Thái Giang Vĩ ở khách sạn Tương Giang uống rượu, hắn cũng không có lý do gì ra mặt làm phiền đến cuộc gặp gỡ của người khác. Trước khi bi kịch phát sinh, cũng không thể biết trước. Tuy nhiên nếu để Hạ Tưởng biết rằng trong cuộc gặp mặt của Lâm Tiểu Viễn, cũng có mặt Hoàng Nghĩa ở đây, sẽ chứng minh cho sự phán đoán của hắn, Dương Diêu Nhi ra mặt tìm hắn, là vì muốn trải đường cho bốn cậu ấm tình tương. Cho nên, sau khi Hạ Tưởng nghe được vệ tân nói như vậy, bèn bảo cô chú ý an toàn, lại dặn dò Liên Nhược Hạm vài câu, Liên Nhược Hạm lại nói, cô tuy rằng không nói cả đoàn, nhưng có dẫn theo vệ sĩ, tuy nhiên bình thường không lộ diện mà thôi. Hơn nữa coi thân thủ hiện tại của cô, hạ gục mấy tên cán bộ trung niên bụng phệ kia, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hạ Tưởng liền mỉm cười, nhìn hai người phụ nữ trước mắt, một làm hắn yêu đến mức không oán không hận, một khiến hắn thương đến tột đỉnh, kể từ lúc đặt chân đến Tương Giang, tâm tình vẫn luôn bị buộc chặt, cuối cùng hắn đã được thả lỏng đi rất nhiều. Sau khi ăn uống, mắt nhìn đồng hồ đã điểm 13 giờ, Hạ Tưởng trông thấy vệ tân có chút mệt mỏi. Đoán chắc tối hôm qua cô không ngủ ngon giấc, nói. Em về phòng nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều anh sẽ dẫn ra ngoài dạo. Liên Nhược Hạm cũng không có gì nghỉ, vệ tân thuận theo, khi mấy người đang loay hoay đứng dậy, chợt nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, tiếng khóc, còn có tiếng mắng chửi kinh sợ và thất thố. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm rất hỗn độn, nghe không rõ lắm, Hạ Tưởng cũng không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác, cũng không để ý tới. Vẫn tiếp tục cùng Liên Nhược Hạm và vệ tân đi ra ngoài, càng đi càng cảm thấy không đúng, bởi vì hắn mơ hồ nghe được dường như có người nhảy lầu. Còn đang nghi hoặc, thì một người chạy sộc ra từ căn phòng phía trước, vừa đi vừa lau mồ hôi đầm đìa trên cái đầu hói, còn vội vàng gọi điện thoại. Sếp Dương, ngài nhất định phải giúp tôi chuyện này, tôi thật không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra. Hơn nữa, Lâm Tiểu Viễn đang ở đây, không ai có thể chạy thoát. Nếu nói, sếp Dương, mà gã vừa nhắc đến, cũng không khiến Hạ Tưởng nghĩ đến Dương Hằng Dịch, vậy thì sau đó nhắc tới, Lâm Tiểu Viễn, liền khiến hắn hiểu rõ gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt của vệ tân toát ra vẻ chán ghét, hắn liền lập tức đoán được, người trước mắt này chính là cán bộ trung niên mà và vệ tân đã tình cờ gặp ở hành lang vừa rồi.
Hơn nữa theo quan điểm của Hạ Tưởng mà nói, thì ông ta quả thật rất ra dáng một cán bộ. Thấy sự việc xảy ra bèn tìm cách chạy, Hạ Tưởng biết hắn phải xen vào. Hơn nữa trông dáng vẻ cấp bách của người này, quả thật hơi ngu xuẩn, bởi vì cuộc điện thoại cầu cứu Dương Hằng Dịch vừa rồi của gã, cuối cùng lại nhắc tới Lâm Tiểu Viễn, rõ ràng còn mang theo hàm ý không tốt, ý là muốn nhờ Dương Hằng Dịch ra tay giúp đỡ, gã liền kéo luôn cả Lâm Tiểu Viễn xuống nước. Dương Hằng Dịch trả lời gã như thế nào, Hạ Tưởng không nghe được, tuy nhiên vẫn có thể đoán ra qua nét mặt của y, e là phải nghe những lời không hay lắm. Người đàn ông trung niên đầu hói kia bước đi rất nhanh, rõ ràng là muốn trốn, bởi vì kích động, gã đi loạn choạng, chân nam đá chân siêu, không thẳng lối. Khi bước đến phía trước Hạ Tưởng, bỗng nhiên bước chân bị hững, không ngờ lại tiến thẳng đến Vệ Tân. Vệ Tân vẻ mặt chán ghét, kinh hãi kêu lên, có điều không có ý né tránh, Hạ Tưởng đứng cách đó không xa, đưa tay cản người đàn ông kia lại, hét lớn. Cẩn thận! Người đàn ông trung niên đang trong lúc bối rối, hoảng hốt giơ tay chỉ về phía Hạ Tưởng. Ngươi là ai? Mau cút ra, bằng không đừng trách. Khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo và hống hách, ngông cuồng, dường như trừ gã ra thì mọi người đều chẳng đáng gì. Chẳng qua khi người đàn ông hói đầu vừa dứt lời thì, bốp, một tiếng, trên má phải của y đã biện ra vết bàn tay, vẻ mặt y kinh ngạc tột cùng, nhanh chóng đưa tay che má phải, di động rơi xuống mặt đất. Y không thể tin được cái cô gái đang đứng trước mặt này lại dám đánh y, khá lắm, là một cô gái xinh đẹp, cao ngạo. Liên Nhược Hạm giận dữ, lạnh lùng nói. Cái tên khốn khiếp nhà ngươi, dám mắng anh ấy. Cái mặt ngươi còn không xứng với đôi giày của anh ấy, còn dám mở miệng mắng thêm câu nào nữa thì coi chừng cái mặt của ngươi. Chương 1343, hung hăng bắt nạt. Cô, chỉ sợ Thái Giang Vĩ sống đến giờ này cũng chưa từng gặp qua cô gái nào kiêu ngạo như thế, hơn nữa còn rất xinh đẹp, dáng vẻ kiêu kỳ, cao ngạo và làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng khi nổi giận, Thái Giang Vĩ tự cho bản thân là ủy viên thường vụ thành ủy Hoài Dương, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an, nói gì thì nói cũng là nhân vật một phương, tốt xấu cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, không ngờ bị một cô gái tát, hơn nữa trong lúc gã đang vội trốn đi, đã nổi giận, lý trí không còn, đưa chân bước về phía Liên Nhược Hạm. Con cọp cái, tao giết, dám đánh ông mày hả? Chân vừa nhấc lên, chưa kịp bước, đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Gò má bên phải lại chịu thêm một cái tát, nữa so với cái tát vừa rồi, cũng không nhẹ hơn là bao, miệng thấy mặn mặn, e là một chiếc răng đã rớt ra. Vẫn chưa hết. Thái Giang Vĩ bị đánh cho cả người xoay vòng, vừa xoay được một nửa người, đã bị một đá đá trúng lưng, cú đá này thật thâm hiểm, khiến gã ngã sóng xoài ra đất, gã thật xui xẻo, đầu đụng phải tường, máu chảy bê bết. Thái Giang Vĩ té trên mặt đất, chưa kịp đứng lên. Thì từ trong phòng một người đàn bà tóc tai bù xù chạy ra, vừa chạy vừa kinh hô. Cứu mạng, ai cứu tôi với? Phía sau có ba người đuổi theo sát, hai người trẻ tuổi, một người trung niên. Cô ta vừa bước ra khỏi cửa nhìn thấy cảnh khác thường này, lập tức sợ ngây người, sửng sốt đến quên mất hiện trạng của bản thân, cho nên đã bị ba người kia đuổi kịp, bắt lại lôi về phòng. Hạ Tưởng dù không muốn xen vào chuyện của người khác, cũng phải lao ra. Nếu không nói không chừng đã có tai nạn chết người. Hắn lập tức móc điện thoại ra, gọi cho Trần Tập Minh. Tập Minh, lập tức đưa người đến khách sạn Tương Giang. Trần Tập Minh không nói hai lời. Rõ, chủ nhiệm Hạ, 10 phút nữa có mặt. Hạ Tưởng lại lặng lẽ bấm một phím trên điện thoại, thông báo cho nhân viên cảnh vệ của hắn. Sau đó hắn lại bảo Vệ Tân về phòng trước, rồi cùng Liên Nhược Hạm đẩy cửa phòng của đối phương, không thèm quan tâm đến Thái Giang Vĩ đang nằm trên mặt đất. Vệ sĩ của Liên Nhược Hạm đứng ở ngoài cửa như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Thái Giang Vĩ bị ngã xuống đất giờ vẫn không dậy nổi. Hạ Tưởng cũng không biết rằng hắn và Liên Nhược Hạm vừa ra tay đánh ngã là ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng công an thành phố Hoài Dương, tuy nhiên bị Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đánh một trận, Thái Giang Vĩ cũng coi như còn may mắn, không phải ai cũng có cơ hội nhận được cái tát từ Liên Nhược Hạm. Thái Giang Vĩ cả người mềm nhũn, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, mong muốn có thể bắn chết Hạ Tưởng. Nhưng gã hiện tại một chút cũng không động đậy được, bị đánh đến mức không dậy nổi. Hơn nữa, ai có thể ngờ được rằng một cục trưởng công an oai phong lẫm liệt, bây giờ lại bị mấy tên vệ sĩ tư canh chừng cẩn mật thế này, thật không còn mặt mũi nào nữa. Hạ Tưởng sẽ không để ý tới chuyện Thái Giang Vĩ mất mặt, hắn đẩy cửa đi vào liền phát hiện một cảnh tượng khiến người ta phải giận sôi.
Hai người trẻ tuổi đang ấn người phụ nữ vừa chạy ra ngoài, dốc sức đổ nước vào miệng cô ta. Cái thứ chất lỏng họ đổ vào miệng cô ta chắc chắn không phải nước, mà là thuốc gì đó. Một người đàn ông người trung niên có dáng vẻ của một cán bộ khác, thì không ngừng gọi điện thoại, khắp người mồ hôi nhễ nhãi, thần sắc kích động. Bên cạnh, trên sofa, còn một người tuổi còn trẻ đang ngồi, vẻ mặt kinh hoàng, cũng đang gọi điện thoại. Hạ Tưởng vừa tiến đến, hai người thanh niên đang đổ nước kia giật mình kinh hãi, trong đó một người nhảy dựng lên, đụng phải một bình rượu, hô to. Người đang làm gì, sao lại vào đây, chán sống rồi phải không? Người thanh niên khoảng 20 tuổi, bộ dạng xấu xa không sợ trời không sợ đất, Hạ Tưởng cũng không biết y là ai, ánh mắt đảo qua phát hiện trong phòng không ngờ lại có tới hai người quen. Ngồi trên sofa đang gọi điện thoại chính là Hoàng Nghĩa. Trên tay đang cầm chén nước đổ vào miệng người phụ nữ kia chính là Lâm Tiểu Viễn. Đúng là một buổi hội họp bất ngờ, Hạ Tưởng lạnh lùng cười, không để ý tới người trẻ tuổi kiêu ngạo, ngông cuồng đang ngồi trước mắt, quay sang nói với Lâm Tiểu Viễn. Lâm Tiểu Viễn, cô có biết cô đang làm cái gì không? Lâm Tiểu Viễn đương nhiên cũng nhận ra Hạ Tưởng, sợ tới mức tay run run, chén rượu trong tay rơi xuống đất, miệng lắp bắp. Chủ nhiệm Hạ, sao ngài lại ở đây? Lời nói của Lâm Tiểu Viễn thốt ra muộn màng một chút, chàng thanh niên cầm bình rượu vừa trông thấy ánh mắt kinh miệt khi Hạ Tưởng liếc nhìn y, đã nổi cơn lôi đình, ném bình rượu trong tay về phía Hạ Tưởng, chỉ thấy một người từ ngoài cửa xông vào, sau đó y cảm thấy trước ngực lan ra một cơn đau kinh hồn. Sau đó toàn thân bị nhấc bổng, bay lên, rồi đáp xuống chiếc bàn khiến chiếc bàn vỡ nát. Y đau đớn ngất lịm, trông bộ dạng của y lúc này, e phải nằm viện nửa tháng mới khỏe lại được. Là vệ sĩ của Hạ Tưởng vừa ra tay. Hoàng Nghĩa cũng sửng sốt, di động đang cầm trong tay, ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ. Người cán bộ trung niên đứng bên cạnh gọi điện thoại cũng sợ ngây người. Chủ nhiệm Hạ, người nào là chủ nhiệm Hạ? Rồi thoáng hiểu ra điều gì, y lắp bắp. Chẳng lẽ là chủ nhiệm Hạ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh? Hạ Tưởng không trả lời, nhìn thấy cánh cửa sổ mở to. Còn quần áo bị xé rách treo trên đó, dường như là sự tố cáo không lời, lòng hắn trùng xuống, bước đến nhìn xuống phía dưới cửa sổ, quả nhiên, ở phía dưới tầng 7, một cô gái mặc bộ đồ trắng nằm bất động, quần áo bị nhuộm đỏ bằng máu, nhìn rợn người. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này, tuy rằng Hạ Tưởng không hiểu rõ từng chi tiết và nguyên do, nhưng đại khái có thể đoán được đôi chút, một đám người không bằng cầm thú vừa gây ra những hành vi man dợ. Không coi mạng người ra gì, hắn sao có thể nhắm mắt làm ngơ không hỏi. Xe cứu thương vừa đến, vài nhân viên y tế cùng bác sĩ bận rộn cứu nạn nhân, Hạ Tưởng cố kìm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh quay lại ngồi xuống. Lâm Tiểu Viễn, Hoàng Nghĩa, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Nghĩa liếc nhìn Lâm Tiểu Viễn, trong ánh mắt có chút thần sắc không đoán chắc, hắn lắc đầu nói. Bí thư Hạ. Tôi đến đây theo lời mời của Lâm Tiểu Viễn và Cục trưởng Thái, đến bàn chuyện kinh doanh, tôi là người ngoài cuộc, chuyện này không liên can gì đến tôi. Lâm Tiểu Viễn thấy Hoàng Nghĩa vừa cất tiếng đã phủi ta, xem như sự việc này không dính dáng gì đến y, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, tuy nhiên vẫn cố gắng trấn tĩnh. Chuyện vừa trải qua, tôi sẽ báo cáo rõ ràng với ba tôi và Giám đốc Sở Dương, trước khi họ đến đây, tôi không muốn nói lung tung. Ba cô ở Tương Giang. Thoáng nghe Hạ Tưởng đã phát hiện lỗ hổng trong lời nói của Lâm Tiểu Viễn. Lâm Tiểu Viễn biết bản thân lỡ lời, vội vàng chống đỡ. Không có, tôi vừa mới gọi điện thoại cho ông ấy, ngày mai ông ấy trở về. Hạ Tưởng trông thấy Lâm Tiểu Viễn lúng túng, Hoàng Nghĩa cũng mang thái độ không đếm xỉa đến, người đã chết vậy mà những tên mất nhân tính này lại xem như không có chuyện gì, lửa giận trong lòng bùng lên không thể khống chế. Được, tôi cũng muốn xem. Lâm Hoa Kiến và Dương Hằng Dịch sẽ xử lý theo lẽ công bằng như thế nào? Hình như còn một cục trưởng Thái gì đó nữa. Bất luận là cán bộ đảng viên, hay là cục trưởng, ủy ban kỷ luật đều có quyền hỏi đến. Hạ Tưởng ngồi xuống phía trước, khí thế của kẻ bề trên toát ra, lập tức khiến mọi người chết lặng. Là ủy viên thường vụ Thành Hoài Dương, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an Thái Giang Vĩ. Người đàn ông tuổi trung niên gọi điện thoại khiếp sợ. Chủ động giải thích mọi việc. Chủ nhiệm Hạ, tôi là Cổ Lâm Cách Phó Tổng Giám đốc Điện Tín tỉnh Tương. Liên Nhược Hạm vẻ mặt phẫn nộ, đứng ở cửa, sau khi vào trong chỉ nói hai chữ. Súc sinh.
sau đó im lặng không nói một lời nào nữa, ngạo nghễ không thể xâm phạm, Hoàng Nghĩa vừa rồi muốn thừa cơ trốn, nhưng thấy Liên Nhược Hạm lạnh lùng và nghiêm nghị, lại không dám tùy tiện hành động, đành ngồi im bất động. Theo cách nói của Cổ Lâm Cách, mấy người họ vốn bàn chuyện kinh doanh, thắt chặt cảm tình, gã gọi hai gã công nhân viên bên điện Tín là Tín và Thông đến tiếp rượu, không ngờ cục trưởng Thái nhắm trúng Tín, ám chỉ phải tử hình ngay tại chỗ, vừa khéo Hoàng Nghĩa có mang theo thuốc kích dục bên mình, cho nên đã hòa thuốc với rượu. Thông thận trọng, phát hiện trong rượu có vấn đề, liền nhắc nhở Tín. Hoàng Nghĩa thừa dịp chưa chuẩn bị, rất nhanh lấy rượu ép Tín. Tín biết khó thoát khỏi cảnh lăng nhục, đành liều chết nhảy lầu, Thông tháo chạy, bọn họ sợ cô làm lộ chuyện này ra ngoài, bèn nghĩ cách chuốc rượu cho cô say, sau đó cưỡng hiếp, không ngờ Hạ Tưởng lại xuất hiện. Trước kia Hạ Tưởng cũng nghe nói sơ qua về những cán bộ biến chất, đam mê nữ sắc, giống như những con yêu dâu xanh trực chờ lao vào phụ nữ, hoặc có sở thích sưu tập các cô gái xinh đẹp. Không nghĩ tới hôm nay chính mắt gặp được một cục trưởng công an có lòng dạ cầm thú như thế. Quả thật mở rộng kiến thức, mở mang được tầm mắt. Chỉ sợ ở trong nhận thức của cục trưởng Thái, pháp luật và chính nghĩa chẳng qua chỉ là những ngôn từ sáo rỗng của gã, chỉ khi nắm người đẹp trong tay, mới có thể thỏa mãn, cho dù cô ta có la có hét, gã cũng dư sức kìm cặp, cho dù là ở Tương Giang, thì cái chức cục trưởng công an Hoài Dương thì lo gì không kiếm được gái đẹp. Bởi vậy suy đoán, nói không chừng đại cục trưởng Thái trước kia cũng từng dùng phương pháp này, khiến không ít cô gái phải chịu cảnh nhục mà không biết kêu ai, không ít cô gái phải một đời ôm hận mà không dám thốt ra thành lời. Ý ban đầu của Hạ Tưởng là trong một loạt các bố cục tiếp theo, trước tiên sẽ khai đao với thành phố Thần Đông, hắn phải trừng trị một đám tham quan này, Trịnh Thịnh muốn mượn cơ thu quyền và điều chỉnh nhân sự, có thể nói trăm sông đổ về một biển, bởi vậy chỉ có hợp tác ăn ý, lại không nghĩ rằng một sự cố ngoài ý muốn đã làm xáo trộn tất cả những gì hắn bài trí. Bốn cậu ấm tình tương chuyển rời sản nghiệp và bắt tay vào ngành sản xuất dầu mỏ, mà bộ mặt gian xảo của Thái Giang Vĩ đã bị hắn trông thấy được, sau đó lại vì vấn đề xử trí Thái Giang Vĩ, có thêm Lâm Tiểu Viễn được liên quan trong đó, khiến hắn và Lâm Hoa Kiến xảy ra mâu thuẫn, từ đó trong chốn quan trường đã xảy ra một chấn động không nhỏ, những sự việc trước mắt là phản ứng dây chuyền mà Hạ Tưởng không kịp phản ứng. Tuy nhiên hiện tại, quả thật, hắn không đủ khả năng để xử lý Thái Giang Vĩ và mấy người trong phòng đã bức tử người khác, nên tỏ ra vô cùng căm hận. Có rất nhiều sự tình xảy ra khá lâu rồi, hoặc là không biết như thế nào, hắn thường thấy qua những kẻ tham quan, cầm thú lại có đủ các hành vi vô sỉ trên truyền thông, hình như đã tê dại với mọi thứ, nhưng khi thật sự xảy ra trước mắt, Hạ Tưởng mới biết được, máu vẫn chưa lạnh, thì tình cảm vẫn còn. Bên ngoài vọng vào tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kêu gào của Thái Giang Vĩ như lợn bị chọc tiết vang lên. Giám đốc Sở Dương, vừa rồi có mấy kẻ ra tay đánh tôi, mau giúp tôi giải vây. À, cục trưởng Trần cũng đến đây, mau bắt bọn nó lại. Dương Hằng Dịch còn không biết Hạ Tưởng, vẻ mặt uy nghiêm đáp lại. Ai dám đánh cục trưởng công an, bước ra đây cho tôi xem. Không cần xem đâu, ông Dương, là tôi đánh ông ta. Hạ Tưởng vừa cất tiếng, ông Dương, ý tứ hàm xúc từ trên cao nhìn xuống toát ra không sót một chút nào, chính là rõ mười mươi muốn đẻ đầu Dương Hằng Dịch, e là đánh còn nhẹ. Nếu biết trước ông ta là cục trưởng công an Hoài Dương, thì bây giờ có lẽ đã tàn phế rồi. Thanh âm không lớn, giọng điệu cũng nhạt, nhưng uy lực khống chế của nó không cần phải nói. Hạ Tưởng lần đầu tiên bày ra quyền uy của nhân vật số 4 trong tỉnh ủy trước mặt người khác. Dương Hằng Dịch sắc mặt lập tức trầm xuống, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thái Giang Vĩ, ý tứ là dây với ai không dây, lại đi chọc Hạ Tưởng, giờ ngươi tự tìm cách đi. Ông ta vừa mới tiến đến. Hạ Tưởng tiếp tục đánh phủ đầu thêm một lần nữa. Ông Dương, là ông ra tay xử lý Thái Giang Vĩ, hay là để ông Trần dựa theo pháp luật mà bắt ông ta? Nếu như đều thấy không tiện, hãy để Ủy ban kỷ luật xử lý dựa theo điều lệ quản lý cán bộ đảng viên cũng được. Chương 1344, Cuộc chiến tâm lý. Dương Hằng Dịch hít một hơi, chủ nhiệm Hạ không lưu một con đường sống nào, có phải là không bắt Thái Giang Vĩ thì không được sao? Quan hệ cá nhân của Thái Giang Vĩ là bạn tốt của Lâm Hoa Kiến, quan hệ vô cùng chặt chẽ, chẳng những là cùng học, hơn nữa dường như còn quan hệ họ hàng thân thích. Dương Hằng Dịch và Thái Giang Vĩ quan hệ không phải là quá thân cận, nhưng ông ta phải nể mặt Lâm Hoa Kiến. Nói cho cùng Thái Giang Vĩ tốt xấu cũng gì cũng đường đường là ủy viên thường vụ, thành ủy Hoài Dương, là cấp phó giám đốc sở có thực quyền lãnh đạo,
không phải tùy tiện muốn giam giữ là giam giữ được. Vừa rồi Hạ Tưởng bảo Trần Tập Minh làm việc nửa như muốn bắt Thái Giang Vĩ. Đừng nói giỡn, Trần Tập Minh và Thái Giang Vĩ cấp bậc giống nhau, anh ta thực sự dám mạo hiểm làm chuyện phiêu lưu trong chính trị là tạm giữ một vị ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng công an sao? Dương Hằng Dịch còn có chủ ý, nói. Tinh thần chỉ thị của chủ nhiệm Hạ, khẳng định là muốn chứng thực, tuy nhiên sự việc cụ thể đã xảy ra, tôi còn chưa rõ lắm. Trong câu nói còn có ý giải vây, là ám chỉ mấy người ở đây, cố gắng cho qua chuyện đã xảy ra. Dương Hằng Dịch lại không biết rằng, vừa rồi Cổ Lâm Cách vì muốn thể hiện, nên đã nói ba sạo đại khái sự việc đã xảy qua, sự thật lừa gạt không thành còn bức người tự sát, là không thể sửa đổi. Lâm Tiểu Viễn hiển nhiên nghe ra ý ngầm của Dương Hằng Dịch, vội nói không ngừng. Thực ra Thái Cục đang vui đùa với A Tín, không nghĩ tới tính tình A Tín rất kiên cường, nói sẽ nhảy lầu. Chúng tôi còn tưởng rằng A Tín nói giỡn, nên không ngăn cô lại, ai ngờ cô nhảy lầu thật. Đúng là một cớ hay để từ chối trách nhiệm, theo như Lâm Tiểu Viễn vừa nói, A Tín chết xem như là do bản thân cùng quẫn, là tự sát thật. Mấy người ở đây, mỗi người bồi thường mấy trăm nghìn tệ xem như tinh thần nhân đạo, là tình người, nói hơn nữa, là bổn phận, người khác cũng không có lý do chỉ trích điều gì. Trình độ đổi trắng thay đen thật sự là hạng nhất. Hạ Tưởng âm thầm cười lạnh. Thật sự là có chuyện như vậy sao? Dương Hằng Dịch giả ngu, lại hỏi Hoàng Nghĩa. Ánh mắt Hoàng Nghĩa lóe lên, thấy sắc mặt Hạ Tưởng khó nắm bắt, thấy Liên Nhược Hạm lạnh lùng lãnh đạm, lại thấy Trần Tập Minh nghiêm túc hờ hững, biết sự việc hôm nay, không tránh được rồi. Hoàng Nghĩa thầm kêu suối quẩy, nếu không gặp phải Hạ Tưởng, cùng lắm thì bồi thường chút tiền là xong việc. Mấy người đang ngồi đây, ai mà chẳng muốn xuất ra mấy trăm nghìn tệ để không phải lo nghĩ. Gia cảnh A Tín bình thường, cha mẹ cô đều là nông dân già, dù sao con gái cũng đã chết rồi. Có thể lấy được trên dưới 1 triệu tệ để bọn họ câm miệng, bọn họ khẳng định không dám nhiều lời một chữ với bên ngoài. Không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không phải trinh nữ, thân mình cũng không phải làm bằng vàng hay ăn mặc cái gì thanh cao quý giá, còn chơi trò thả chết chứ không chịu khuất phục. Chết thì chết đi, nhiều lắm tiêu ít tiền là giải quyết được vấn đề, đừng tưởng rằng cô chết rồi có thể lập một đền thờ trinh tiết cho cô. Cho nên sau khi A Tín nhảy lầu, Hoàng Nghĩa cũng không kích động cho lắm. Cho rằng không phải chuyện gì to tát lắm. Trong mắt gã, trên thế giới không có vấn đề gì là không giải quyết được bằng tiền. Nhưng, chớ trêu thay lại để cho Hạ Tưởng nhìn thấy, thật sự là kỳ lạ, hơn nữa theo tình thế trước mắt mà xem, thì Hạ Tưởng muốn bắt đến cùng, phỏng chừng là phiền toái rồi. Cũng không biết sao, Hoàng Nghĩa theo bản năng còn có chút sợ hãi Hạ Tưởng, bởi vì sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, cường độ chống tham nhũng ở tỉnh Tương trở nên mạnh chưa từng có trước đó. Liên tiếp mấy vị quan lớn cấp phó giám đốc sở xuống ngựa. Gã cũng nghe không ít quan lớn cấp sở than thở, Hạ Tưởng đến tỉnh Tương, sợ là sẽ không còn ngày dễ chịu rồi. Hoàng Nghĩa biết rất rõ ràng, gã là phó tổng giám đốc tập đoàn hóa dầu quốc gia, theo cấp bậc và chịu sự quản lý thì ủy ban kỷ luật tỉnh bất cứ lúc nào cũng có quyền gọi gã đến hỏi chuyện. Dương Hằng Dịch không hỏi người khác, lại cố ý hỏi gã cũng biết rõ là bởi vì quan hệ chặt chẽ giữa gã và Dương Hằng Dịch. Nhưng hỏi như vậy, lại đặt gã vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt gã không nhìn lại Dương Hằng Dịch, mà lạc ở chỗ Cổ Lâm Cách. Chú Dương, vừa rồi phó tổng giám đốc Cổ thấy rõ hết, cháu uống hơi nhiều, đúng lúc đó lại ra buồng vệ sinh. Nói bậy, Dương Hằng Dịch thầm mắng một tiếng. Hiện tại Hoàng Nghĩa đang rất tỉnh táo, làm sao mà sai được. Nói ra buồng vệ sinh liền lại càng là trợn tròn mắt nói mê sảng, bởi vì trong phòng có buồng vệ sinh. Tuy nhiên ông ta cũng biết là Hoàng Nghĩa trốn tránh trách nhiệm, cũng hiểu được Hoàng Nghĩa ám chỉ điều gì, liền lại hỏi Cổ Lâm Cách. Phó Tổng Giám đốc Cổ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Cổ Lâm Cách trong lòng đang buồn bực, vừa rồi như thế nào mà Hạ Tưởng vừa đến, y liền vội vàng nói ra chân tướng rồi. Nếu nhịn đi một chút, cùng mấy người ở đây và Giám đốc Sở Dương muôn miệng một lời, Hạ Tưởng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng hắn cũng không phụ trách thẩm án. Sự việc hôm nay có thể trở thành quá khứ, nhưng hiện tại lại. Theo bản năng y liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, Hạ Tưởng rất thản nhiên ngồi bất động, mặt không chút thay đổi. Trong nháy mắt Cổ Lâm Cách liền như hiểu được điều gì, hiện tại toàn bộ mọi người trong phòng, kể cả Đường Giám đốc Sở Công an Dương Hằng Dịch trong đó, đều đang đứng thẳng, chỉ có một mình Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn bất động. Nói cách khác, hiện tại Hạ Tưởng là người có cấp bậc cao nhất.
Cổ Lâm Cách đương nhiên là sợ Dương Hằng Dịch, bởi vì giám đốc sở công an nắm quyền, quản lý lực lượng cảnh sát nhân dân chuyên chính, nhưng bây giờ y lại càng sợ Hạ Tưởng hơn, bởi vì y là phó tổng giám đốc địa tín tỉnh Tương, là cán bộ đảng viên, cảnh sát không dám tùy tiện động vào y, nhưng ủy ban kỷ luật thì có thể gọi y đến trả lời câu hỏi bất cứ lúc nào. Theo mánh khóe làm việc của Hạ Tưởng, nếu y dám phủ định lời nói mới rồi, liên tưởng đến kết cục của Đường Gia Thiếu thời gian trước, đó coi như là một trường hợp để rút kinh nghiệm, y liền không tự chủ được dùng mình một cái. Biểu hiện của chủ nhiệm Hạ rất trấn tĩnh, hơn nữa lờ mờ có ý muốn đè đầu giám đốc Sở Dương. Hơn nữa đầu sỏ gây nên sự việc hôm nay là Thái Giang Vĩ, không đáng bởi vì Thái Giang Vĩ mà khiến chính mình rơi vào hố, y liền mở miệng một cách khó nhọc. Vừa rồi khi giám đốc Sở Dương chưa tới, tôi đã thuyết minh sự việc đã xảy ra với chủ nhiệm Hạ. Cổ Lâm Cách lại lặp lại một lần nữa những lời vừa nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt còn không rời khỏi Hạ Tưởng, quan sát phản ứng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng rất bình tĩnh, dường như đã không còn tức giận, nhưng càng bình tĩnh càng khiến trong lòng Cổ Lâm Cách thiếu tự tin. Tuy rằng y không biết Hạ Tưởng, nhưng trải qua nhiều năm trong quan trường khiến y có thể nắm chắc trạng thái biểu hiện của mỗi người. Đúng vậy, theo y thấy thì Dương Hằng Dịch sợ là không trấn át được Hạ Tưởng. Dương Hằng Dịch nghe Cổ Lâm Cách tự thuật xong, chân mày cau lại, ông ta nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, nhờ đứng lên nói chuyện một chút. Hạ Tưởng đứng dậy đi gần lại Dương Hằng Dịch, lắng tai nghe Dương Hằng Dịch nhỏ giọng nói vài câu gì đó, hắn không nói chuyện, chỉ thong thả mà kiên định lắc đầu, hiển nhiên là cự tuyệt đề nghị của Dương Hằng Dịch. Sắc mặt Dương Hằng Dịch trông không được tốt lắm, muốn nói gì đó, lại nhìn xuống. Lâm Tiểu Viễn thấy tình hình hơi khó mà khống chế được, sợ là không xong rồi, gã đứng lên. Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại một chút. Đi tới cửa, Trần Tập Minh và mấy tên cảnh sát không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không tránh ra. Xin mở cửa cho. Lâm Tiểu Viễn hơi có vẻ buồn bực, gã không tin một cục trưởng công an thành phố dám không nể mặt con trai của giám đốc sở giám sát tỉnh. Trần Tập Minh vẫn bất động như cũ. Dương Hằng Dịch cũng hơi nổi cáu. Tập Minh, Tiểu Viễn phải gọi điện thoại, tạo điều kiện cho đi. Ai cũng nghĩ đường đường giám đốc sở công an lên tiếng, thì cục trưởng cục công an thành phố khẳng định phải nghe. Không ngờ Trần Tập Minh chỉ gật đầu cười với Dương Hằng Dịch, lại nói. Giám đốc sở Dương, ở đây đã xảy ra án mạng, phải bảo vệ hiện trường, phòng ngừa người bị tình nghi phạm tội bỏ chạy. Hơn nữa, gọi điện thoại không cần phải ra bên ngoài, ở trong phòng cũng có thể gọi. Sắc mặt Dương Hằng Dịch xanh mét, lửa giận trong lòng tăng vọt, thật hay cho một Trần Tập Minh, ngay cả ông ta cũng không nể mặt. Thể hiện rõ là chỉ nghe Hạ Tưởng chỉ bảo, thật hay, truyền ra ngoài liền thành chuyện đáng chê cười, cục trưởng công an thành phố không nghe lời giám đốc sở công an tỉnh, ngược lại nghe mệnh lệnh của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, đây là chuyện gì đây? Bỗng có một giọng nói không âm không dương từ bên ngoài truyền vào. Cục trưởng Trần, uy phong thật lớn. Tiểu Viễn muốn gọi một cuộc điện thoại cũng không được, có phải cũng không cho tôi đi vào hay không? Trần Tập Minh cười ha hả, tránh đường. Giám đốc Sở Lâm nói đùa, tôi làm sao dám ngăn cản ngài, nói thế nào ngài cũng không phải người bị tình nghi phạm tội. Nói rất cung kính, kỳ thật cũng là ngầm có ý châm chọc, Lâm Hoa Kiến liền hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước. Lâm Hoa Kiến vẫn là phải lộ diện, Hạ Tưởng nghĩ thầm, thật sự là náo nhiệt. Chủ nhiệm Hạ. Lâm Hoa Kiến vừa đến, trước tiên chào hỏi Hạ Tưởng và Dương Hằng Dịch, sau đó đổ ập xuống khiển trách Lâm Tiểu Viễn. Đã bảo con từ trước là không được làm sằng bậy, con không chịu nghe lời. Bây giờ thì tốt rồi, bị người ta coi là người bị tình nghi phạm tội, nói không chừng còn phải đến cục công an, con thật là không cho người ta bớt lo mà. Hạ Tưởng chẳng để ý tới Lâm Hoa Kiến diễn trò, liền nói thẳng mặt ông ta. Đồng chí Lâm Hoa Kiến. Anh đang đi huấn luyện ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không xin chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật tỉnh trước mà một mình trở về, có phải là hơi không được óc tốt lắm hay không? Trở về cũng không có gì, hiện tại Lâm Tiểu Viễn bị tình nghi là bức người ta chết, có phải anh muốn tránh bị tình nghi hay không? Lời nói của Hạ Tưởng quá thẳng thắn, rất không khách sáo, khiến cho Lâm Hoa Kiến mất hết mặt mũi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Bình thường ông ta tự nhận thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh. Không ngờ nhất thời nghẹn lời, sững sờ tại chỗ. Lại nói, Hạ Tưởng tuy rằng là thượng cấp, nhưng giữa cấp cao và cấp thấp, cũng cần tôn trọng lẫn nhau, duy trì cảm giác cân bằng đúng mức,
lại không nể tình giống như Hạ Tưởng cũng không nhiều. Thượng cấp mặt giáp mặt quát lớn hạ cấp, hơn nữa lại là ngay trước mặt rất nhiều người, trong đó còn có một người là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an. Trong lòng Lâm Hoa Kiến thấy nhục nhã khôn kể, muốn phản bác, nhưng Hạ Tưởng là thượng cấp, còn nói hợp tình hợp lý, quả thật là ông ta có sai trước. Ừ thì cam chịu, nhưng không cam lòng, ngay trước mặt Dương Hằng Dịch, Thái Giang Vĩ và con trai, quá là làm tổn thương lòng tự tôn của một người. Không chỉ có Lâm Hoa Kiến vẻ mặt khó chịu nổi, sắc mặt Dương Hằng Dịch cũng biến đổi lớn, Lâm Tiểu Viễn nắm chặt nắm tay, còn Hoàng Nghĩa thấy thế, biết ngày hôm nay chắc chắn không dễ chịu rồi, vội vàng cúi đầu. Cổ Lâm Cách lại càng lau mồ hôi không ngừng, lưng càng cong, chân hơi run. Không phải y chưa thấy cảnh tượng này, mà là chưa thấy quan cấp cao quyết liệt như vậy, hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy lớn, một vị giám đốc sở giám sát, không ai nhường ai. Trong hiểu biết của gã, thật đúng là chưa gặp qua trường hợp lớn như vậy. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, vẫn là chuyện thấy được rõ ràng. Không khí vô cùng căng thẳng, không khí dường như ngừng lưu thông vậy, ngừng lại như nước, ước chừng thời gian đến nửa phút, không ai nói gì. Có đôi khi bầu không khí im lặng lại là một kiểu dọa người, càng có đôi khi, rằng co không thành tiếng giữa những người bề trên, sẽ mang đến hai tầng áp lực về tâm lý và sinh lý cho những người chung quanh. Cổ Lâm Cách gần như thở không nổi. Lâm Tiểu Viễn rốt cục không nín được mà phát ra. Chủ nhiệm Hạ, anh đừng có khinh người quá đáng. Sự việc hôm nay không có gì to tát lắm để anh phải ra oai, tới tôi đây này. Lời nói của Lâm Tiểu Viễn dường như châm lên ngọn lửa, Thái Giang Vĩ cũng chu lên một tiếng. Chủ nhiệm Hạ, anh thân là lãnh đạo tỉnh, mà động thủ đánh người, tôi sẽ phản ánh vấn đề này lên tỉnh ủy. Hạ Tưởng nghe bọn họ kêu gào, liền đập bàn đứng lên. Cục trưởng Trần, đưa toàn bộ người ở hiện trường về Cục Công an thành phố hỏi chuyện. Sự việc hôm nay, tôi sẽ tự mình giải thích rõ ràng với Bí Thư Trịnh. Chương 1345, giới hạn. Một người không phải là công tử gì cả, cũng dám kiêu ngạo với hắn. Ở Bắc Kinh có bao nhiêu người gọi là đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đều không dám ra vẻ với hắn, Lâm Tiểu Viễn cũng thật là không đủ tư cách. Mà sau khi Thái Giang Vĩ đang ép chết mạng người, còn dám gào thét điên cuồng, nói xấu hắn đánh người. Nếu như lúc đó hắn không đẩy Thái Giang Vĩ ra, Thái Giang Vĩ sẽ đụng ngã Vệ Tân, thậm chí còn nói không chừng sẽ đánh Liên Nhược Hạm. Theo tình hình trước mắt mà xem, cũng chỉ có Dương Hằng Dịch còn duy trì lý trí, không chỉ Lâm Tiểu Viễn không sợ hắn, Thái Giang Vĩ cũng không có sợ hãi, Lâm Hoa Kiến phỏng chừng càng cho rằng cho dù hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, cũng không thể làm gì hắn, bởi vì trong mắt một hệ của Diệp Thiên Nam, hắn là người bên ngoài, vừa mới đến, căn cơ không vững. Hạ Tưởng bất động thanh sắc, nhưng trên mặt cũng là kiên quyết chân thật đáng tin. Thái Giang Vĩ, anh còn có mặt mũi nói tôi động tay đánh người sao? Nếu không phải tôi đỡ một cái, nói không chừng anh cũng sẽ đánh luôn cô Liên Nhược Hạm rồi. Anh thân là ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng công an, thân là cán bộ đảng viên cao cấp quốc gia, ép chết mạng người, tụ chúng dâm loạn, chẳng những không biết hối cải, còn kiêu ngạo, ngông cuồng, thậm chí còn bởi vì chạm trán với tôi, liền muốn động thủ ẩu đả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, tôi cũng muốn hỏi xem, anh còn có quốc pháp kỷ luật đảng hay không? Còn biết lễ nghĩa liêm sỉ hay không? Còn phải một người có đạo đức cơ bản hay không? Một loạt chất vấn vang vang khí lực, câu câu như tiễn, tiễn tiễn thập hoàn, khiến Thái Giang Vĩ á khẩu không trả lời được, mặt đỏ như gan lợn. Chỉ mong gã là biết liêm sỉ mà mặt đỏ chứ không phải bởi vì cảm giác say dâng lên. Nếu Cục trưởng Cục Công an thành phố Tương Giang muốn mang Cục trưởng Cục Công an thành phố Hoài Dương với thân phận người bị tình nghi phạm tội về Cục Công an thành phố, sẽ lập tức trở thành tin tức trọng đại chấn động toàn thành phố. Càng huống chi trong số người ở hiện trường, có một đứa con trai là giám đốc sở giám sát tỉnh, có một phó tổng tập đoàn hóa dầu quốc gia, còn có một phó tổng điện tín tỉnh Tương, quả thật chính là quan thương đầy đủ. Chẳng những toàn bộ thành phố chấn động, ngay cả tỉnh ủy cũng phải truyền ra. Dương Hằng Dịch xếp hạng không cao như Hạ Tưởng, nhưng dù sao y là giám đốc sở công an tỉnh, vụ án hình sự lại trong quyền hạn của y, không thể không lên tiếng. Bí thư Hạ, sự tình vẫn phải khống chế trong một phạm vi nhất định thì tốt, gây lớn chuyện rồi, đối với ai cũng không có lợi ích. Hạ Tưởng còn không nói gì, Lâm Hoa Kiến tự cho rằng đã tìm được lỗ hổng của Hạ Tưởng, kỳ quái nói. Cũng không biết Bí thư Hạ và cô Liên Nhược Hạm là quan hệ gì. Vì bảo vệ Liên Nhược Hạm, ngay cả Cục trưởng Công an thành phố cũng muốn đánh.
Dương Hằng Dịch kỳ thật sớm đã có nghi vấn này, nhưng ngại thân phận, y cũng không tiện trở mặt với Hạ Tưởng, tuy rằng y cũng cảm thấy Hạ Tưởng hôm nay uy phong có chút hơi quá, vẫn luôn không nhắc đến vấn đề của Liên Nhược Hạm. Lâm Hoa Kiến vừa hỏi, chính hợp ý y. Với thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy, giám đốc sở công an tỉnh, Hạ Tưởng dường như cũng không để trong mắt. Dương Hằng Dịch cũng biết rõ, Hạ Tưởng hôm nay không phải nhằm vào một mình hắn, là nhóm bốn người tỉnh tương, bởi vì trong bốn người, thì có hai người ở đây. Hạ Tưởng chính là muốn toàn bộ áp chế khí thế của y và Lâm Hoa Kiến, từ đó vững chắc quyền uy về sau. Người trong quan trường, khi cấp bậc giống nhau, chính là muốn ở trên khí thế ai có thể đè đối phương một đầu, sau vài lần so chiêu thì có thể phân ra cao thấp. Một khi ở trước mặt đối phương đã có tâm lý xấu, sau này lại muốn thay đổi cục diện bị động nữa thì khó rồi. Dương Hằng Dịch rất bội phục Hạ Tưởng bình tĩnh và nhìn xa trông rộng, hắn một chút cũng không cho rằng Hạ Tưởng đang không ngừng gây sự, rất rõ ràng mục đích chính trị Hạ Tưởng mượn cơ hội làm lớn chuyện, không chỉ có dụng ý hoàn trả Lâm Hoa Kiến lúc trước âm thầm bày thủ đoạn, còn dụng tâm thừa cơ bắt lấy Lâm Tiểu Viễn. Đương nhiên, Dương Hằng Dịch vẫn là đã xem nhẹ Hạ Tưởng. Quả thật, Hạ Tưởng có mục đích chính trị ẩn sâu, nhưng trừ lần đó ra, giai đoạn hiện nay gã chính là muốn lấy lại công đạo, mở rộng chính nghĩa, không để cậu Tín chết oan uổng. Có lẽ người khác sẽ không lý giải, vì một người dân bé nhỏ không đáng kể chống lại với một cục trưởng công an thành phố bối cảnh lớn mạnh, tuy nhiên Hạ Tưởng là cấp phó tỉnh, nhưng giết địch 1.000 tự thương 800, mấu chốt là một đầu quá nhẹ, một đầu quá nặng, huống chi Hạ Tưởng và cậu Tín lại không phải quan hệ họ hàng, cần gì vì một dân chúng bình thường xa lạ đồng thời đắc tội giám đốc sở giám sát và một cục trưởng công an thành phố. Đừng thấy chỉ là một cục trưởng công an thành phố, cũng sẽ có một đám người đứng sau lưng hắn. Nhưng có khi ở trên chính trị Hạ Tưởng thành thục đến đáng sợ, có khi lại có một mặt không thể nào lý giải của quan liêu trên quan trường đã đánh mất tiêu chuẩn làm người cơ bản, có lẽ ở trong mắt bọn họ, chính nghĩa và quan niệm, đã sớm bị ném tới sau đầu rồi, chỉ có ích lợi thứ nhất, trời đất bao la, lợi ích cá nhân mãi mãi lớn nhất, vì lợi ích, ném đá xuống giếng thậm chí giết người phóng hỏa. Cũng có người tạo ra tai nạn xe cộ hoặc là mưu sát đối thủ chính trị, không có thủ đoạn gì không dùng đến. Nhưng trong lòng Hạ Tưởng mãi mãi sẽ không mất đi mặt lóe sáng nhất trong nhân tính, hắn có thể dùng thủ đoạn âm hiểm đả kích đối thủ chính trị, có thể từng bước bày cục khiến tham quan sa vào lưới, nếu ở trên đều coi như có thể khiến người ta lý giải, hắn xá sinh quên tử xông vào ngập trời hồng thủy vì giải nguy, xung quan giận dữ giải oan vì dân chúng bình dân khiến rất nhiều người khó mà lý giải tình cảm bình dân ngoài cái nhãn thế lực gia tộc trên đầu Hạ Tưởng. Cũng chính vì trên người hắn có tình cảm bình dân lóe sáng nhất, tâm hệ lê dân, mới khiến thủ tướng trước sau khó mà rời bỏ hắn. Bởi vì có lúc hành động của hắn, và biểu hiện khi thủ tướng thị sát khu thiên tai, người giàu tình cảm, không có sai biệt, khiến cho thủ tướng đối với Hạ Tưởng luôn có một chút thưởng thức và kỳ vọng. Cũng chính bởi vì một mặt phức tạp khó nói trong tính cách của Hạ Tưởng, khiến rất nhiều người đối với hắn phán đoán sai lầm, giống như hôm nay, Dương Hằng Dịch đối với hắn phán đoán sai lầm, Lâm Hoa Kiến đối với hắn phán đoán sai lầm, ngay cả Thái Giang Vĩ cũng tự cao có Dương Hằng Dịch và Lâm Hoa Kiến, đánh chết gã cũng sẽ không tin Hạ Tưởng dám làm gì gã. Thái Giang Vĩ cho rằng, cho dù Hạ Tưởng không ưa gã, cũng có thể không nể mặt Lâm Hoa Kiến, nhưng thể diện của Dương Hằng Dịch thì dù sao cũng phải nể. Lui 10.000 bước mà nói, Hạ Tưởng vênh váo ngút trời, ngay cả Dương Hằng Dịch cũng không ưa, mấu chốt là ai dám bắt gã. Chỉ dựa vào Trần Tập Minh sao? Trần Tập Minh là cục trưởng cục công an thành phố Tương Giang không sai, nhưng y và gã cùng cấp, còn chưa nghe nói qua một cục trưởng cục công an thành phố dám bắt một cục trưởng cục công an thành phố cấp địa thành phố cấp 3 cùng cấp. Người trong quan trường, đều suy xét lâu dài, không ai sẽ động đến giới hạn của đối phương. Bởi vậy, Thái Giang Vĩ thấy Hạ Tưởng bị Dương Hằng Dịch hỏi lại, bị Lâm Hoa Kiến phản bác, trong lòng mừng thầm, liền vui sướng rào rạt mà xem Hạ Tưởng làm thế nào giải quyết xong việc. Bây giờ y ngược lại bình tĩnh xuống, trong lòng còn không ngừng đắc ý suy nghĩ, bí thư Hạ, anh có lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại lên trời sao? Nói tôi tụ chúng dâm loạn, anh không phải cũng cùng một phụ nữ uống rượu mướn phòng, đều là đàn ông, một chút dám chuyện nam nữ, ai chẳng giống ai. Anh cũng thật là thánh nhân rồi. Dám, không tin hôm nay anh có thể làm gì tôi, không tin thử xem. Anh dám làm gì tôi sẽ ở khắp nơi tuyên dương anh và một phụ nữ, không, hai phụ nữ cùng uống rượu mua vui ở nhà hàng Tương Giang, mẹ nó, một người bên ngoài, đến Tương Giang chưa bao lâu thì lên trời rồi,
coi tỉnh ủy tỉnh Tương là của một mình anh sao? Không chỉ Thái Giang Vĩ thầm đắc ý, Dương Hằng Dịch cũng vui sướng khi người gặp họa nhìn Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng bí thư Hạ, anh cũng đừng trách Lâm Hoa Kiến vô lễ, là anh khinh người quá đáng, vì một phụ nữ đánh cục trưởng công an thành phố, tôi xem anh còn mặt mũi nào hiên ngang lẫm liệt. Lâm Hoa Kiến hỏi xong, cũng thầm đắc ý, thấy Hạ Tưởng dường như ngây ngẩn cả người, trong lòng lại cười lạnh, Hạ Tưởng, anh đừng trách người khác, muốn trách chỉ trách chính anh không hiểu quy củ, phải ép người khác không xuống được đài. Vậy thì xin lỗi, anh cũng nếm thử xem cảm giác bị người ta vẽ mặt như thế nào, ánh mắt của tất cả mọi người dừng trên người Hạ Tưởng, xem ra nếu Hạ Tưởng không thể trả lời hoặc là giải thích không thông, hôm nay mất mặt không phải người khác, chính là bí thư Hạ nắm lấy mái tóc của người khác không buông. Hạ Tưởng đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, từ từ sắc mặt lại dịu xuống, thậm chí còn có một tia ý cười như có như không, hắn ngược lại chậm rãi ngồi xuống, biết tỉnh Tương cách xa Bắc Kinh, đối với nhân sự Bắc Kinh không quen lắm. Nếu là trước kia, thật sự là trời cao hoàng đế xa, uy danh của lại bộ thượng thư chưa chắc khiến cán bộ các tỉnh sợ hãi bao nhiêu. Nhưng hôm nay lại khác, trưởng ban tổ chức trung ương là ủy viên bộ chính trị, là cấp phó quốc, là một trong những nhân vật mấu chốt tiếp cận lãnh đạo nhất. Cô Liên Nhược Hạm là người bạn mà tôi quen ở Bắc Kinh, cô ấy đến Tương Giang là việc cá nhân, không có liên quan đến lai lịch thân phận của cô ấy, cho nên không cần phải giới thiệu cô ấy. Nhưng mà... Hạ Tưởng cố ý dừng lại, thấy Liên Nhược Hạm ánh mắt ra hiệu, liền biết hắn lại phải cùng Liên Nhược Hạm liên kết một lần, nhớ lại rất lâu không cùng Liên Nhược Hạm đè đầu người khác, trong lòng không ngờ mơ hồ có ý hưng phấn. Nhằm bảo vệ quyền uy của lãnh đạo Trung ương, thân phận của cô vẫn là bảo mật thì tốt. Nói là giữ bí mật, nhưng chỉ ra lãnh đạo Trung ương, lập tức khiến Dương Hằng Dịch biến sắc, càng làm cho Lâm Hoa Kiến giật mình, cũng khiến Thái Giang Vĩ mí mắt nháy không ngừng, nhưng sau khi ba người lăng loạn, lại đều là thái độ giống nhau hoàn toàn không tin, nhận định Hạ Tưởng là xé hổ ra làm văn. Đầu năm nay, rất nhiều thân thích của lãnh đạo Trung ương giả mạo thái tử đảng, tùy tiện một phụ nữ thì là người nhà của lãnh đạo Trung ương, Hạ Tưởng cũng quá biết bịa chuyện phải không? Liên Nhược Hạm từ sớm đã nhìn thấy hết ánh mắt không cho là đúng của mấy người, liền rất tùy ý nói. Bí thư Hạ, ba nói rồi, không cho tôi ở bên ngoài nói tên ông. Ông nói tuy rằng ông là trưởng ban tổ chức trung ương, nhưng ông cũng là công bộc nhân dân, là một thành viên vì nhân dân phục vụ. Liên Nhược Hạm nói sinh động như thật, rất khoa trương và biểu diễn, thậm chí theo Hạ Tưởng, còn có một tia buồn cười, nhưng giọng nói nhẹ nhàng lọt vào trong tai của mấy người Dương Hằng Dịch, lại như hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, thậm chí va chạm đến mức ngực đập bịch bịch. Con gái của Ngô Tài Dương người quản lý một bộ lớn nhất, lại không ai quen biết không nói. Còn thiếu chút bị một cục trưởng công an thành phố nhỏ bé đánh. Truyền đến Bắc Kinh, lọt vào tai trưởng ban Ngô, còn tốt được sao? Thái Giang Vĩ có thể không sợ Ngô Tài Dương, bởi vì gã mới là cấp phó giám đốc sở, không đủ cấp bậc lọt vào trong mắt của Ngô Tài Dương. Nhưng Dương Hằng Dịch và Lâm Hoa Kiến thì khác, Dương Hằng Dịch tất cả khảo hạch cùng với hướng về phía trước một bước, không có ban tổ chức trung ương đánh giá và Ngô Tài Dương gật đầu, là si tâm vọng tưởng. Mà Lâm Hoa Kiến muốn một bước bước vào phó tỉnh, càng khó vượt qua một cửa của Ngô Tài Dương. Nói đùa thật là lớn, sự tình thật sự lớn chuyện rồi. Lâm Hoa Kiến còn có chút không tin, Dương Hằng Dịch lại mơ hồ nghe nói qua Ngô Tài Dương có một con gái, thương yêu như hạt minh châu, tuy rằng biết được không tỉ mỉ, nhưng cũng rất tin không nghi ngờ thân phận của Liên Nhược Hạm. Chỉ trong nháy mắt, Dương Hằng Dịch liền có quyết định. Đang muốn thuận nước đẩy thuyền biết thời biết thế, lấy danh nghĩa của sở công an tỉnh mang mấy người đi, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói của Diệp Thiên Nam bình tĩnh mà uy nghiêm truyền tới. Là ai đang càn quấy? Chương 1346, rốt cuộc phải thu dọn như thế nào? Người chưa tới, đã hạ một định luận, càn quấy, trước rồi, rốt cuộc là đường phó tỉnh ủy, rốt cuộc là quan lại bao che cho nhau. Rốt cuộc là tổ bốn người tỉnh Tương đồng minh chặt chẽ. Một Lâm Tiểu Viễn liên lụy ở bên trong, không ngờ kinh động nhân vật số 3 của tỉnh Tương, sự tình thật sự là càng gây càng lớn rồi. Diệp Thiên Nam xuất hiện, Hạ Tưởng có thể không lên mặt nữa, đứng dậy đón chào. Diệp Thiên Nam vừa lộ diện, không khí vừa rồi còn giống ngưng trọng như nước đã dịu đi một chút, không chỉ Dương Hằng Dịch sắc mặt dịu xuống, Lâm Hoa Kiến và Thái Giang Vĩ đều là vẻ mặt như chút được gánh nặng. Vừa rồi tin tức con gái trưởng ban tổ chức trung ương cho người ta áp lực quá lớn, khiến người ta không cách nào thở được. Hiện tại Diệp Thiên Nam đã đến,
lập tức làm nhạt đi rất nhiều uy áp mà thân phận của Liên Nhược Hạm đã mang đến, bởi vì cách nghĩ của mọi người đều như nhau, trời sập có người to cao chống đỡ, trung ương có người đến, tự có quan lớn phía trước chống đỡ. Diệp Thiên Nam vừa đến, y chính là cán bộ cấp bậc cao nhất ở đây, không chỉ có thể giảm nhẹ hai tầng áp lực chính diện của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm mà Dương Hằng Dịch gặp phải, còn có thể ở trên cấp bậc đè đầu Hạ Tưởng, làm cho sự ngông cuồng và vênh váo hung hăng vừa rồi của Hạ Tưởng toàn bộ biến mất. Diệp Thiên Nam bước khoan thai tiến vào, y đầu tiên là uy nghiêm đảo nhìn hiện trường, đối với tiếng chào hỏi không ngừng bên tai ở xung quanh, chỉ là hơi gật đầu đáp lại, biểu hiện ra sự kiêu ngạo và ngạo nghễ mà nhân vật số 3 tỉnh ủy nên có. Sau đó y đi tới trước mặt Hạ Tưởng, không nói lời nào, cũng không gật đầu, chỉ chờ Hạ Tưởng chủ động tỏ thái độ. Diệp Thiên Nam là nhận được điện thoại từ cấp dưới của Dương Hằng Dịch, vội vàng chạy đến cứu viện. Khi nhận được điện thoại, y chần chừ một chút, có chút không muốn lộ diện lắm, nhưng lại nghe được xảy ra án mạng, hơn nữa Hạ Tưởng không thuận theo không buông tha muốn bắt lấy sự tình không tha, lại đề cập tới Lâm Tiểu Viễn, Lâm Hoa Kiến cũng ra mặt rồi. Y liền biết, bao gồm Dương Hằng Dịch ở bên trong, không ai ngăn được Hạ Tưởng. Chỉ có y tự thân xuất mã, còn có thể đè đầu Hạ Tưởng. Có đôi khi trong đọ sức chính trị, chính là muốn có ý nghĩa tượng trưng, hôm nay Hạ Tưởng cho dù mang đi Lâm Tiểu Viễn và Thái Giang Vĩ, cũng chưa hẳn kết quả sau cùng có thể như Hạ Tưởng mong muốn. Nhưng nếu có thể ở ngay dưới mắt của Giám đốc Sở, khiến Cục trưởng Cục Công an thành phố nghe theo dặn dò của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mang đi con trai của Giám đốc Sở Giám sát và Cục trưởng Cục Công an thành phố Hoài Dương, sẽ là một lần thắng lợi trọng đại ý nghĩa sâu xa của Hạ Tưởng. Đầu tiên, Lâm Tiểu Viễn và Thái Giang Vĩ, một là con trai của Lâm Hoa Kiến, một là người bạn tri kỷ của Lâm Hoa Kiến, hai người ở trước mặt y bị Hạ Tưởng bắt, sẽ làm tổn hại nặng đến danh tiếng của Lâm Hoa Kiến, khiến danh tiếng của Hạ Tưởng ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh đề cao nhiều hơn. Thậm chí sẽ khiến rất nhiều lực lượng dao động trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật hoàn toàn nghiêng về Hạ Tưởng, sẽ thúc đẩy hành động thu quyền của Hạ Tưởng ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh thuận lợi tiến hành. Thứ hai, ở trước mặt Dương Hằng Dịch mang đi Lâm Tiểu Viễn và Thái Giang Vĩ, danh tiếng của Hạ Tưởng ở trong Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy sẽ tăng mạnh, quyền phát biểu trên hội nghị thường vụ cũng sẽ càng có phân lượng lớn hơn. Thử nghĩ, Giám đốc Sở Công an tỉnh khống chế không được Cục Công an thành phố, sẽ khiến Dương Hằng Dịch mất thể diện. Sẽ càng khiến Dương Hằng Dịch để lại ám ảnh tâm lý ở trước mặt Hạ Tưởng, nói không chừng sẽ mãi mãi bị Hạ Tưởng đè đầu. Cuối cùng, Hạ Tưởng với sức lực của một người, khiêu khích hai trong số bốn người tỉnh tương mà không bị thất bại, coi như một lần đạt được toàn thắng lớn trong so chiêu chính diện với bốn người tỉnh tương. Diệp Thiên Nam suy xét vấn đề khá toàn diện, cũng nghĩ lâu dài, trong nháy mắt nghĩ tới đủ loại hậu quả nghiêm trọng, liền lập tức quyết định tiến đến, nói cái gì cũng phải đè đầu Hạ Tưởng. Kéo lại tòa nhà sắp bị nghiêng. Diệp Thiên Nam đứng ở trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt như cười như không, nói nghiêm túc không nghiêm túc, nói ôn hòa không ôn hòa, dù sao là núi cao vân sâu, bí hiểm, chính là làm cho người ta bắt đoán không ra. Chỉ đáng tiếc, y đã thất vọng rồi, Hạ Tưởng căn bản không để ý đến sắc mặt của y, cũng không sợ hãi uy lực của y, thậm chí ngay cả sự kính trọng tối thiểu cũng không muốn tỏ ra, ngay lúc ở trong lòng Diệp Thiên Nam mơ hồ có ý phẫn nộ. Di động của Hạ Tưởng lại vừa đúng vang lên. Vì thế Hạ Tưởng chỉ là hướng về y hơi gật đầu một cái, coi như là chào hỏi rồi, ngay cả một câu xin chào cũng không có, liền đi đến trước cửa sổ nghe điện thoại. Bí thư Trịnh, phải, người đó sắp không được rồi, đã từ bỏ cứu chữa rồi. Hạ Tưởng vừa nói, vừa nhìn xuống dưới lầu, cậu Tín đã bị che tấm vải trắng rồi, mấy tên cảnh sát đã bao vây hiện trường, hắn vừa đơn giản nói về tình hình ở hiện trường. Vừa kiên định tỏ thái độ. Phải, nhất định dựa theo tinh thần chỉ thị của Bí thư Trịnh làm, mặc kệ là cục gì chủ tịch gì, toàn bộ mang về thẩm vấn. Ngay nháy mắt Hạ Tưởng xoay người đi hướng cửa sổ, Diệp Thiên Nam liền có một chút dự cảm không tốt, chờ khi Hạ Tưởng cung kính nói ra, Bí thư Trịnh, tim của y liền trầm xuống, thậm chí còn không kìm nổi mắng một câu thô tục, má nó, thật là một kẻ dối trá hiếm có trên đời. Sao lại bất hạnh như vậy khiến y gặp phải? Phải đó, Hạ Tưởng thật sự là kẻ dối trá, điện thoại của Trịnh Thịnh sớm không điện, trễ không điện, ngay khi y vừa ra mặt thì gọi đến, rõ ràng là muốn chờ khi y lấy quyền uy đè đầu Hạ Tưởng, Hạ Tưởng thậm chí không để cho y có cơ hội nói chuyện, liền bưng ra Trịnh Thịnh đè đầu y. Thực con mẹ nó nghẹn khuất. Diệp Thiên Nam luôn luôn chú trọng hình tượng thậm chí cũng rất ít lén mắng chửi người, hôm nay cũng thật sự là duy trì không được phong độ, ở trong lòng mắng chửi Hạ Tưởng ầm lên.
mắng Hạ Tưởng vài câu, y tình cờ vừa quay đầu lại không được, muốn chờ Hạ Tưởng chào hỏi và cúi đầu với y, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại không ngừng, cũng có vẻ y bị thờ ơ rồi, thật mất mặt quay đầu lại là vì tìm lại thể diện, không đến mức quá mức xấu hổ, không ngờ ánh mắt đảo qua, mới chú ý tới trong phòng còn có một người xa lạ. Khi Dương Hằng dịch thầm cho người thông báo với Diệp Thiên Nam, Liên Nhược Hạm còn không có biểu lộ thân phận, cũng không có đề cập cô ở đây, bởi vậy Diệp Thiên Nam cũng không biết còn có sự tồn tại của Liên Nhược Hạm. Nhưng khác với mấy người chính là, Diệp Thiên Nam cũng quen biết Liên Nhược Hạm. Sao con gái của trưởng ban Ngô cũng ở đây? Diệp Thiên Nam ánh mắt híp lại, ánh mắt lóe sáng ở trên mặt của Liên Nhược Hạm, liền nhanh chóng rời đi, làm bộ không phát hiện Liên Nhược Hạm, bởi vì trong lòng y đã sông cuộn biển gầm, một đáp án trong lòng miêu tả sinh động. Cho dù cũng nghe qua một số tin đồn, y luôn không tin. Cũng thỉnh thoảng nghe một số người lén nghị luận một chút, nhưng xưa nay rất mơ hồ, không ai dám nói rõ ràng. Diệp Thiên Nam tuy rằng tự nhận không phải người vô cùng chính thống, nhưng cũng không muốn đi truyền bá chuyện nhà của lãnh đạo Trung ương, đã đến phó tỉnh trở lên, biết đạo lý họa từ miệng mà ra, sẽ càng cẩn thận lời nói và hành động. Nói cách khác, người không biết cẩn thận lời nói và hành động, cũng không bước được vào cánh cửa cấp phó tỉnh. Nhưng khi y tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi giật mình, ngoài giật mình, Diệp Thiên Nam trong nháy mắt liền làm ra một quyết định khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cũng lần nữa thể hiện một mặt quyết định thật nhanh của y không chờ Hạ Tưởng nói chuyện điện thoại xong, cũng không chào hỏi đám người Dương Hằng dịch, y thản nhiên chắp tay sau lưng, không coi ai ra gì bỏ đi. Khiến cho Dương Hằng dịch không dám tin vào mắt mình, càng khiến Lâm Hoa Kiến trợn mắt há hốc mồm, cũng khiến Thái Giang Vĩ suýt chút rớt cằm dưới đất, đường đường phó tỉnh ủy. Khi đến tiền hô hậu ủng, khi đi lạnh tanh, hơn nữa sau khi tiến vào, từ đầu đến cuối không nói một câu có phân lược, khi đi giống như lòng bàn chân lau dầu, quá mất hình tượng, quá mất mặt. Hơn nữa còn có, dường như bí thư Hạ ngay cả một câu cũng không nói với bí thư Diệp. Thật sự là một cảnh tượng quỷ dị, ngay cả Dương Hằng dịch tự nhận ở quan trường chìm nổi nhiều năm, cũng chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng quỷ dị như vậy, bí thư Diệp rốt cuộc sao vậy? Không đến mức Hạ Tưởng nhận được điện thoại của bí thư Trịnh, thì sợ đến lòng bàn chân lau dầu chuồn mất, cũng quá mất hình tượng rồi, tốt xấu đường đường là nhân vật số 3 tỉnh ủy, có thể khiến một cuộc điện thoại của nhân vật số 1 dọa đến như vậy. Bí thư Diệp trước kia, khi nào trở nên vô dụng như vậy ở trước mặt bí thư Trịnh? Đang lúc mọi người đoán không chừng nghi hoặc khó hiểu, Hạ Tưởng đã gọi xong điện thoại, quay đầu, còn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vừa rồi dường như bí thư Diệp đã đến, ôi! Chỉ lo tiếp điện thoại của bí thư Trịnh, thờ ơ bí thư Diệp thật sự là thất lễ. Liên Nhược Hạm cười, thầm nghĩ diễn xuất bây giờ của Hạ Tưởng càng ngày càng cao rồi, đã xuất thần nhập hóa, nhưng nghĩ lại, kỳ thật diễn xuất của cô cũng không tồi. Hạ Tưởng nói xong, lại gật đầu một cái với Dương Hằng Dịch. Bí thư Dương, tình hình là như vậy. Tình hình là sao rồi, Dương Hằng Dịch kỳ thật là không hiểu ra sao, nhưng cũng biết, hiện tại y đã không có sức phản kháng Hạ Tưởng. Bắt đầu từ giây phút Diệp Thiên Nam lòng bàn chân lau dầu, y liền biết, trận hôm nay, thất bại rồi, hơn nữa còn bại rất thê thảm. Hạ Tưởng cũng chính là lễ tiết mà chào hỏi Dương Hằng Dịch, sau đó sắc mặt lại nghiêm túc. Tập Minh, đem toàn bộ người liên can về Cục Công an thành phố thẩm vấn, theo tinh thần chỉ thị của Bí thư Trịnh, nghiêm túc xét xử. Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng chấp nhận khai triển xâm nhập điều tra việc này. Trần Tập Minh gật đầu một cái. Làm theo tinh thần chỉ thị của bí thư Hạ, nhưng cũng không quên kính chào Dương Hằng Dịch một cái, sau đó phất tay một cái, mấy tên cảnh sát liền tiến lên trước lễ phép mà mời Thái Giang Vĩ đi trước một bước. Thái Giang Vĩ nổi giận. Xếp Trần, cẩn thận trẹo chân. Trần Tập Minh rất khách khí phất tay một cái. Phụng mệnh làm việc, xếp Thái chớ trách. Nói rất khách khí, lại chỉ bảo mấy tên cảnh sát. Xin lễ phép đối đãi mấy vị đồng chí. Chú ý bảo hộ riêng tư. Thái Giang Vĩ, Lâm Tiểu Viễn, Hoàng Nghĩa, Cổ Lâm Cách, cùng với hai người khác, đều bị cảnh sát theo thứ tự áp giải lên xe. Tuy rằng cảnh sát rất khách khí, nhưng dù sao cũng trở thành người bị tình nghi phạm tội, ai cũng rất là khó chịu. May mắn Thái Giang Vĩ không có mặc trang phục cảnh sát, nếu không mất mặt vô cùng. Hạ Tưởng ra mặt, đè đầu Dương Hằng Dịch, Cục trưởng Công an thành phố Tương Giang đích thân ra mặt. Áp đi Cục trưởng Công an thành phố Hoài Dương, Cục trưởng Công an thành phố Hoài Dương bức tử mạng người, tụ chúng, vi vi, hàng loạt tin tức giống như bồ công anh, bị cơn gió nhẹ thổi một cái,
liền lập tức tràn lan khắp trụ sở tỉnh ủy, xoay quanh trên đầu mỗi người. Người không cùng cấp bậc nghe được tin tức giống nhau, nhưng sau khi rơi vào tai người, trải qua đầu óc khác nhau phân tích, lại đều tự cho ra kết luận và suy đoán khác nhau. Cán bộ cấp cục trở xuống là nghị luận bí thư hạ làm thế nào quan hệ gần như vậy với Trần Tập Minh, hai người trước kia có phải quen biết hay không, có phải bí thư hạ hứa hẹn gì với Trần Tập Minh hay không, hoặc là Trần Tập Minh làm thế nào nghe lời ủy ban kỷ luật tỉnh như thế, mà không phải là lời nói của giám đốc sở công an tỉnh. Cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên là nghị luận bí thư hạ có thể ở trước mặt bí thư Dương mang đi đám người liên can, sau này trên hội nghị thường vụ, coi như là ngồi vững vị trí nhân vật số 4. Về phần ủy viên thường vụ tỉnh ủy liên can đối đãi việc này như thế nào, vốn không có phong thanh truyền ra, dù sao tới cấp phó tỉnh rồi, không ai sẽ dễ dàng phát biểu cách nhìn không chín chắn. Chỉ có điều mọi người tuy rằng đang nghị luận hạ tưởng, nhưng đều đưa ánh mắt về phía cục công an thành phố Tương Giang, không biết tiếp tay một đống khoai lang phỏng tay, Trần Tập Minh phải làm thế nào thu dọn. Trần Tập Minh lại không dự định thu dọn, bởi vì y biết, hạ tưởng từ lúc bắt đầu thì không nghĩ qua muốn thu dọn. Chương 1347, nguyên tắc cơ bản thứ nhất. Không thể không ở đây khen ngợi một chút về sự thông minh của Hạ Tưởng, hoặc cũng có thể nói là giảo hoạt, bởi vì hắn thành công lợi dụng sự ăn ý với Liên Nhược Hạm, khiến Liên Nhược Hạm âm thầm liên hệ Mai Hiểu Lâm, khiến Mai Hiểu Lâm xin chỉ thị Trịnh Thịnh, khiến Trịnh Thịnh lập tức ý thức được cơ hội khó được, trước tiên đúng lúc gọi điện thoại tới, không chỉ xác định quan điểm cơ bản, đã giải vây, còn đặt ra cái bẫy sâu. Vì Hạ Tưởng bước tiếp theo sẽ tiêu diệt từng bộ phận trong tứ đại thiếu gia tỉnh Tương, đánh hạ cái chêm thứ nhất, hơn nữa còn vô cùng mịt mờ, làm cho người ta phát hiện không được. Không chỉ Diệp Thiên Nam không nghĩ tới, Dương Hằng Dịch cũng không nghĩ tới, ngay cả người đương sự Lâm Kiến Hoa cũng chỉ tưởng rằng Hạ Tưởng đem Lâm Tiểu Viễn cùng Thái Giang Vĩ về cục công an thành phố, chỉ vì lộ rõ quyền uy, chỉ vì trả thù thủ đoạn đen tối mà trước kia y đã dùng qua, chỉ vì lôi phổ, thậm chí đề cao Hạ Tưởng một chút. Là vì vớt một danh tiếng tốt, vì cái gọi là mở rộng chính nghĩa. Trên thực tế, không ai nghĩ tới chỗ cao minh của Hạ Tưởng, nói cách khác là chỗ nham hiểm cũng được, là muốn khiến Lâm Tiểu Viễn tiến vào, đừng nghĩ cho gã đi ra nữa. Trần Tập Minh lại cảm thấy được tâm tư của Hạ Tưởng. Kỳ thật ngay từ đầu, Trần Tập Minh cũng không có tính đi theo con đường của Hạ Tưởng đến cùng, ngay từ đầu tiếp cận Hạ Tưởng, cũng vì y nghe nói qua sự tích trước kia của Hạ Tưởng. Biết được Hạ Tưởng ở trên các nhiệm kỳ, đều có quan hệ chiến tuyến công an rất tốt, cũng gần như đã kết bạn với các cục trưởng cục công an của mỗi nhiệm kỳ. Khiến cho Trần Tập Minh tận đáy lòng cho rằng bí thư hạ có thiện cảm đối với chiến tuyến công an, là lãnh đạo cấp trên của hệ thống công an đáng để tín nhiệm. Nhưng theo phát triển của sự tình, Trần Tập Minh dần dần thay đổi chủ ý, quyết định và muốn đi theo Hạ Tưởng đến cùng. Bởi vì y và Dương Hằng Dịch bất hòa. Trước tiên không đề cập tới Hạ Tưởng có biết giữa Trần Tập Minh và Dương Hằng Dịch có khúc mắc mới kịp thời biểu hiện ra ý lôi kéo Trần Tập Minh hay không, chỉ nói cách nhìn chuẩn xác xem xét thời thế của Hạ Tưởng, khéo léo nắm bắt thời cơ chen vào, cũng không thể không khiến người ta khâm phục, ở đây còn không thể không nhắc đến tác dụng mấu chốt do Mai Hiểu Lâm đứng giữa đã tạo nên, bởi vì công tác phối hợp giữa Mai Hiểu Lâm và Trần Tập Minh vô cùng ăn ý, quan hệ xưa nay cũng không tồi. Hạ Tưởng nghiên cứu qua cấu thành nhân viên của thành ủy thành phố Tương Giang, đảm nhiệm cục trưởng đồng thời cũng là treo chức phó giám đốc sở công an, nhưng đến khi Trần Tập Minh lên chức, thì chỉ là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an, chức phó giám đốc sở không có treo, đã nói rõ vấn đề, Dương Hằng Dịch không thích Trần Tập Minh. Giữa cục trưởng cục công an thành phố tỉnh lỵ và giám đốc sở công an có rất nhiều mâu thuẫn, là thái độ bình thường của quan trường. Hạ Tưởng nhạy bén nắm bắt cơ hội, đem Trần Tập Minh nạp vào trong hệ thống chính trị tỉnh Tương của hắn, nguyên tắc cơ bản thứ nhất của tuần hoàn chính là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Đương nhiên, theo hiểu biết xâm nhập và thái độ rõ ràng của các nơi, Trần Tập Minh ngay từ đầu bị động tiếp nhận đến chủ động lôi kéo, hơn nữa thái độ càng ngày càng kiên định, nện bước càng ngày càng lớn, cố nhiên có nguyên nhân Mai Hiểu Lâm thành công tiếp nhận chức vụ thị trưởng, càng chủ yếu là lực lượng các nơi tẩy bài lần nữa. Trương Hiểu và Hạ Tưởng nhanh chóng đến gần, cùng với Hạ Tưởng bởi vì tỉnh Tương mà công khai có mâu thuẫn với bốn người tỉnh Tương. Hạ Tưởng đem Trần Tập Minh nạp vào trong hệ thống tỉnh Tương của hắn, lại lấy sự thật không thể cãi lại chứng minh một điểm, trên quan trường nguyên tắc cơ bản thứ nhất của cấp trên chính là dùng đúng người mới có thể làm được việc. Cũng chính bởi vì Hạ Tưởng coi trọng Trần Tập Minh, mà Trần Tập Minh xem trọng triển vọng của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương,
lại có Mai Hiểu Lâm ra sức ủng hộ. Nếu như nói một cách bao quát, Trần Tập Minh cũng chú ý tới quan hệ mật thiết giữa Mai Hiểu Lâm và Hạ Tường, cùng với hai người và bí thư Trịnh quan hệ cũng rất tốt. Càng khiến Trần Tập Minh khẳng định một điểm, nguyên nhân của Hạ Tường chính là, Hạ Tường ở tỉnh Tương, đã thành công trở thành một chỗ dựa mấu chốt nhất. Người ngoài đối đãi chuyện phó bí thư thành ủy thành phố Thần Đông Cố Thế Kỷ bị bắt như thế nào Trần Tập Minh mặc kệ, dù sao y nhận thức chuẩn một điểm, người thúc đẩy thật sự phía sau màn là Hạ Tường bí thư Hạ. Trần Tập Minh cũng dùng cách nhìn bình tĩnh mà xuất sắc của y chứng minh một điểm, đứng đúng đội ngũ theo đúng lãnh đạo xem rõ tình hình, là nguyên tắc cơ bản thứ nhất của cấp dưới trong quan trường. Nếu quyết định phải một lòng đi theo bí thư Hạ, Trần Tập Minh liền ra sức nghiên cứu những gì Hạ Tường đã làm trước kia. Cấp dưới không hiểu suy nghĩ của lãnh đạo không phải cấp dưới tốt, cũng là cấp dưới không có tiền đồ. Bề ngoài mà xem, đem con trai của giám đốc sở giám sát tỉnh, cục trưởng công an thành phố Hoài Dương cùng với hai vị phó tổng giám đốc của địa tín tỉnh Tương, tập đoàn hóa dầu quốc gia tỉnh Tương mời đến cục công an thành phố, là một chuyện vô cùng khó giải quyết, mời thần dễ dàng đưa thần khó, huống chi lại là một đám nhân vật rất có lai lịch. Ngay cả bí thư thành ủy Cổ Kiến Hiên cũng cảm thấy đau đầu. Âm thầm oán giận Trần Tập Minh sao lại không thành thục như vậy, tìm một đám người như vậy về cục công an thành phố, không phải gây thêm phiền toái cho thành ủy sao? Mai Hiểu Lâm lại không nói gì cả, bởi vì cô tin Hạ Tường không phải một người có hành động mà không có chuẩn bị, hắn sẽ không đẩy một đống hỗn loạn cho Trần Tập Minh sau đó làm trưởng quầy phủi tay, Hạ Tường làm việc, xưa nay có trước có sau. Không ai nói cho Trần Tập Minh biết con người của Hạ Tường chịu trách nhiệm, đối với bạn bè có giải thích. Nhưng y tin Hạ Tưởng sẽ không chỉ lo tạo phiền toái mặc kệ giải quyết phiền toái, cho nên sau khi đem đám người về cục công an thành phố, nên đến thế nào thì đến như vậy, có lễ phép có căn cứ, đâu vào đấy. Mấy người Lâm Tiểu Viễn, Hoàng Nghĩa và Cổ Lâm Cách cũng rất phối hợp, chuyện đến mức này, không cần phải cậy mạnh giả ngơ ngẩn nữa, làm không tốt thật sự chịu đau khổ về da thịt là tự tìm cái khổ. Nhưng Thái Giang Vĩ lại là thái độ không tốt, không phải muốn gọi điện thoại, thì là hỏi không biết. Hoặc là một mực không đáp, còn bày ra chức vụ cục trưởng công an thành phố Hoài Dương. Cũng phải, trước khi ủy ban kỷ luật không có bị bắt giam, trước khi tỉnh ủy không có bị cách chức, quần sáng trên người của Thái Giang Vĩ đủ để khiến cảnh sát của cục công an thành phố Tương Giang kính nể một chút, lại cộng thêm trước kia hệ thống công an của hai thành phố qua lại rất nhiều, không ít người còn quen biết Thái Giang Vĩ, thì càng là bó tay bó chân. Ngay cả không ít cảnh sát cũng cảm thấy khó xử, Thái Giang Vĩ là cục trưởng cùng hệ thống. Đám người Lâm Tiểu Viễn, Hoàng Nghĩa, không chỉ rất có lai lịch, cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, xử lý nặng, nói không chừng sau này sẽ bị trả thù, xử lý nhẹ, cấp trên không hài lòng, cho nên không ít người cũng cảm thấy khó giải quyết, đối với cách làm của sếp Trần rất không hiểu. Trần Tập Minh mặc kệ nghi ngờ của cấp dưới, y trở về trong cục, sau khi xử lý sự tình một lần, vừa pha xong một ly trà, còn chưa uống được hai ngụm, không ngoài dự đoán liền kịp thời nhận được điện thoại của Tằng Trác. Tằng Trác chỉ là nói chuyện phiếm với Trần Tập Minh, sau đó nói tới chuyện phiếm có thời gian cùng ngồi lại với nhau, sau đó lại nhắc tới chuyện lúc đó gã không ở bên cạnh lãnh đạo, sự tình phát sinh không ở hiện trường, rất đáng tiếc, rất không làm tròn bổn phận, muốn từ chỗ Trần Tập Minh, Trác Diện tìm hiểu một chút tình hình lúc đó. Làm phiền sếp Trần đơn giản nói cho tôi biết một chút, hôm khác nhất định mời sếp Trần ăn một bữa. Tằng Trác nói rất khách khí, dùng từ cũng rất đúng chỗ. Trần Tập Minh và Tằng Trác vốn cũng quen biết, bởi vì Tằng Trác vốn là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố, đương nhiên y hiểu Tằng Trác bề ngoài là tìm hiểu tình hình, kỳ thật cũng là đến truyền lời thay Hạ Tường, cũng liền khách khí vài câu, đơn giản nói qua một chút về tình hình lúc đó. Tằng Trác cười ha hả. Ban đầu có mặt Lâm Tiểu Viễn của tứ đại thiếu gia tỉnh Tương, khó trách bí thư Hạ ra sức không nhỏ. Được rồi, không chậm trễ thời gian quý báu của sếp Trần, lần sau đến nhà hàng Tương Giang. Bao hết. Trần Tập Minh cười mắng một câu. Đừng nghĩ cán bộ lãnh đạo ăn mòn ý chí kiên cường của đảng ta, mỹ nhân kế không có tác dụng đối với tôi. Trong lúc nói đùa, khoảng cách của hai người lại kéo gần không ít. Buông điện thoại xuống, Trần Tập Minh theo thói quen mà chắp hai tay sau lưng, chau mày lại. Tuy rằng y sớm đã đoán được, gần như cũng hiểu bí thư Hạ gióng trống khua chiêng bắt lấy một đám người, nhất định kiếm chỉ một người trong đó. Liên tưởng đến thế cục bây giờ của thành phố Thần Đông, còn có cây cầu lớn Hoài Dương vừa mới sụp đổ, lại có đầu sỏ thật sự ép người đến chết là Thái Giang Vĩ, y còn cho rằng bí thư Hạ là muốn mượn cớ chém Thái Giang Vĩ xuống ngựa.
có phải trận chiến này triệt để bắt lấy Thái Giang Vĩ hay không, bây giờ còn không biết được, nhưng Bí Thư Hạ lại rõ ràng điểm danh Lâm Tiểu Viễn, ý là muốn khiến y mượn cơ hội ràng buộc Lâm Tiểu Viễn, không cho Lâm Tiểu Viễn đi ra cục công an thành phố. Làm sao phá án, làm sao chứng thực tinh thần chỉ thị của Hạ Tưởng, Trần Tập Minh trong lòng hiểu rõ, thân là cục trưởng công an, vụ án hôm nay, y có rất nhiều lý do tạm giữ mấy người trước, cũng tin có thể tiêu diệt từng người, dù sao đã xảy ra án mạng. Nhưng y không hiểu chính là, chỗ Bí Thư Hạ chỉ, rốt cuộc là muốn làm gì Lâm Tiểu Viễn. Bởi vì chỉ dựa vào sự kiện hôm nay, cùng lắm tạm thời ràng buộc Lâm Tiểu Viễn, mà không thể xử gã theo pháp luật. Trần Tập Minh nếu muốn theo sát nền bước của Hạ Tưởng, thì sẽ làm rõ suy nghĩ cùng với điểm dừng chân thật sự của Hạ Tưởng, không chỉ là suy xét xuất phát từ cẩn thận, cũng nhằm tạo ra cơ sở kiên cố để y sau này thời khắc cùng lãnh đạo duy trì nhất trí. Hiểu đủ ý đồ của lãnh đạo cấp trên, không chờ lãnh đạo ám chỉ thì có thể làm tốt rất nhiều việc, là mọi thứ mà một cấp dưới một lòng đi theo nên làm, cũng là tu dưỡng căn bản. Trần Tập Minh cầm điện thoại lên, một hơi gọi ra 4-5 số, sau đó mới thở dài một hơi, lại chuẩn bị xong tài liệu, sau đó gõ cửa của thị trưởng Mai Hiểu Lâm. Tự mình báo cáo tình hình với thị trưởng Mai, được thị trưởng Mai tán thành và ủng hộ, là một khâu ca thể thiếu mà kế hoạch bước tiếp theo thuận lợi tiến hành. Trụ sở tỉnh ủy, văn phòng bí thư tỉnh ủy. Trịnh Thịnh vẻ mặt bình tĩnh nghe xong Hạ Tưởng báo cáo tình huống, sau một lúc lâu không nói gì, y rất nghiện thuốc lá, hút đến mức khói khắp nhà. Đứng dậy mở cửa sổ ra, bỗng nhiên lại cười. Mở cửa sổ ra nói thật. Hạ Tưởng tiếp lời. Phải đó, bây giờ phát triển, lại giống như trước kia ấp a ấp úng thì không thể nào rồi. Người nhà của người chết không chấp nhận bồi thường và bỏ qua, chỉ yêu cầu xử lý theo lẽ công bằng, trả lại công đạo cho con gái. Hiện tại trên mạng đều truyền đi rồi, nói là cục trưởng công an ép chết người, còn nói tỉnh ủy bao che Thái Giang Vĩ. Dân ý giạt rào, tỉnh ủy rất bị động, nếu chẳng may xử lý không tốt, thì sẽ bị người ta nắm được nhược điểm, tự hủy trường thành. Lực lượng dư luận ảnh hưởng quá lớn rồi, phải được coi trọng. Trịnh Thịnh gật đầu tỏ vẻ tán thành lời nói của Hạ Tưởng, lại hỏi. Bên thành ủy Hoài Dương, đến bây giờ còn không có tỏ thái độ với tỉnh ủy, thái độ có vấn đề. Đám người của thành ủy Hoài Dương, đa số là trên một tuyến với Diệp Thiên Nam, Trịnh Thịnh cố ý chỉ ra, hiển nhiên là muốn mượn sự kiện lần này, hạ xuống lần nữa. Nhưng Hạ Tưởng lại có ý khác, tuy rằng y và Trịnh Thịnh đạt thành nhất trí với phương diện nào đó, nhưng hiển nhiên còn có một chút kỳ thị. Bước tiếp theo, bước chân của hắn rất linh động, mục đích rất ngoài dự đoán, thủ đoạn cũng rất mơ hồ. Chương 1348, phải làm người xấu quang minh chính đại một lần. Hạ Tưởng cũng hiểu bên thành ủy Hoài Dương không có thái độ, sợ là đang thương lượng gì đó với Diệp Thiên Nam, bởi vì một khi thành ủy tỏ thái độ, có nghĩa là đã đứng vào hàng ngũ, nếu thái độ không hợp ý bí thư tỉnh ủy, lời nói ra sẽ không thể nào thu lại. Nhưng cục trưởng công an thành phố Hoài Dương tình nghi bức người đến chết, thành ủy Hoài Dương không tỏ thái độ với công chúng, cũng phải ăn nói như thế nào với tỉnh ủy chứ? Thái độ bên thành ủy Hoài Dương, quyết định lập trường cuối cùng của phái Diệp Thiên Nam chĩa vào sự kiện Thái Giang Vĩ, là giữ hay không giữ? Bí thư Trịnh, thư ký số 1 Đồng Phàm gõ cửa. Thành ủy Hoài Dương gọi đến. Hạ Tưởng sửng sốt, nhanh hơn nhiều so với dự đoán của hắn, nói như vậy, Diệp Thiên Nam phải bước vào bước đầu tiên của sự gian nan rồi. Trịnh Thịnh không tránh Hạ Tưởng, liền nói. Chuyển vào. Trước mặt Hạ Tưởng, Trịnh Thịnh lắng nghe bí thư thành ủy Hoài Dương Lý Hệ Trương đại diện thành ủy Hoài Dương, đối với việc ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng công an thành phố Hoài Dương Thái Giang Vĩ bức người đến chết, thái độ của thành ủy Hoài Dương là, nhìn thẳng vào sai lầm mà đồng chí Thái Dương Vĩ đã phạm phải, kiên quyết ủng hộ ý kiến xử lý của tỉnh ủy. Thái độ rất kiên quyết, nhìn nhận vấn đề rất nhất trí, khiến cho Hạ Tưởng lại lần nữa vô cùng khâm phục sự quyết đoán dứt khoát của Diệp Thiên Nam, thức thời, biến tiến thoái. Sau khi gặp chuyện vẫn bình tĩnh quả quyết, không dài dòng, là một nhân vật rất giỏi giang. Thái độ của thành ủy Hoài Dương khiến Hạ Tưởng hiểu được suy nghĩ của Diệp Thiên Nam, vứt bỏ Thái Giang Vĩ, bảo vệ Lâm Tiểu Viễn và mấy người khác, nói đúng là, Thái Giang Vĩ bị vứt bỏ một cách vô tình, Diệp Thiên Nam thậm chí không dùng bất kỳ cách nào để cứu lấy hắn. Là nguyên nhân gì khiến Diệp Thiên Nam đoạn tuyệt như vậy, không hề để ý chức quan và sống chết của Thái Giang Vĩ? Nếu chỉ là vì giữ được Lâm Tiểu Viễn, cũng không cần làm thành ủy Hoài Dương cấp bách tỏ thái độ,
hoàn toàn có thể để thành ủy Hoài Dương tỏ rõ lập trường với tỉnh ủy chậm một ngày, dù là cứ muốn cấp bách tỏ thái độ bây giờ, thì giọng điệu cũng có thể hơi dịu lại, chứ không phải là thái độ kiên quyết dứt khoát như lúc này. Chính vì Lý Hệ Trương không phải là người cùng phe với Trịnh Thịnh, y không cần khẩn thiết xin chỉ thị Trịnh Thịnh, cho nên thái độ kiên định rõ ràng, kịp thời của y ngược lại khiến Hạ Tưởng thêm hoài nghi, đồng thời từ đó suy đoán ra nội tình sau lưng có Diệp Thiên Nam thúc đẩy. Hạ Tưởng chăm suy nghĩ không bằng lời giải đáp, hơn nữa, từ việc liên kết những sự việc xảy ra, nghiệm ra được mặt quyết đoán kịp thời của Diệp Thiên Nam, càng khiến hắn thêm hứng thú với Diệp Thiên Nam, đồng thời lại thêm cảnh giác. Diệp Thiên Nam thật không dễ sống chung, chẳng lẽ là, Hạ Tưởng bỗng nhiên kinh hãi, thậm chí trong nháy mắt hoài nghi Diệp Thiên Nam nhìn thấu ý đồ của hắn, mới cấp bách làm Lý Hệ Trương ra mặt như thế, mục đích là hy sinh một Thái Giang Vĩ, giữ được một Lâm Tiểu Viễn. Lâm Tiểu Viễn là một trong bốn thiếu gia tỉnh Tương, cùng hội cùng thuyền với Diệp Địa Bắc, Hồ Quân Do, Dương Diêu Nhi, Vinh Quang cùng hưởng, tổn hại cùng chịu. Nếu chẳng may, chỉ là chẳng may, Diệp Thiên Nam có thể phá được ý muốn tiêu diệt từng người trong bộ tứ thiếu gia tỉnh Tương của hắn, nói không chừng có thể khiến thế cục đẹp đẽ mà hắn tịnh tâm chủ tính lập tức tan vỡ. Tuy nói coi như là một bước thất bại cũng chẳng tổn thất gì đến lợi ích cá nhân của hắn, nhưng nếu trơ mắt nhìn bốn thiếu gia tỉnh Tương mặt mày rạng rỡ vẫy tay tạm biệt trước mắt hắn, sau đó đi xa tới nước ngoài, từ nay tự do tự tại, không phải gánh vác chút trách nhiệm nào do những hành vi phạm tội đã gây ra trước kia, lòng hắn khó yên. Đến bây giờ, điều có thể thấy được ở đấu tranh chính trị của đủ tầng lớp, thì người ngã ngựa đổ chỉ có bọn tôm cá nhỏ bé, thỉnh thoảng cũng có tôm hùm như tất bằng, Thái Giang Vĩ, không may nhảy lên bờ, bị trở thành một đĩa thức ăn, nhưng bữa tiệc lớn thực sự còn nằm dưới biển sâu, mặc cho cuồng phong gào thét trên mặt biển, mưa như chút nước, dưới đáy biển vẫn cứ yên tĩnh như thường, vẫn sừng sững không động. Nhưng phải nói lại, nếu tôm lính tôm tướng đều lần lượt ngã ngựa, thì cuối cùng cá sấu lớn trở thành tư lệnh cô độc, cũng mất đi uy phong và hào quang vốn có, tương đương như thảm bại rồi. Hạ Tưởng đợi sau khi Trịnh Thịnh đặt điện thoại xuống, đã bình tĩnh lại từ căng thẳng và lo lắng vừa nãy, bởi vì hắn lại ý thức được một điểm khác, cách Diệp Thiên Nam thí xe giữ tướng, thực ra không nhất định là đoán được hắn đang mưu đồ muốn mượn cớ khiến Lâm Tiểu Viễn vào được nhưng không ra được cục thành phố. Diệp Thiên Nam có thông minh hơn nữa cũng không thể không có cái gì là không biết. Càng không thể nhìn thấu âm mưu không để ai biết giấu trong tận cùng nội tâm hắn. Không tồi, Hạ Tưởng tự nguyện xưng là âm mưu, bởi vì hắn muốn hãm hại Lâm Tiểu Viễn, muốn một lần làm người xấu quang minh chính đại. Trịnh Thịnh nghe điện thoại xong không nói chuyện ngay, mà uống mấy ngụm trà, dường như để tiêu hóa một chút sự biểu diễn vừa rồi của Lý Hệ Trương, trầm ngâm khoảng mười mấy giây, hắn thấy vẻ mặt Hạ Tưởng hơi thất thần, liền cười nói một câu. Có phải cảm thấy có người tuyệt tình quá? Không chút do dự đã vứt bỏ Thái Giang Vĩ. Hạ Tưởng trái lại sửng sốt, tuy hắn và Trịnh Thịnh bây giờ là quan hệ đồng minh hợp tác, nhưng với Trịnh Thịnh suy cho cùng vẫn còn có ngăn cách, lúc nói chuyện đều cố gắng hết sức tránh nhắc đến cái tên Diệp Thiên Nam, hôm nay bí thư Trịnh lần đầu tiên dùng từ có người, để ám chỉ Diệp Thiên Nam. Cũng không khó lý giải. Trịnh Thịnh không đợi Hạ Tưởng nói, tự hỏi tự đáp. Thái Giang Vĩ xảy ra việc không phải một lần. Trước đây cũng đã có xảy ra việc kiểu thế này, nhưng xử lý kịp thời, bưng bịt kín đáo, sau việc cũng không truy cứu trách nhiệm của y. Hạ Tưởng vui mừng cười, giải thích của Trịnh Thịnh làm tảng đá trong lòng hắn rơi xuống đất, cũng làm hắn rõ được Diệp Thiên Nam quyết tâm cực nhanh mượn gió bẻ măng nguyên nhân là ở chỗ đó, bởi vì Diệp Thiên Nam rõ, người cùng một việc lại sai phạm hai lần, là kẻ ngu dốt, không thể trọng dụng, không thể đào tạo. Khi Hạ Tưởng rời khỏi văn phòng Trịnh Thịnh, không chỉ cùng nhân vật số một tỉnh ủy có nhận thức nhất trí bước đầu về vận mệnh Thái Giang Vĩ, đến kết cục của Cố Thế Kỳ cũng sơ sơ có được nhận định đại khái. Quyết tâm của Trịnh Thịnh rất lớn, phải lấy Cố Thế Kỳ và Tất Bằng làm khai cuộc, làm toàn bộ quan chức lớn nhỏ thành phố Thần Đông đều thuận theo, đáng cách chức thì cách chức, cần điều tra thì điều tra, cần học tập, cuộc chiến tương phản, của tỉnh sở, làm một lần, trận chiến Thần Đông, của tỉnh Tương, tỉnh ủy kiên quyết ủng hộ biện pháp chống tham nhũng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nếu làm được vụ án lớn chống tham nhũng chấn động cả nước thì càng tốt. Cuộc chiến tương phàn, năm đó của tỉnh sở, đã tạo lập uy danh của bí thư tỉnh ủy Vu Trung Âm đương nhập, Vu Trung Âm bây giờ đã là ủy viên cục chính trị. Hạ Tưởng liền nghĩ, trong ý nghĩ của Trịnh Thịnh, không hẳn không có ý mượn cơ hội chứng tỏ thanh danh bí thư tỉnh ủy của y, mượn vụ án lớn chống tham nhũng chấn động cả nước để giành lấy danh tiếng và thành tích. Thành tích của bí thư tỉnh ủy,
một là kinh tế, một là chống tham nhũng. Về mặt kinh tế, có thể dùng nghiên cứu thay thế, văn kiện và con số có thể che đậy lỗi lầm một cách thỏa đáng. Nhưng về mặt tham nhũng, phải có thành quả thực thụ, không hạ được vài tên tham quan, không có vài vụ án lớn cũng không thể hiện ra được mánh khóe và quyết tâm của bí thư tỉnh ủy. Nhưng vào lúc Trịnh Thịnh giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng hướng vào Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng không phải giữ vai người tích cực dẫn đầu, hắn có những suy tính bên trong mà người khác không biết. Hơn nữa, là người chấp hành cụ thể việc chống tham nhũng tỉnh Tương, hắn còn gánh vác một tác dụng cầu nối quan trọng không thể thay thế, chính là phải thành người trung gian và nút thắt liên hệ cò kè mặc cả của hai người Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong. Thế cục tỉnh Tương, vô tình chôn xuống vô số quả bom hẹn giờ, khi nào phát nổ vẫn không thể nào biết được. Nhưng nếu nói lúc trước Tất Bằng bị bắt giam, Cố Thế Kỳ vì hối lộ mà trực tiếp bị miễn chức ngay tại chỗ, vẫn chưa đủ khiến người ta cảm thấy mùa hè năm nay của Tương Giang, cái nóng bức hay biến đổi, vậy thì hành động của Cục Công an thành phố tạm giữ Cục trưởng Công an thành phố Hoài Dương, Lâm Tiểu Viễn và mấy người khác, khiến rất nhiều người cuối cùng cảm giác được sự nôn nóng và bất an của mùa hè. Mùa hè nóng bức lại ẩm ướt, có lẽ là trận mưa giông đầu tiên sẽ đột nhiên từ trên trời rơi xuống vào thời khắc không chú ý. Dương Hằng Dịch vô cùng chú ý đến tiến triển của vụ án, chủ động gọi hai cuộc điện thoại đến Cục Công an thành phố hỏi han, câu trả lời có được khiến y không hài lòng lắm. Trần Tập Minh bằng mặt không bằng lòng với y cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng lần này quá đáng, khiến y vô cùng căm tức. Nhất định phải tìm cơ hội khiến Trần Tập Minh kiềm chế lại một chút, nếu không uy quyền giám đốc sở công an của y chẳng phải bị quét sạch sao. Nhưng muốn bắt được sơ hở của Trần Tập Minh cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa bên thành ủy Tương Giang cũng từng mâu thuẫn với sở công an tỉnh, Dương Hằng Dịch cũng biết không dễ gây với thành ủy Tương Giang, làm không khéo, chính quyền thành phố lại cứ gây phiền phức cho sở công an tỉnh, cái khác không nói, chỉ nói chuyện điện nước và một vài vấn đề phê đất cũng có thể khiến y dậm chân. Đang cảm thấy bực bội thì lại nhận được một cuộc điện thoại khiến y càng thêm phiền muộn. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương điện đến. Tạ Tín Tài và Dương Hằng Dịch quan hệ cá nhân không tồi. Nhưng quan hệ cá nhân thì quan hệ cá nhân, gã vẫn là thân tín của Ngô Tài Dương. Cuộc gọi của Tạ Tín Tài không hề có nội dung thực chất, chẳng qua chỉ là nói chuyện tào lao, sau đó dường như vô tình nhắc đến Dương Diêu Nhi, gã còn nhắc đến con mình với Dương Hằng Dịch, bảo rằng đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, đều yêu thương con cái như báu vật. Sau cùng lại rất khéo léo nhắc đến Ngô Tài Dương, Tạ Tín Tài nói, Bộ trưởng Ngô chỉ có một đứa con gái, người quen biết Bộ trưởng Ngô đều biết. Bộ trưởng Ngô cũng giống như các cha mẹ khác trong thiên hạ, rất nâng niu chiều chuộng con gái. Vòng vo một hồi, cuối cùng chỉ đơn giản bốn chữ nâng niu chiều chuộng, tuy đơn giản, tuy những lời nói từ miệng Tạ Tín Tài thản nhiên tùy ý, nhưng lại như đánh tiếng trống lớn trong lòng Dương Hằng Dịch. Dương Hằng Dịch cho dù phẫn nộ, cho dù tức giận bất bình, nhưng có thể thế nào được. Cuối cùng là Bộ trưởng Ngô bày mưu đặt kế hay là Tạ Tín Tài chủ động thay Bộ trưởng Ngô chia sẻ, trên đây đều không quan trọng. Quan trọng là, nếu vì nguyên nhân liên nhược hàm khiến y trở nên không tốt trong mắt Ngô Tài Dương, tiền đồ phía trước của y không thể nói là xám xịt, chắc chắn cũng gặp phải trắc trở. Thật xui xẻo, Dương Hằng Dịch chửi tục một câu, cũng không biết là chửi ai, hay là giận chó đánh mèo, nhìn thấy mây đen không biết lúc nào đã che kín cả bầu trời bên ngoài cửa sổ, tâm trạng y càng thêm bực bội bất an. So với bực bội của Dương Hằng Dịch, sự thỏa thuê mãn nguyện của Trịnh Thịnh và sự sâu hiểm khó đoán của Diệp Thiên Nam, Phó Tiên Phong lại dường như không hề quan tâm việc Thái Giang Vĩ và Lâm Tiểu Viễn bị bắt, thậm chí không chủ động hỏi đến, như hũ nút không thèm quan tâm gì. Nhưng mà, điều khiến tất cả mọi người đều khó hiểu chính là, trước đêm sắp xảy ra mưa giông Tương Giang, Hạ Tưởng lại bay đi thủ đô, vào Bắc Kinh báo cáo công tác. Khiến cho không ít người chú ý đến một loạt sự việc đột ngột xảy ra của chốn quan trường vô cùng hoài nghi. Chủ nhiệm Hạ lúc này phủi tay mặc kệ, cuối cùng là đã tính trước mọi việc, hay là cố tình mê hoặc, hay là nhất quyết phải chuẩn bị biến việc lớn thành việc nhỏ. Ngay lúc Hạ Tưởng lên máy bay, Cục Công an thành phố Tương Giang đã làm một hành động ngoài dự đoán của mọi người, chính thức kéo màn bắt đầu một lần đọ sức kịch liệt. Chương 1349, phức tạp hóa chuyện đơn giản. Nói đến cũng khéo, Hạ Tưởng vốn cùng ngồi máy bay đi Bắc Kinh với Liên Nhược Hạp. Không ngờ sau khi đăng ký mới phát hiện, Lâm Hoa Kiến cũng chung chuyến bay. Vào lúc chuyện của Lâm Tiểu Viễn vẫn chưa xong, Lâm Hoa Kiến không thể không về Bắc Kinh, cũng là bất đắc dĩ. Hạ Tưởng tuy không giáp mặt yêu cầu y bắt buộc phải về Bắc Kinh tiếp tục tập huấn,
nhưng hiện tại nội bộ ủy ban kỷ luật tạm thời không có vị trí của y, rất nhiều người nhìn thấy y, đều ngoài mặt chào hỏi, trong lòng tò mò y sao lại quay về rồi, khiến Lâm Hoa Kiến có chỗ không phải. Hơn nữa Diệp Thiên Nam cho rằng Lâm Hoa Kiến về Bắc Kinh vẫn là tốt, ở lại Tương Giang cũng vô dụng, ngược lại càng chướng mắt Hạ Tưởng. Lâm Tiểu Viễn cũng không phạm tội, Cục Công an thành phố tạm giữ 24 giờ sẽ thả người. Lâm Hoa Kiến cân nhắc rồi về Bắc Kinh kịp thời, đỡ làm Hạ Tưởng kiếm cớ. Nhưng nghĩ đến việc con trai bị bắt, y lại không thể ở lại chạy trọt, cũng khiến y cảm thấy thất bại. Thân đường đường là phó ủy ban kỷ luật tỉnh, giám đốc kiểm sát tỉnh, lại không bảo vệ được con trai tại Tương Giang thì cũng mất mặt quá. Nhưng việc trên trốn quan trường vốn là như vậy, Hạ Tưởng tuy đáng giận, nhưng mọi chuyện đều có lý, khiến y có nỗi khổ khó nói. Nếu là bình thường, có thể cùng ngồi chung chuyến bay với cấp trên là cơ hội lớn tuyệt vời để kéo gần quan hệ cảm tình, nhưng đối với Lâm Hoa Kiến mà nói, lại cảm thấy một ngày như một năm, như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau khi chỉ chào Hạ Tưởng một cái, y liền nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạ ngồi cười nói cùng nhau, càng khiến y cảm thấy không ra sao, thầm mắng Hạ Tưởng ra vẻ đạo mạo, giả bộ chính nghĩa. Hạ Tưởng tất nhiên là không để ý tới Lâm Hoa Kiến oán thầm, hắn làm việc không thẹn với lương tâm, mới không so bị ưu khuyết điểm của người khác. Vốn còn lo lắng thời tiết mưa dông sẽ làm chuyến bay trễ, không ngờ lại cất cánh đúng giờ. Lần này vào Bắc Kinh không hề cố ý rời khỏi Tương Giang, để chứng tỏ hắn và những sự việc sau đó không có liên quan, mà là có vài việc gấp khiến cho hắn phải lập tức vào Bắc Kinh nói chuyện với ông cụ Ngô, và cũng muốn gặp mặt Ngô Tài Dương. Tống Chiêu Độ và Trần Phong có thể lần lượt bổ sung làm ủy viên cục chính trị hay không là một mặt, bố vợ có thể mượn lúc Phạm Duệ Hằng lui xuống, thuận lợi bước lên phía trước, trở thành đại quan biên giới chính thức, mới là mặt quan trọng nhất. Đương nhiên, còn có những việc tạp nham khác nữa, cũng phải vào Bắc Kinh, hơn nữa, nghe nói lần này có hy vọng gặp mặt Tổng Bí Thư, vậy thì nói ra cũng xem như là đáng để đi một chuyến rồi. Đất Bắc Kinh, suy cho cùng là trung tâm mà quan lại trong thiên hạ không lúc nào là không chú ý đến, chỉ một cơn gió thổi cỏ lay là liên quan đến tiền đồ cả nhà mình, ai mà không chú ý. Bởi vậy Hạ Tưởng lần này vào Bắc Kinh, không có gì bất ngờ, không chỉ có thể gặp mặt Tống Chiêu Độ, Trần Phong, cũng có thể cùng Cổ Thu Thực nói chuyện sâu sắc. Thế cục trong thiên hạ giống như mây trắng trên trời, biến ảo bất định, nhưng mây trắng rằng giặc cũng phải thuận gió mà đi. Bởi vậy, biết trước được hướng gió đối với mỗi người trong quan trường mà nói, có tầm quan trọng để không thể thất bại. Điều không giống với những suy nghĩ lo lắng của Hạ Tưởng là, Liên Nhược Hạm liên tục cười vui, vô cùng vui vẻ. Trong ấn tượng của cô vẫn chưa có lúc nào cùng ngồi máy bay với Hạ Tưởng, trong những ngày đến Tương Giang, là thời gian cô vui vẻ nhất trong những năm gần đây. Đương nhiên, cũng không thể nói trước đây không vui, mà là không mãn nguyện như bây giờ. Vệ Tân bay về thành phố Yến rồi, nói là nhà đột nhiên có việc gấp, không cùng Liên Nhược Hạm về Bắc Kinh. Liên Nhược Hạm tin là thật, Hạ Tưởng lại biết, Vệ Tân cố ý để không gian cho hắn và Liên Nhược Hạm. Suy nghĩ của Vệ Tân rất tinh tế, dù là nghĩ dùm người khác, cũng sẽ âm thầm làm, cô cho rằng Hạ Tưởng không biết, mà không biết rằng Hạ Tưởng đã biết rõ. Hạ Tưởng lại không nói gì nhiều, Vệ Tân có thế giới riêng của mình, dù là lời của hắn, cô cũng chưa hẳn nghe được bao nhiêu. Nhìn làn mây như biển như núi trong không trung, suy nghĩ của Hạ Tưởng phập phồng, bầu trời thủ đô có sáng sủa hay không còn chưa biết, mà Tương Giang, có lẽ đã sấm sét mưa tuôn rồi, cũng không biết đồ của ai quên mang vô, chắc chắn là bị ướt rồi. Hạ Tưởng lên máy bay xong là tắt máy, tự nhiên không rõ Tương Giang xảy ra thị phi gì, nhưng bất luận giông tố to như thế nào, mưa gió mạnh như thế nào, hắn cuối cùng đã là người ngồi bình tĩnh cười nhạt trên mây rồi. Giông tố Tương Giang quả thực không nhỏ. Người nhà của người chết A Tín tụ tập một đội hơn 30 người từ ngoại ô, kéo pano, chặn cổng lớn thành ủy, còn chặn đường lớn phía trước cổng thành ủy, tạo thành bế tắc giao thông phạm vi lớn. Thành ủy Cổ Kiến Hiên rất căm tức. Lệnh bắt buộc Cục Công an thành phố khai thông giao thông, giải quyết rắc rối, xử lý vấn đề, y đang chuẩn bị tạo áp lực cho Cục Công an thành phố thì nhận được cú điện thoại thần bí mà kịp thời. Nghe điện thoại xong, Cổ Kiến Hiên liền trầm ngâm, còn ra một quyết định vô cùng sáng suốt, không đếm xỉa đến, sau đó y lấy cớ có việc, lặng lẽ rời thành ủy, không rõ đi đâu. Mai Hiểu Lâm đích thân ra mặt trấn an người nhà người chết, bảo đảm sẽ phá án theo pháp luật. Bất luận dính líu đến ai, chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Mẹ của người chết A Tín,
tóc bạc trắng, gần như ngất đi, kéo tay Mai Hiểu Lâm, khóc không ra tiếng. Thị trưởng Mai, cô nhất định phải phân xử cho tôi. Con gái nhà tôi vừa đẹp, người lại mạnh mẽ, từ nhỏ đã học giỏi. Vốn dĩ hy vọng nó tốt nghiệp đại học xong sẽ ở lại thành phố, tìm một công việc tốt, gả cho một nhà tốt, không ngờ rằng, lại bị người khác làm nhục, trời ơi! Cha của A Tín quỳ sụp trước mặt Mai Hiểu Lâm. Thị trưởng Mai, tôi nghe nói có cục trưởng công an thành phố Hoài Dương, tôi là nông dân, cái gì cũng không biết, chỉ hỏi cô một câu, cô là thị trưởng Tương Giang, có thể quản được cục trưởng công an thành phố Hoài Dương không? Mai Hiểu Lâm từ nhỏ lớn lên trong nhà quan, rất ít tiếp xúc với vui buồn của dân chúng tầng lớp dưới, lúc ở huyện An, cô cũng không quá chuyên tâm làm việc, không hiểu biết sâu sắc nỗi khổ của dân chúng, đừng thấy thời gian cô đến tỉnh Tương không ngắn, chuyện như hôm nay là lần đầu tiên gặp phải. Thân là con gái, cũng có đồng cảm đau đớn điếng người với cái chết của A Tín, mắt cô rưng rưng, giơ hai tay kéo hai người già dậy, trịnh trọng nói. Hai bác, bất luận y là cục trưởng ở đâu, chỉ cần y phạm pháp ở tỉnh Tương, trước khi chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật, y đừng mong rời khỏi Tương Giang một bước. Tiếng vỗ tay như sấm dậy trong đám người. Trong tiếng vỗ tay của dân chúng, dưới ý kiến như thủy triều của cư dân mạng, Cục Công an thành phố Tương Giang bắt đầu đợt thẩm vấn đầu tiên có trình tự, hơn nữa có chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, điều mà mọi người không biết là, trước lúc thẩm vấn, tất cả việc cần làm đều đã làm xong, làm bí mật và làm kín mít không chút kẽ hở. Công tác thẩm vấn tiến hành tách ra luân phiên, trên thực tế, trong số mấy người quan trọng, Thái Giang Vĩ, Lâm Tiểu Viễn, Hoàng Nghĩa và Giả Lâm Cách được nhốt ở những chỗ khác nhau, đãi ngộ cũng không giống nhau. Đãi ngộ của Thái Giang Vĩ là cao nhất, ngồi ở văn phòng cục trưởng, có trà có thuốc, còn có người làm bạn, có thể tùy tiện gọi điện, có thể xem TV bất cứ lúc nào, chỉ có một điều là thân thể không được tự do. Thái Giang Vĩ lúc mới đầu còn vô cùng hung hăng, không dừng điện thoại cho bên ngoài. Đầu tiên là gọi cho thành ủy Hoài Dương, sau khi liên tục tìm mấy lãnh đạo đều tìm không được, sự hung hăng và ngạo mạn của y dần biến thành lo lắng và mồ hôi lạnh, đại khái đoán được gì đó. Nhưng vẫn không cam tâm, lại gọi cho tỉnh ủy, kết quả vẫn là họp với họp, không tiện nghe điện thoại với không tiện nghe điện thoại, tóm lại là muôn vàn lý do, kết quả giống nhau, người y muốn tìm, một người cũng không tìm được. Đều là cáo già ở chốn quan trường, Thái Giang Vĩ còn không biết hậu quả nghiêm trọng khi cấp trên và cấp dưới đều tránh không gặp ở thời khắc quan trọng, thì y chính là đồ ngốc. Y đương nhiên không phải đồ ngốc, dù là lúc y háo sắc làm liều không khác đồ ngốc là mấy. Nhưng y trước giờ đều cho rằng y có trí tuệ chính trị rất cao. Chỉ tiếc, trí tuệ cũng có lúc mất đi hiệu lực. Thái Giang Vĩ suy sụp ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, sao cũng nghĩ không ra, tại sao kẻ mới đến tỉnh Tương như Hạ Tưởng lại làm nhiều người cảm thấy sợ hãi như vậy, chuyện có to tát gì đâu, sao không giơ tay kéo y lên một cái. Những đồng minh thề thốt son sắt trên bàn rượu lúc đó đâu cả rồi. Mấy trăm mấy triệu y biếu làm lễ đều đem đi nuôi chó mẹ nó rồi hả? Lúc Thái Giang Vĩ đang chán nản, ảo não và không biết phải làm sao, thư ký của Trần Tập Minh từ ngoài vội vã bước vào, nói với viên cảnh sát đang canh giữ y. Lâm Tiểu Viễn thừa nhận thuốc mê là do cục trưởng Thái tự đem đến, còn nói trên xe cục trưởng Thái có ma túy. Nói được một nửa, dường như mới ý thức được Thái Giang Vĩ đang ở bên cạnh, vội hạ thấp giọng, kéo viên cảnh sát sang một bên, nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Thái Giang Vĩ đã già rồi. Tuy trong nháy mắt cũng ý thức được có thể là cố ý dụ y mắc câu, bởi vì y trước đây cũng thường xuyên dùng thủ đoạn này xui khiến phạm nhân nhận tội, nhưng lúc thực sự liên quan đến lợi ích cá nhân, y vẫn khó tránh căm tức, trong lòng mắng chửi Lâm Tiểu Viễn là đồ khốn kiếp, rõ ràng trên xe của mình có ma túy, lại còn cắn y một miếng, thường nói quan đời thứ nhất là tên khốn, đời thứ hai là đồ khốn khiếp, bây giờ xem ra không giả chút nào. Thái Giang Vĩ chỉ lo mắng mà quên mất y cũng là quan đời đầu. Trong nhà y cũng có một đứa con trai tứ quan đời thứ hai. Lại vĩnh tai nghe được mấy câu, không nghe rõ là cái gì, chỉ mơ hồ nghe được, giám đốc Sở Lâm và chủ nhiệm Hạ cùng ngồi máy bay đi Bắc Kinh, phó bí thư Diệp vừa nói chuyện điện thoại với bí thư cổ yêu cầu lập tức thả người. Thả ai, không nghe rõ, nhưng khẳng định không phải là y. Lòng Thái Giang Vĩ từ từ nặng trĩu, y biết, một việc đơn giản đã phức tạp hóa rồi, phức tạp gấp trăm lần so với y tưởng tượng. Lại cân nhắc một chút lợi và hại, Lâm Tiểu Viễn là con trai Lâm Hoa Kiến, Lâm Hoa Kiến muốn bảo vệ, Diệp Thiên Nam cũng phải bảo vệ.
Hoàng Nghĩa là bạn trai của con gái Dương Hằng Dịch, nghĩ đến Dương Diêu Nhi, Thái Giang Vĩ vẫn không quên cười dâm đãng một chút, nhớ lại tư thế uyển chuyển của Dương Diêu Nhi, Dương Hằng Dịch chắc chắn phải bảo vệ, vậy thì còn lại y và Giả Lâm Cách không có người bảo vệ. Giả Lâm Cách chắc chắn không thể tốt đẹp được, vì người chết là nhân viên điện tín Tỉnh Tương, là người y dẫn đến tiếp rượu. Nhưng nếu mấy người muôn miệng một lời khẳng định y vừa mang thuốc mê vừa giấu ma túy vừa bức người đến chết, y đừng nói là giữ được chức cục trưởng, dù là không chết cũng phải lột ra. Khi muốn nghe thêm vài câu, thư ký của Trần Tập Minh quay người đi khỏi, chỉ để lại cho y một bóng dáng đầy thâm ý. Nếu nói lúc gọi điện, Thái Giang Vĩ đầu tiên là hy vọng biến mất, bây giờ cố ý cũng được vô ý cũng được, nghe xong mấy câu, lại phân tích lý lịch và hậu đài của mấy người, cũng quả thực trong toàn bộ sự việc, y là người chịu trách nhiệm lớn nhất, vậy thì y bây giờ, đã gần kề tuyệt vọng rồi. Khi Thái Giang Vĩ đang ngổn ngang trăm mối lo khó quyết đoán, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn từ hành lang vang đến, vang lên tiếng người hoảng hốt. Nguy rồi, Lâm Tiểu Viễn đánh mù một mắt Hoàng Nghĩa rồi. Chết, Thái Giang Vĩ vỗ đùi đứng dậy, lớn chuyện rồi, thật sự không cách nào xong việc rồi. Chương 1350, làm người tốt cũng khó mà làm người xấu cũng không xong. Lâm Tiểu Viễn tuy có cha là giám đốc sở kiểm sát, trong thời đại con ông cháu cha này, thì đây thực sự có ưu thế trời sinh, nhưng Hoàng Nghĩa cũng không cho không, cấp trên không ai có thể mới hơn 30 tuổi đã đảm nhiệm phó tổng tập đoàn hóa dầu quốc gia Tỉnh Tương. Tuy nhiên đơn thuần chỉ dựa vào con ông cháu cha mà nói, Hoàng Nghĩa không sánh bằng Lâm Tiểu Viễn. Nhưng nghe nói ông nội Hoàng Nghĩa cũng là người rất có uy thế, có thể lấy ông nội y đè đầu cha Lâm Tiểu Viễn. Bất luận thế lực của ai mạnh hơn ai, vấn đề ở đây là Lâm Tiểu Viễn có hung hăng đi nữa cũng không nên đánh mù mắt Hoàng Nghĩa, hơn nữa lại là trong cục công an, trước mắt bao người, cho dù cha y là chủ tịch Tỉnh Tương Giang cũng không thể thu dọn hậu trường cho êm đẹp được. Và lại bản thân Lâm Tiểu Viễn vốn dĩ có chút chuyện xấu, nếu bị bới móc ra thì đừng mơ bước ra khỏi cục công an. Thái Giang Vĩ biết rõ mọi việc liên quan đến Lâm Tiểu Viễn nhưng không nói ra, nếu muốn nói sự thật thì y cũng biết trên người Lâm Tiểu Viễn còn một vài vết nhơ không thể nào xóa sạch, chưa nói đến chuyện lúc đó y muốn hạ độc thủ với anh Tín, còn muốn bỏ thuốc mê hãm hiếp A Tín, trước đây y cũng đã từng làm chuyện đồi bại với phụ nữ, Lâm Hoa Kiến lần này trở về chắc không phải là để giúp Lâm Tiểu Viễn phi tang những tàn dư mà y đã gây ra đấy chứ. Tất nhiên Thái Giang Vĩ càng biết rõ hơn. Nếu y dám đem những chuyện xấu của Lâm Tiểu Viễn phanh phui ra, có lẽ đến tính mạng cũng không giữ nổi, người ở trên sẽ nghĩ cách dồn y vào chỗ chết, làm gì còn đường sống. Vốn dĩ Thái Giang Vĩ đưa ra dự tính xấu nhất là mất chức quan nhưng có thể bảo toàn mạng sống, chỉ cần không mở miệng phát ngôn bừa bãi, không tùy tiện cắn người, uy hiếp đến tính mạng thì cũng không tính là ngộ sát, cùng lắm là cách chức, bồi thường ít tiền, sau khi du áo ra đi thì y vẫn tiêu diêu tự tại. Nhưng thật không ngờ, tên Lâm Tiểu Viễn làm sao lại phát điên lên mà đánh Hoàng Nghĩa đến mù mắt, dùng một câu để diễn tả thật đúng là tự gây nghiệp chướng thì không thể sống. Còn đôi mắt mũ của Hoàng Nghĩa về sau, làm sao có thể sống với nửa đời còn lại, chắc chắn nằm ngoài suy nghĩ của Thái Giang Vĩ, y là cục trưởng cục công an nên nhìn nhận vấn đề cũng khác với người bình thường, bởi vì Hoàng Nghĩa một khi đã mù thì sự việc sẽ không khống chế được. Hoàng Nghĩa hiển nhiên biết rõ nội tình của Lâm Tiểu Viễn, trước khi không xé rách mặt. Anh tốt tôi tốt mọi người cùng tốt, bây giờ không chỉ mặt xé rồi, mắt cũng mù, tự nhiên sẽ bêu dếu ra để cả hai đều xấu mặt, hơn nữa nói không chừng còn lòi ra nhiều việc nữa. Hoàng Nghĩa chơi Lâm Tiểu Viễn, mặt ngoài thì Thái Giang Vĩ không có việc gì nhưng dường như có lợi cho y, dù sao thì Thái Giang Vĩ cũng rất nham hiểm, là con cáo giả trong giới quan trường, y biết rõ hai chú chó này là bạn bè, vì không có mồi, chỉ cần có khúc xương là trở mặt thành thù, con người cũng vậy thôi. Lúc vui thì anh em ngon ngọt, lúc tức giận thì đánh đấm, đấu đá nhau, hận không thể đầu rơi máu chảy. Hoàng Nghĩa vừa mới khơi ra chuyện của Lâm Tiểu Viễn, thì Lâm Tiểu Viễn đừng mong ra được cổng cục công an, cho dù cha là giám đốc sở cũng vô dụng thôi. Nhưng Lâm Tiểu Viễn sẽ không ngồi đợi người ta cắn bậy, vì muốn giảm bớt tội lỗi và lật tẩy Hoàng Nghĩa, trong lúc điên cuồng, nhân tiện bóc mẻ những việc đáng xấu hổ của cổ Lâm Cách, tất cả những cái hủ bại trong chốn quan trường. Nói không chừng cũng bị lộ ra hết. Thái Giang Vĩ gần như muốn công khai rồi, vì có một số chuyện không thể công khai, một khi công khai ra sẽ liên quan đến mạng người, càng làm càng lớn chuyện, cuối cùng giải quyết không xong thì bao nhiêu người dính vào đều sẽ bị chết chùm. Giống như một đám người bị chìm xuống nước, nếu như ôm lấy nhau, càng níu càng chặt,
cuối cùng ai cũng đừng hòng sống sót, chết đuối cả bầy. Thái Giang Vĩ chấp nhận mất chức quan chịu phạt cũng được, nhưng không muốn bị lôi theo, chìm đến sâu không thấy đáy vực sâu, y bỗng nhảy lên, hét to một tiếng. Tôi muốn gặp cục trưởng Trần, tôi có lời muốn nói. Cục công an thành phố Tương Giang không ít cảnh sát, đều cho rằng, hôm nay cục công an thành phố, từ trước tới nay đây là ngày lộn xộn nhất, cách nói này nhận được sự tán thành của Lão Vương vì ông là người trông cửa ở đây gần 10 năm rồi, đối với việc trong cục thì ông là người rõ nhất. Việc này bắt đầu, không có điểm báo đặc biệt, nếu như xem cơn giông tố bất thình lình này là nguyên nhân của cuộc lộn xộn này thì bất công quá, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cơn giông tố mãnh liệt thì hành vi và lòng người cũng dễ mất kiểm soát. Thực ra ngay từ đầu Lâm Tiểu Vĩ cũng khá tốt, cũng không mất bình tĩnh, tự nhiên, nhàn nhã ngồi trong văn phòng, uống trà, đọc báo, xem tivi, không hề đếm xỉa đến việc mình đang bị tạm giữ, dù sao thời điểm đến sẽ được thả ra, giữ y làm gì. Việc đãi ngộ Lâm Tiểu Viễn cũng không tồi, sắp xếp cho y một phòng dành cho khách, có bộ ghế sofa bằng da thật, không gian yên tĩnh, có trà, báo, tivi, đầy đủ tiện nghi, có vẻ không giống với tạm giữ mà giống làm khách, cũng vì Trần Tập Minh nể mặt y, cảm thấy rất hài lòng. Là công tử của giám đốc sở kiểm sát, không chỉ thành phố Tương Giang mà cả tỉnh Tương ai dám không nể mặt. Hạ Tưởng dù là nhân vật số một trong ủy ban kỷ luật, cũng không phải là người địa phương. Dù là một con rồng, đến đây cũng phải có chiếu ngồi, đừng nghĩ rồng cuốn hổ chồm, gây sức ép khơi dậy sóng to gió lớn. Ngay cả Trịnh Thịnh là nhân vật số một trong tỉnh ủy, đến Tương Giang mấy năm rồi mà tình hình ở đây cũng như xưa, chẳng có thay đổi gì rõ nét, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật như Hạ Tưởng mà muốn thay đổi hiện trạng ư. Thật là không biết lượng sức. Lâm Tiểu Viễn nghĩ đến chỗ đắc ý, bên mép lộ dáng vẻ cười đùa, giễu cợt lắc lắc đầu, lật tờ báo ảo ảo. Để chứng tỏ y tồn tại và không hề gì, chính là muốn để những người cảnh sát xung quanh hiểu được y mặc dù ngồi ở cục công an nhưng không phải phạm nhân, mà là khách quý. Vẻ mặt của những người cảnh sát bên cạnh không chút biểu cảm, cũng phớt lờ việc Lâm Tiểu Viễn khoa trương và làm ra vẻ, chỉ có chút hơi lơ là nhiệm vụ đó là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mưa rông bên ngoài, lúc này trên khóe mắt mới hiện lên nét vui cười, cũng không biết anh ta đã mất đi hồi ức gì trong giông tố. Lâm Tiểu Viễn xem xong 5 tập báo, uống hết 3 tách trà và xem chương trình trai tài gái giỏi được nửa tiếng, khi thực sự vô vị mới đứng lên uốn uốn lưng, thầm nghĩ chi bằng bây giờ thả y ra, đi dạo một vòng trong cục, nhiệm vụ của Trần Tập Minh đã hoàn thành, Hạ Tưởng mặt mũi cũng có rồi, y cũng trả giá cho cái chết của A Tín, mọi việc đã đâu vào đấy, đều vui vẻ, chẳng phải đã xong việc sao. Nghĩ như vậy, y liền đi tới cửa, nhìn về hướng hành lang, vừa lúc thấy Hoàng Nghĩa bước nhanh như bay lại. Lâm Tiểu Viễn còn buồn bực, không phải phân biệt đối đãi không cho gặp mặt sao, làm sao mà Hoàng Nghĩa có thể tự do đi lại như vậy. Hoàng Nghĩa cả người ướt như chuột lột, vội vàng bước đến, vừa đến liền nói. Không hay rồi, Tiểu Viễn, Cổ Lâm Cách đã bán đứng chúng ta, y khai trên xe cậu có ma túy, còn nói lúc đó cậu muốn hãm hiếp con Tín, còn đổ thuốc cho Tín, và khơi ra tất cả những chuyện trước đây nữa. Lúc nãy chính mắt tôi trông thấy Cổ Lâm Cách chỉ vật chứng trên xe cậu và thùng xe của cậu cũng bị mở ra rồi. Lâm Tiểu Viễn chỉ cảm thấy một tiếng, đùng, trong đầu, làm sao có thể. Người y không yên tâm nhất chính là Hoàng Nghĩa, cho rằng trong chừng đó người thì duy chỉ Hoàng Nghĩa mới có thể bán đứng y, bởi vì con người Hoàng Nghĩa rất thực tế, ưa nịnh bợ, không ngờ lại là Cổ Lâm Cách. Lại nghĩ, tại sao không phải người khác đến thông báo cho y mà là Hoàng Nghĩa cơ chứ? Người khác đều không thể tự do đi lại, tại sao Hoàng Nghĩa là đặc biệt? Lâm Tiểu Viễn và Hoàng Nghĩa mặc dù có giao tình với nhau, có khả năng là sẽ hợp tác với nhau, nhưng vì Dương Diêu Nhi nên có thái độ thù địch với Hoàng Nghĩa. Hoàng Nghĩa cũng xuất phát từ lòng tốt, nhờ quen với một tên đội trưởng, được dẫn đi xem hiện trường, biết được chút ít tình hình, thăm dò được tin tức nội bộ, nên cấp tốc chạy đi thông báo cho Lâm Tiểu Viễn biết, không ngờ Lâm Tiểu Viễn lại nghi ngờ lòng tốt của Hoàng Nghĩa, gã liền giận. Tiểu Viễn, đừng nghĩ hảo tâm của tôi là lòng lang dạ thú, tôi chỉ muốn đến thông báo cho cậu để chuẩn bị tâm lý trước. Lâm Tiểu Viễn chớp mắt, không biết nghĩ cái gì, cười nhạt một tiếng. Trong xe tôi có cái gì, Cổ Lâm Cách làm sao biết được. Tôi lại không có nói cho y, trong nhóm chúng ta chỉ có mình cậu biết. Hoàng Nghĩa sừng sốt. Tiểu Viễn, cậu có ý gì? Hoài nghi tôi mật báo, tôi không có đề tiện như vậy. Nhưng chưa chắc. Lâm Tiểu Viễn kéo dài giọng. Cổ Lâm Cách và tôi không thân như vậy,
việc trước kia của tôi, gã làm sao hiểu rõ. Tuy nhiên tôi nghe nói, gã và cậu rất thân. Hoàng Nghĩa giận dữ. Tiểu Viễn, ý của anh là nói tôi đã kể cho Cổ Lâm cách và gã đã bán đứng anh phải không? Nói bậy. Đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa, họ Hoàng kia, không phải cậu thì có thể là ai? Tại sao không phải cục trưởng Thái đến nói cho tôi biết, cũng không phải người khác, mà chính là cậu. Trong nhóm chúng ta, chỉ có cậu là sự tình nhẹ nhất, cậu hà tất gì bán đứng chúng tôi. Hoàng Nghĩa tức giận không thể kiềm chế được, giơ tay đánh Lâm Tiểu Viễn. Làm ơn mắc oán. Lâm Tiểu Viễn lửa giận bừng bừng, càng nhìn càng cảm thấy Hoàng Nghĩa đáng giận, vung tay liền đánh. Ngụy quân tử, cắm sừng, tiểu nhân. Hoàng Nghĩa bị mắng mà tức, xông lên trả đòn. Sau một hồi, Hoàng Nghĩa không phải là đối thủ của Lâm Tiểu Viễn, bị đánh ngã xuống sàn nhà, khéo thế nào mà mắt đụng cạnh bàn, lập tức máu chảy đầm đìa. Sự việc phát triển theo hướng mất kiểm soát, hơn nữa vượt ra ngoài dự đoán, càng mãnh liệt, càng rộng hơn, sau mọi chuyện Hạ Tưởng cũng lắc đầu cười bất đắc dĩ, thở dài, đến nước này thì làm người tốt cũng khó mà làm người xấu cũng không xong. Kẻ xấu có dễ làm không, đương nhiên không cần phải đưa ra kết luận, có điều đối với Diệp Thiên Nam mà nói. Người này chưa bao giờ có khái niệm người tốt, kẻ xấu, bởi vì trong mắt của y, việc truy danh trục lợi là bản tính của con người, chỉ cần đạt được mục đích rồi thì thủ đoạn và quá trình cũng không quan trọng. Đương nhiên, phải giữ vững một số nguyên tắc, điểm mấu chốt cơ bản phải có, trừ cái này ra thì xem bản lĩnh cao thấp của mỗi người. Đối với Hạ Tưởng, y rất căm phẫn về việc huy động lực lượng đi bắt mấy tên Thái Giang Vĩ, Lâm Tiểu Viễn đem về Cục Công an thành phố. Bởi vì sự tình gây huyên náo dư luận xôn xao không nói, còn lan truyền trên, khiến cho y phải đưa ra quyết định thật nhanh, biến Thái Giang Vĩ trở thành phần tử bỏ đi. Thái Giang Vĩ thuộc hệ thống của y, mặc dù không phải là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhưng là một cục trưởng công an, bỏ đi cũng đáng tiếc. Đáng tiếc cũng hết cách rồi, dù sao cũng cần có người đứng ra gánh tội mới được, mạng người quan trọng hơn hết, không thể tùy tiện kết án. Hy sinh Thái Giang Vĩ. Bảo toàn Lâm Tiểu Viễn cũng xem như thỏa đáng nhất rồi. Dù sao Hạ Tưởng cũng đạt được mục đích của mình, hắn uy phong rồi, Trịnh Thịnh cũng được lợi, có thể cất nhắc người của mình đảm nhiệm cục trưởng công an, đấu tranh chính trị chẳng phải là nhằm đá văng người khác ra rồi đưa người của mình lên hay sao? Một tên Thái Giang Vĩ không là cái gì, sau này có thể tìm người khác. Diệp Thiên Nam vốn đang để tâm nhìn ngắm ấm trà từ xa. Khi y nghe được tin Lâm Tiểu Viễn vì cố ý đả thương người mà bị Cục Công an thành phố chính thức tạm giam hình sự, lỡ tay làm rơi vỡ bình tử xa, hốt hoảng đứng tại chỗ, trong lòng bỗng nhiên mãnh liệt trỗi dậy dự cảm sắp có điểm xấu. Chương 1351, chuyển biến bất ngờ. Diệp Thiên Nam cho rằng Hạ Tưởng đi Bắc Kinh lần này là vì hắn đã đạt được mục đích của mình, cho nên không để ý đến chiều hướng phát triển tiếp tục của tình hình nữa. Ai ngờ. Đúng lúc Hạ Tưởng lên máy bay thì xảy ra biến cố lớn ở Cục Công an thành phố Tương Giang. Sao có thể như vậy? Diệp Thiên Nam vô cùng kinh hãi. Lâm Tiểu Viễn cũng không phải là kiểu người lỗ mãng, sao lại có thể mất kiểm soát như phát điên đến mức phải đánh người ở Cục Công an thành phố như thế? Y sao lại có thể đánh Hoàng Nghĩa chứ? Không đúng, dường như có chỗ nào đó không đúng. Hạ Tưởng bay đến Bắc Kinh càng không phải là hắn bỏ mặc mọi chuyện lại phía sau. Không để ý đến nữa mà là cố ý. Mục đích của hắn là tỏ vẻ không quan tâm, cho dù có là việc gì đi nữa, bất kể sự việc có làm lớn đến đâu đi nữa thì hắn cũng không liên quan. Thật là thủ đoạn cao tay. Trong lúc tức giận, Diệp Thiên Nam thậm chí vẫn thầm kêu lên một tiếng, giỏi. Nhưng ngay lập tức sự tức giận lại bao phủ lấy gã. Rốt cuộc Hạ Tưởng muốn như thế nào? Đến một chuyện nhỏ nhặt hắn cũng mãi không buông tha, là muốn dẫn việc này theo hướng nào? Rốt cuộc là phải làm thế nào hắn mới vừa lòng, hắn còn muốn làm lớn chuyện đến thế nào nữa, đã gây xôn xao dư luận còn chưa đủ, giờ còn muốn gây ồn ào đến cả Trung Nam Hải hay sao? Thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa làm càn làm bậy. Diệp Thiên Nam nhìn những mảnh vỡ của chiếc ấm tử xa trên mặt đất tưởng như Hạ Tưởng. Y không những không thấy nuối tiếc, còn đá bay mảnh vỡ tạo ra một tràng những âm thanh sắc nhọn dị thường. Thư ký Tôn Hạnh ở bên ngoài đã nghe thấy có tiếng động từ bên trong phát ra nhưng không dám đẩy cửa bước vào. Y đã theo Diệp Thiên Nam hơn 2 năm, ít nhiều cũng hiểu được tính cách Diệp Thiên Nam. Một người luôn chú trọng hình tượng như bí thư Diệp không dễ tức giận nhưng một khi đã tức giận thì kẻ khác tốt nhất đừng tùy tiện làm phiền, nếu không nhất định sẽ trở thành bao cát cho Diệp Thiên Nam chút giận.
Nghe tiếng giống như chiếc ấm tử sa mà bí thư Diệp thích nhất bị vỡ. Thật là đáng tiếc, nghe nói chiếc ấm đó là do một bí thư thành ủy tặng, hình như đáng giá đến 100 mấy chục nghìn tệ. Tuy rằng khi người khác hỏi đến, bí thư Diệp chỉ nói đó là chiếc ấm thông thường giá vài chục tệ, nhưng thực chất trong lòng vẫn muốn được những người sành sỏi tâng bốc vài câu. Cũng chẳng biết kẻ đen đủi nào lại dám chọc giận bí thư Diệp đến mức nổi cơn tam bành như vậy. Chiếc ấm tử sa vỡ rồi, món nợ lớn này lão ta nhất định sẽ tính vào kẻ đó. Thật là một kẻ đen đủi, chỉ cần bí thư Diệp vẫn còn ở tỉnh Tương một ngày thì kẻ đó đừng mơ có thể thăng tiến dù chỉ một bước. Tôn Hạnh nào có biết kẻ đã khiến Diệp Thiên Nam nổi giận lôi đình chính là Hạ Tưởng, người khiến y căm giận tới tận xương tủy nhưng lại không thể làm gì được. Cũng không hoàn toàn là không làm gì được, Diệp Thiên Nam còn có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng để đối phó với Hạ Tưởng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, hơn nữa, điều làm Diệp Thiên Nam đau đầu nhất đó là cách hành xử của Hạ Tưởng dường như không hề có chút sơ hở nào để công kích. Rất khó dùng vấn đề kinh tế hay mối quan hệ nam nữ để đánh bại hắn. Hơn nữa chuyến đi Tương Giang lần này của y không hề có thân tín đi cùng nên cũng không thể đánh trộm hắn. Lẽ nào hắn thật sự là một kẻ mà người khác không thể tấn công? Đầu óc bình tĩnh trở lại, Diệp Thiên Nam mở cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài mây đen phủ kín bầu trời, có tiếng sấm âm ỉ từ nơi xa truyền đến. Một tiếng nổ vang lên tựa như làm rung động cả trời đất. Để mặc cho mưa gió quất mạnh vào người, Diệp Thiên Nam cũng không hề e sợ tiếng sấm nổ gần như vang ngay trên đầu mình. Nước mưa tạt vào mặt khiến y cảm thấy bình tĩnh và tỉnh táo hơn nhiều. Y bắt bản thân phải trấn tĩnh, nhất định phải nắm được mạch suy nghĩ của Hạ Tưởng, phải làm rõ rốt cuộc là Hạ Tưởng muốn làm gì, thì gã mới có thể dễ dàng chuẩn bị thủ đoạn đối phó có tính chuẩn xác cao. Nhưng càng nghĩ về cách sắp xếp chặt chẽ chu đáo của Hạ Tưởng thì càng khiến y kinh hãi. Vốn nghĩ rằng Hạ Tưởng vừa mới tới Tương Giang thì hắn sẽ lập tức ra tay, dựa vào việc có chỗ dựa tạm coi là vững chắc. Nhưng Diệp Thiên Nam vẫn coi thường Hạ Tưởng. Bởi trong chốn quan trường, có người hậu thuẫn tuy là rất quan trọng, đến được cấp phó tỉnh trở lên thì chắc chắn hậu thuẫn của tất cả mọi người đều rất vững chắc, đều có quyền lực to lớn trong tay, lúc này điều cần thiết chính là bản lĩnh thực sự khi đối mặt trực tiếp. Còn một điều nữa, Diệp Thiên Nam tưởng rằng Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là gã thanh niên sốc nổi, chỉ dựa vào tí nhiệt tình, có ít nhiệt huyết cộng thêm vài phần kích động, muốn quan mới chính sách mới. Có thể làm được thì phải làm từ đầu đến cuối, làm không xong thì chắc chắn phải cuốn cờ im trống. Cho tới tận hôm nay, cho đến khi nhận được tin tức khi nãy, Diệp Thiên Nam mới thực sự sợ hãi, mới lần đầu tiên ý thức được sự đáng sợ của Hạ Tưởng là ở đâu, hắn có thể âm thầm làm những chuyện kinh thiên động địa. Hạ Tưởng quả là đối thủ đáng sợ nhất từ trước tới nay mà y gặp phải. Con người hắn không những toát ra vẻ bí hiểm mà còn luôn có những thủ đoạn khó lường, khiến người khác khó lòng phòng bị. Việc Lâm Tiểu Viễn đánh người hôm nay xảy ra giống như cơn giông tố bất ngờ ập đến, có thể là trùng hợp, cũng có thể là có người đã sắp đặt trước. Dù là thế nào thì người cũng đã đánh, sự việc đã bị làm cho to chuyện, Thái Giang Vĩ nhất định sẽ không bỏ qua, Lâm Tiểu Viễn sẽ không được ra khỏi cục công an thành phố Tương Giang theo đúng thời hạn. Trong lòng Diệp Thiên Nam đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khiến y ớn lạnh. Lẽ nào ngay từ đầu Hạ Tưởng đã không định cho Lâm Tiểu Viễn ra khỏi đó nữa? Vậy ý đồ của hắn khi nhằm vào Lâm Tiểu Viễn là gì? Diệp Thiên Nam quyết định không nắm rõ mạch suy nghĩ của Hạ Tưởng thì không thôi, trước tiên cũng chưa ra tay. Trong cơn bão tố hôm nay Diệp Thiên Nam đã đánh vỡ chiếc ấm tử sa, còn để cho nước mưa làm ướt hết mặt mũi, tâm trạng vô cùng nặng nề. Ngược lại với tâm trạng ngột ngạt âu sầu của y, cuộc đối thoại của Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong lại nhẹ nhàng, vui vẻ hơn rất nhiều. Tiên Phong, tôi gặp anh trước để trao đổi ý kiến xử lý với đồng chí Tất Bằng và việc quyết định xử phạt với đồng chí Thái Giang Vĩ, còn nữa, ai sẽ là người thay thế cho chiếc ghế trống hiện nay của Cố Thế Kỳ. Thái độ của Trịnh Thịnh vô cùng lịch sự và lời nói cũng rất nhẹ nhàng. Trong văn phòng bí thư tỉnh ủy dễ chịu hơn nhiều so với cơn giông tố bên ngoài. Sau khi Tất Bằng bị bắt giam, vì vẫn chưa chịu khai nên đến giờ vụ án vẫn chưa có tiến triển. Nhưng chỉ dựa vào chứng cứ hiện có cũng đủ để cho y bị cách chức và khai trừ khỏi đảng. Nhưng vụ án vẫn đang được giữ kín đến bây giờ là vì muốn cậy được miệng Tất Bằng, dẫn tới cơn chấn động quan trường Thần Đông. Nhưng bây giờ giá trị của Tất Bằng đã trở nên rất thấp. Cố Thế Kỳ vì hành vi đút lót 880.000 tệ đã bỗng chốc nổi danh khắp chốn, sau khi bị bắt y không hề phản kháng mà ngoan ngoãn khai ra toàn bộ các vấn đề. Các vấn đề mà Cố Thế Kỳ khai nhận chính là tạo cơ sở,
châm mồi lửa cho kiếp nổ cuối cùng của cơn chấn động quan trường tại Thần Đông. Hạ Tưởng hiện không ở Tương Giang, Trịnh Thịnh liền có ý gặp Phó Tiên Phong, thử thăm dò ý tứ Phó Tiên Phong. Tầm mắt của Trịnh Thịnh đặt ở đại cục, y tuy rằng cũng nghe nói cục công an Tương Giang xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng y không hề biết kẻ Hạ Tương muốn chĩa mũi kiếm vào lại là Lâm Tiểu Viễn. Tôi muốn nghe ý kiến của Bí Thư Trịnh trước đã. Biểu hiện gần đây của Phó Tiên Phong rất tốt, khiêm tốn, điềm tĩnh, dốc sức phát triển kinh tế, giống như một chủ tịch tỉnh thiết thực, luôn theo sát từng bước của Bí Thư. Y không lộ mặt, không tranh đấu, thoát cái biến thành một con người khác hoàn toàn, liền khiến nhiều người khó lòng lý giải. Trịnh Thịnh cũng có chút khó hiểu nhưng vẫn vui khi thấy biểu hiện hiện nay của Phó Tiên Phong. Một suy nghĩ ban đầu của tôi là vụ án của Tất Bằng vẫn có chỗ có thể khai thác, cứ giao cho các đồng chí phía ủy ban kỷ luật tiếp tục điều tra xử lý. Còn về việc chọn người thay thế cho Cố Thế Kỳ, tạm thời tôi vẫn chưa tìm được ứng viên thích hợp. Tiên Phong có thấy ai phù hợp không? Trịnh Thịnh tiếp tục tung mồi nhử để thăm dò ý tứ của Phó Tiên Phong. Tôi đã có một vài ứng cử viên thích hợp cho chức Phó Bí Thư Thành ủy Thần Đông, đến lúc đó sẽ xin ý kiến cụ thể của Bí Thư Trịnh. Tuy nhiên về vụ án của hai người Tất Bằng và Cố Thế Kỳ, tôi cho rằng không nên chỉ xem xét cá nhân riêng biệt mà phải xem xét dưới góc độ tổng thể. Một thành phố Thần Đông, không chỉ sập cầu Thần Đông, còn có việc Phó Thị trưởng ngã ngựa, có Phó Thị trưởng thường trực tham ô nhận hối lộ, còn cả Phó Bí Thư Thành ủy đút lót. Tất cả những việc này liền khiến cho mọi người không thể không suy nghĩ sâu hơn, phải chăng cả bộ máy đảng và chính quyền Thần Đông có vấn đề. Tiếng của Phó Tiên Phong khá nhỏ, tốc độ cũng không nhanh, nếu như không chú ý lắng nghe sẽ bị tiếng mưa gió bên ngoài lấn át, gần như nghe không rõ. Trịnh Thịnh không hề trách việc Phó Tiên Phong nói quá nhỏ, ngược lại còn mỉm cười ôn hòa, gật đầu nhẹ nhẹ với ý kiến của Phó Tiên Phong, thể hiện vô cùng kiên nhẫn và kiềm chế. Ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Lời của Phó Tiên Phong một lần nữa khẳng định chắc chắn những gì mà Trịnh Thịnh đang phỏng đoán, việc Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong tìm được ý kiến thống nhất vẫn rất có hiệu quả. Tuy nhiên cũng khiến y có đôi chút cảm thán, Phó Tiên Phong từ xưa đến nay không phải là kẻ sợ làm to sự việc. Trịnh Thịnh lo rằng sự việc không lớn, cũng không biết hợp tác với y có phải là chuyện bảo hổ lột da hay không. Không biết đến lúc đó, tham vọng Phó Tiên Phong rốt cuộc sẽ lớn đến đâu. Nhưng hiện nay không thể định liệu nhiều điều như thế, bạn bè trong thời gian ngắn cũng là bạn bè. Trên đấu trường chính trị không bao giờ có người bạn nào lâu dài. Trịnh Thịnh liền gật đầu nói. Có lẽ bộ máy đảng và chính quyền thành phố Thần Đông cũng thực sự có vấn đề lớn. Trong vấn đề của Thần Đông, tỉnh ủy cũng có trách nhiệm nhất định. Có nghĩa là, người phải chịu trách nhiệm trong vấn đề của Thần Đông đương nhiên chính là Diệp Thiên Nam. Phó Tiên Phong không tiếp lời Trịnh Thịnh, về cơ bản đã đạt được ý kiến thống nhất, tiếp theo nên đợi tới thời cơ thích hợp. Tốt nhất vẫn nên đợi đến sau khi Bí Thư Hạ trở về, rồi mới đưa ra quyết định cụ thể về vấn đề của Tất Bằng và Cố Thế Kỳ. À, đúng rồi, còn về Thái Giang Vĩ. Thái Vĩ đã phạm tội gì vậy? Y hình như là cục trưởng cục công an thành phố Hoài Dương thì phải. Câu hỏi cuối cùng rất khá, cho thấy một mặt xảo quyệt trong trí tuệ chính trị của Phó Tiên Phong. Là chủ tịch tỉnh, y không thể không biết chuyện Thái Giang Vĩ bị bắt, bởi vì sự việc đã đồn đại xôn xao khắp nơi. Nhưng y vẫn cố ý giả bộ hoàn toàn không biết, chính là muốn nói với Trịnh Thịnh, rằng rất nhiều việc y không hề quan tâm, y là một người ít nói rất đạt tiêu chuẩn. Trịnh Thịnh nở một nụ cười chứa đầy hàm ý. Cười thì cười, nhưng dù là Trịnh Thịnh hay Phó Tiên Phong đều không thể biết được trong việc của Thái Giang Vĩ, Hạ Tưởng chôn giấu mưu mô thâm hiểm đến chừng nào. Bầu trời Bắc Kinh rất đẹp với ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Vừa xuống sân bay, Hạ Tưởng liền cùng Liên Nhược Hạm lên chiếc Audi A8 đã chờ sẵn ở đó, nhanh chóng rời đi. Lâm Hoa Kiến cũng có người đến đón. Gã nhìn theo chiếc đèn hậu của chiếc Audi A8 đã lao vút đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải là gã đố kỵ vì Hạ Tưởng có xe sang hơn của gã mà bởi khi vừa xuống đến sân bay mở máy ra đã nhận được một tin khiến gã chết lặng. Lâm Hoa Kiến gần như sắp phát điên lên, gã không dám tin Lâm Tiểu Viễn lại có thể ngu ngốc đến mức đánh người ở cục công an. Tuy rằng Lâm Tiểu Viễn có một số thói quen xấu của con nhà quan chức, nhưng gã vẫn luôn quản lý rất nghiêm khắc, Lâm Tiểu Viễn cũng không ngông cuồng đến mức coi trời bằng vung như thế. Sao lại có thể đánh người ngay ở cục công an chứ? Nếu như người mà Lâm Tiểu Viễn đánh là cảnh sát thì còn đỡ, sự việc còn có khả năng xoa dịu, nhưng đằng này kẻ bị đánh lại là Hoàng Nghĩa.
mà còn đánh y đến mức mù một mắt. Thật đúng là hồ đồ, liều lĩnh. Lâm Hoa Viên thiếu chút nữa quẳng chiếc điện thoại, càng thiếu chút nữa quay lưng trở về Tương Giang. Hạ Tường thật là ép người quá đáng, chắc chắn là hắn ngấm ngầm gây khó dễ. Lâm Hoa Viễn lập tức đổ toàn bộ sai lầm lên đầu Hạ Tường. Y ngồi trong xe nghĩ một lúc, nói với lái xe. Không về Ủy ban Kỷ luật Trung ương nữa, đến nhà lãnh đạo cũ trước đã. Trong khi vội đến nhà họ Ngô, Hạ Tường bất ngờ nhận được điện thoại của Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tường, con tới Bắc Kinh rồi à? Ta cũng đang ở đây. Bây giờ con hãy đến chỗ cũ, Thủ tướng cũng đang ở đây. Nhanh thật, sự việc có chuyển biến mà Hạ Tường không thể ngờ tới. Chương 1352, người ở đất Bắc, lòng ở trời Nam. Hành động của Thủ tướng vô cùng nhanh. Nắm bắt thời cơ cũng cực kỳ khéo léo. Hạ Tường chỉ còn cách cười với Liên Nhược Hạm nói. Phiền em chuyển lời đến ông cụ một tiếng, anh sẽ đến nghe ông dạy bảo muộn một chút. Liên Nhược Hạm lén nhéo Hạm Nhược một cái. Đúng là bố vợ có khác, biết nghe lời thế. Liên Nhược Hạm quay lưng ghen với Tào Thù Lê, Hạ Tường lại đưa tay ra cho cô ta nhéo thêm vài cái nữa. Đời người luôn có những lựa chọn khó khăn. Người phụ nữ Thảo Hiền là người mà trước khi mưa gió đến luôn phải biết thắp đèn lên để chiếu sáng con đường về nhà cho người đàn ông của mình. Thật khéo ăn nói, bây giờ em cũng chẳng dám nhận quen biết anh nữa. Lời nói ngọt ngào của Hạ Tường đánh trúng tâm lý của Liên Nhược Hạm, cô sao nỡ nhéo Hạ Tường nữa chứ, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay Hạ Tường, giả bộ thổi một hơi. Anh là phải nhớ đường về nhà đấy. Sau khi em về nhà, việc đầu tiên là thắp đèn lên, chiếu sáng tất cả các con đường, anh mà không về thì coi như kẻ không biết đạo lý. Hạ Tường biết rằng, mấy ngày ở bên nhau đã khiến Liên Nhược Hạm trở nên nhu mì dịu dàng, là sự thùy mị chu đáo mà trước đây chưa từng có. Quay xe đến nhà lão cổ, trong lúc tắc đường, Hạ Tường lại nhận được điện thoại của Trần Phong. Hạ Tường, cậu có rảnh không? Tôi biết cậu đến Bắc Kinh lần này chắc chắn là lịch làm việc rất căng nhưng tôi có quyền được ưu tiên. Cùng với sự tăng dần về cấp bậc của Hạ Tường, người có thể nói chuyện với hắn một cách thoải mái và không xa cách chỉ có Trần Phong và Tống Chiêu Độ mà thôi. Được, anh Trần đã có lệnh thì ai lại dám chống? Hạ Tường cười đùa, rồi lại hơi trầm ngâm. Đợi điện thoại của tôi nhé, bây giờ tôi phải đi gặp Thủ tướng trước đã. Thủ tướng muốn gặp anh. Trần Phong vô cùng kinh ngạc, sau đó cười nói. Lại là một cơn giông bão mới sắp đến, Hạ Tường, cậu cần phải giữ vững lập trường, xác định rõ phương hướng. Lời nhắc nhở của Trần Phong nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt. Hạ Tường cũng cười xòa, hắn thừa hiểu con người thông minh như Trần Phong sẽ không bao giờ nói rõ ràng điều gì, bởi vì suy cho cùng sự việc có liên quan đến quyền lợi to lớn. Thủ tướng chắc chắn biết hắn đã trở về Bắc Kinh là để đi đường vòng, cho nên mới để cha vợ hắn ra mặt, đi trước một bước để giữ hắn lại, hơn nữa lại có cả lão cổ ở đó, có thể nói là tính toán rất chu toàn. Ánh mặt trời Bắc Kinh lúc này thật rực rỡ, nhưng sau ánh mặt trời cũng có thể có mưa gió bất cứ lúc nào. Khi Hạ Tường tới nhà lão cổ cũng đã vào giờ chiều. Khi ở trên máy bay hắn chỉ ăn một ít nên sớm đã thấy đói, bây giờ cũng đã qua giờ cơm, cũng không thể kêu đói trước mặt thủ tướng. Hắn liền biết hôm nay sẽ phải nếm trải cảm giác đói bụng. Trong sân nhà lão cổ trồng rất nhiều loại cây ăn quả, táo, lê lại còn cả mơ, cây thì đang ra hoa, cây thì lại kết quả, khung cảnh cây cối tốt tươi tràn đầy sức sống. Thủ tướng ăn mặc rất giản dị, quần xám, áo trắng, giống như một ông lão hết sức bình thường, đang chơi cờ cũng với lão cổ dưới gốc cây lê trong vườn. Tào Vĩnh Quốc mang một chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh, lặng im xem hai người chơi cờ, trên mặt luôn mỉm cười. Nếu như xung quanh không có mấy người giả mặc thường phục, nếu như Hạ Tường không quen bọn họ thì không ai có thể tin cảnh mấy ông già ngồi đánh cờ có thể nhìn thấy ở mọi đường lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh như ba ông lão rất bình thường này. Một người đứng đầu một tỉnh, một người đứng đầu một quốc gia, một người có quyền lực tối cao trong quân đội. Hạ Tường bị người ta ngăn lại ở cửa, thủ tướng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn, nở nụ cười ôn hòa. Hạ Tường tới rồi, mau vào đi. Thủ tướng vừa cất lời, đương nhiên không còn ai ngăn hắn nữa. Hạ Tường liền đến trước mặt ba người bọn họ lần lượt hỏi thăm từng người. Cách ba người đáp lại cũng không giống nhau, thủ tướng gật đầu, Tào Vĩnh Quốc khẽ mỉm cười, lão cổ thì còn chẳng ngẩng đầu lên, buông một câu buồn bực. Tự lấy ghế ra ngồi đi, tôi nói trước, xem cờ không nói mới là quân tử.
Hạ Tưởng chẳng phải cao thủ trong việc đánh cờ, nhưng vừa liếc nhìn bàn cờ, cũng dễ dàng nhìn ra lão cổ đang gặp muôn vàn nguy nan, liền cười thầm, không nói lời nào, ngoan ngoãn ngồi đối diện với Tào Vĩnh Quốc. Ánh mặt trời xuyên qua các tán lá chiếu xuống mặt đất, những vệt lốm đốm tựa như muôn vàn giấc mộng tan vỡ, lại giống như những nốt nhạc đang nhảy múa. Gió thổi hiu hiu, tiếng lá cây xào xạc, còn có cả tiếng ve kêu râm ran trên tán lá cây, liền khiến cảnh tượng trước mắt thật giống như một cõi mơ. Đang mải mê hòa mình vào tĩnh lặng thì tiếng sóng nước sông Tương vang lên bên tai, khiến Hạ Tưởng nhất thời hoảng hốt. Mái tóc hoa râm của thủ tướng, mái đầu bạc trắng của lão cổ, mái tóc vẫn còn đen của bố vợ, vô tình nhắc nhở hắn trước mặt ba nhân vật cấp cao này, dù là về cấp bậc hay tuổi tác, hắn vẫn là hậu bối. Từ nhân vật thứ tư của tỉnh Tương trở thành hậu bối nhỏ bé như bây giờ vẫn thực sự cần có một quá trình thích ứng. Cũng may mười mấy phút chơi cờ cũng cho hắn thời gian để thích ứng, để hắn sau vài lần hít thở sâu thật dài có thể tĩnh tâm. Quân cờ bên lão cổ tuy đã sắp thua đến nơi nhưng rất nghị lực, kiên quyết không chịu đầu hàng. Cuối cùng khi bị diệt đến chỉ còn lại một quân tướng, lão mới chịu thua. Lão cổ dẹp bàn cờ sang một bên, mới quay sang nhìn Hạ Tưởng một cái, nghiêm mặt nói. Chắc hẳn đói bụng rồi hả? Hạ Tưởng thành thật gật đầu, nghĩ rằng lão cổ sẽ cho hắn ăn chút gì, không ngờ lão cổ lại cười đắc ý nói. Phải cho cậu đói bụng thì mới có thể hiểu được nỗi vất vả của người dân. Được thôi, bề trên nói phải là phải, Hạ Tưởng cũng biết, dù sao hôm nay chuyện đói chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề nan giải mà thủ tướng sắp đưa ra mới là chuyện lớn. Thủ tướng có lẽ ngồi cũng đã lâu, đứng dậy nói. Hạ Tưởng, đi dạo với tôi một lúc. Hạ Tưởng liền theo sau thủ tướng, thấy lão cổ và bố vợ không có động thái gì, liền biết thủ tướng có việc muốn nói riêng với hắn. Cậu rất quan tâm đến tỉnh Yến, vậy với việc ai là người kế nhiệm chức tỉnh ủy tỉnh Yến, chắc chắn cũng có ý tưởng rồi chứ. Ngữ điệu của thủ tướng thì nhẹ nhàng nhưng nói thẳng thì chính là có ý thăm dò. Hạ Tưởng đương nhiên có ý tưởng, đừng nói là hắn mà ngay cả hỏi một người bất kỳ trên nẻo đường thành phố Yến rằng y có ý tưởng gì về việc ai đảm đương tỉnh ủy hay không, nói không chừng y cũng có. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tỉnh ủy không phải là bầu ra, mà phải do Trung ương trực tiếp bổ nhiệm. Dân không có quyền lên tiếng, hắn là cán bộ cấp phó tỉnh cũng không có quyền phát ngôn. Hơn nữa hắn không giống như dân chúng có thể nói tùy ý nhưng hắn thì không thể, nếu nói sai tất sẽ phải gánh trách nhiệm chính trị. Nếu ở thời cổ đại, chính là đã can thiệp vào chuyện triều chính, bởi vì hắn chỉ là cán bộ cấp phó tỉnh, sao dám chỉ đạo việc bổ nhiệm chức vụ tỉnh ủy. Nhưng giờ thủ tướng đã hỏi, cho dù là muốn thăm dò hay có ý gì khác thì hắn cũng phải trả lời. Nhưng lại càng không thể nói cho qua chuyện, Hạ Tưởng liền nói rất cân nhắc. Theo như thông lệ thì sẽ là chủ tịch tỉnh lên tiếp nhận. Không phải nói theo thông lệ, mà là nói ý kiến thực sự của cậu. Thủ tướng nhấn mạnh, bây giờ càng không phải là cuộc nói chuyện chính thức, chỉ là câu chuyện phiếm giữa một ông già và một thanh niên. Đã nói đến mức này rồi, hơn nữa lão cổ và Tào Vĩnh Quốc đều ở đây, điều thủ tướng muốn biết chắc chắn là suy nghĩ thực sự của hắn. Nhưng nói một cách công bằng, Hạ Tưởng cũng không thể nói ra suy nghĩ thật của mình. Bởi trong việc bổ nhiệm tỉnh ủy tỉnh Yến, hắn càng không thể nhất trí với thủ tướng, dù cho thủ tướng mời được lão cổ, dù là cha vợ hắn trực tiếp ra mặt, hắn vẫn sẽ giữ vững lập trường. Chính trị là chính trị, nhất là trong thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể có mảy may mềm lòng. Không phải Hạ Tưởng không muốn giúp bố vợ một tay, mà là hắn hiểu rõ nếu như hắn lựa chọn tiến gần với thủ tướng lúc này thì quả thật là một hành động không hề khôn ngoan, không những không thể giúp bố vợ thăng chức, thậm chí còn có thể nhận được kết quả ngược lại. Nhưng thực sự trong vấn đề lập trường và mang tính nguyên tắc, giữa hắn và bố vợ thiếu sự trao đổi, hơn nữa việc lần này liên quan đến bổ nhiệm chức tỉnh ủy tỉnh Yến, lại đến quá đột ngột. Thật ra trên đường tới đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, từ thời khắc đặt chân đến Bắc Kinh, trong lòng hắn đã sáng tỏ nhiều điều. Hắn đã có phán đoán của riêng mình, tỉnh ủy tỉnh Yến sẽ không thể là Tào Vĩnh Quốc. Bởi vì cùng với việc vị trí của tỉnh Yến càng ngày càng trở nên quan trọng trong mắt thủ tướng, bố vợ hắn là người của phe thủ tướng, tỉnh Yến lại là nơi ông sinh ra và lớn lên, muốn phá bỏ những khó khăn trên mà làm người đứng đầu tỉnh Yến thật khó như lên trời. Nếu như chỉ vì muốn giành được chiếc ghế tỉnh ủy mà buộc phải trả một cái giá đắt nhưng chưa chắc đã về tay mình, chi bằng ở lại tỉnh Tây đợi thêm 2 năm nữa. Nhất định sẽ có cơ hội nắm quyền, như thế cũng vững vàng hơn bây giờ. Bởi vì nếu không giành được,
nói không chừng còn có thể có tác dụng ngược lại. Theo suy nghĩ chưa sâu sắc của cá nhân tôi, trước tỉnh ủy tỉnh Yến thích hợp nhất vẫn là điều người từ nơi khác đến. Hạ Tưởng nói một cách khó khăn, cũng không biết câu nói này của hắn có thể mang đến hậu quả gì hay không. Thủ tướng lại không như hắn nghĩ, tiếp tục gặng hỏi hắn lý do tại sao, mà lại im lặng một lát, vẫn chắp tay đi tiếp. Sân nhà lão cổ không nhỏ nhưng cũng không rộng đến mức để người ta đi mất mười mấy phút, rất nhanh hai người đã đi đến góc đông nam của sân. Thủ tướng đứng dưới một gốc cây mơ, vỗ vào thân cây nói. Nói hẹp thì tôi là người miền Bắc, nói rộng ra thì là người của vùng ôn đời cho nên tôi rất thích khí hậu miền Bắc, bốn mùa rõ rệt, ôn hòa trung tính. Tôi vẫn luôn cho rằng, chỉ có khí hậu không quá nóng, không quá lạnh mới có thể cho người ta sống lâu. Rõ ràng là nói về khí hậu nhưng thực chất lại là nói đến lập trường trong chốn quan trường, hay chính là thủ tướng mượn vùng ôn đới để ví von với thái độ ôn hòa của ông ta. Đến phút cuối, ông ta vỗ vai Hạ Tưởng. Dù là cậu ở phương Bắc hay phương Nam, đừng quên, phải luôn biết giữ tính cách của vùng ôn đới. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, thủ tướng liền đi ngay. Lúc sắp đi cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ nhắc thêm Hạ Tưởng một câu vừa như vô tình vừa như cố ý. Diệp Thiên Nam là một đồng chí tốt, Hạ Tưởng, anh ta đánh giá rất cao về cậu, hai người có thể trở thành bạn bè. Hạ Tưởng cho rằng thủ tướng chỉ là thuận miệng nói vậy nên cũng không nghĩ nhiều. Đến khi thủ tướng đi khỏi, Tào Vĩnh Quốc cũng có việc phải đi, có vẻ như ông ấy không hợp với lão cổ. Hạ Tưởng tuy là người một nhà Tào Vĩnh Quốc nhưng bây giờ thân phận khác nhau, mỗi người đều bận việc riêng, tới Bắc Kinh chẳng qua cũng chỉ là gặp qua quýt. Chỉ là hôm nay Tổng thống cố ý để bố vợ đến, là có dụng ý gì? Bởi vì thủ tướng từ đầu đến cuối không hề để lộ mảy may ý muốn để Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức tỉnh ủy tỉnh Yến. Tiễn bố vợ ra bên ngoài, Hạ Tưởng cũng quan tâm hỏi thăm sức khỏe vài câu, nhưng không hề nhắc đến việc tỉnh ủy tỉnh Yến. Thái độ của Tào Vĩnh Quốc cũng khiến hắn an tâm, cũng không có ý quá thúc ép, dường như thành bại tất cả chẳng qua chỉ như gió cuốn mây bay. Nghe nói bước đi của con và Diệp Thiên Nam không thật thống nhất. Trước khi lên xe, Tào Vĩnh Quốc cuối cùng cũng đã nhắc đến Diệp Thiên Nam, ông ta trịnh trọng vỗ vai Hạ Tưởng nói. Con cũng là khôn ngoan cả đời nhưng nhất thời hồ đồ, ý của thủ tướng là người ở đất Bắc, lòng ở trời Nam. Mãi đến khi chiếc xe của Tào Vĩnh Quốc biến mất trong dòng xe cộ, Hạ Tưởng vẫn không hề động đậy, trong lòng vô cùng kinh hãi, thủ tướng lại. Muốn đề bạt Diệp Thiên Nam lên giữ chức tỉnh ủy tỉnh Yến. Chương 1353, nội tình, người quen cũ. Nếu như, chỉ là nếu như, Diệp Thiên Nam đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, bên ngoài là hợp lẽ, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì đến Hạ Tưởng, nhưng trên thực tế nghĩ sâu hơn thì đây sẽ là đòn phủ đầu dành cho hắn. Thậm chí nói quá một chút, có thể đây là một đòn chí mạng. Với dã tâm và thủ đoạn của Diệp Thiên Nam, một khi đã lên làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, có được ưu thế địa lý trời cho thì càng khiến y như cá gặp nước. Nói sâu hơn nữa, với sự mâu thuẫn tích tụ từ trước tới nay của hắn và Diệp Thiên Nam, gã nhất định sẽ ra tay với thế lực còn đang phát triển ở tỉnh Yến của Hạ Tưởng. Có thể thấy trước được là, nếu như Diệp Thiên Nam ra tay thì chẳng bao lâu từ Chu Duệ Nhạc, Bành Vân Phong, cho tới Tử Từ Kỳ, Trung Nghĩa Bình, thậm chí cả Hạ An, không thể nói là tất cả đều bị triệt hạ nhưng ít nhất cũng sẽ bị phân tán. Tỉnh Yến là nơi căn cứ mà Hạ Tưởng có mạng lưới quan hệ rộng lớn và sâu sắc nhất, để một đối thủ nặng ký nhất lên nắm quyền chắc chắn chẳng phải là phúc cho hắn. Trở lại sân nhà lão cổ đang ung dung tự tại ngồi một mình dưới gốc cây uống trà, Hạ Tưởng mới để ý rằng Cổ Ngọc không ở đó, chưa kịp lên tiếng hỏi, lão cổ đã xua tay nói. Đừng có hỏi tôi cũng không biết nó đi đâu nữa, vừa sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi. Từ sau khi Hạ Tưởng đến Tương Giang nhậm chức, Cổ Ngọc và hắn vẫn chưa lần nào gặp mặt. Có lẽ gần đây tâm trạng không được tốt nên cũng không thường xuyên liên lạc. Không phải Hạ Tưởng không quan tâm nhiều đến Cổ Ngọc mà bởi hắn hiểu tính cách Cổ Ngọc, có lúc khuyên nhủ cũng vô ích, lại còn không bằng cứ để cô ấy tự mình nghĩ cho thông suốt. Lão Cổ tuy rằng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Cổ Ngọc nhưng vẫn không muốn nhắc đến Cổ Ngọc trước mặt hắn. Hôm nay Cổ Ngọc vừa sáng sớm đã ra khỏi nhà cũng không phải muốn tránh mặt hắn mà có lẽ là vì không muốn chạm mặt Tào Vĩnh Quốc. Nói cho cùng, Tào Vĩnh Quốc là cha của Tào Thù Huân, mặc dù nói con người Cổ Ngọc rất đơn giản nhưng cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên Nam đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến. Hạ Tưởng biết thủ tướng vẫn có vài lời chưa nói rõ,
lão cổ chắc chắn sẽ bổ sung, hắn liền mở lời trước, dường như có phần quá vội. Diệp Thiên Nam mới chỉ là phó bí thư tỉnh ủy, việc vượt mặt chủ tịch tỉnh để nhận chức bí thư tỉnh ủy thật sự rất khó, nếu như không phải chính miệng bố vợ nói ra mà là lời của người khác, Hạ Tưởng nhất định sẽ không tin. Dựa vào mạng lưới quan hệ của thủ tưởng ở Trung ương, muốn cho Diệp Thiên Nam nhậm chức bí thư tỉnh ủy, khả năng đó là không dễ dàng, cho nên hắn mới hỏi, tin rằng lão cổ sẽ nói ra câu trả lời mà hắn muốn. Lão cổ giơ chén trà trước mặt hắn, Hạ Tưởng hiểu ý, mỉm cười nhấc ấm trà lên rót đầy chén cho lão. Ánh mặt trời buổi chiều nhạt dần chiếu vào gương mặt lão cổ, khiến gương mặt lão giàu sức sống hơn rất nhiều. Những nếp nhăn ngang dọc cũng phản ánh cuộc đời bể dâu của lão. Biểu hiện hôm nay của cậu có chút khiến tôi thất vọng. Lão cổ cười phê bình Hạ Tưởng một câu, cũng không thể nói là phê bình, mà là cười trách. Thủ tướng mời được tôi và Tào Vĩnh Quốc, trước khi cậu đến nhà họ Ngô, dành trước một bước gọi cậu đến đây, sẽ đưa ra một đề nghị không thực tế, sao cậu lại không để tâm suy nghĩ sâu xa một chút. Hạ Tưởng không phải không suy nghĩ sâu xa, nhưng bởi sự có mặt ngoài dự tính của Tào Vĩnh Quốc làm hắn phân tâm. Hơn nữa còn một điểm. Khi vừa vào Bắc Kinh, không hiểu vì nguyên do gì mà tất cả sự tập trung hắn lại dồn hết vào việc bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, còn việc bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến thì lại không thiếu quan tâm. Lão cổ vừa mỉa mai, làm Hạ Tưởng liền thông suốt, hiểu ra điều gì đó. Cao Tấn Chu tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy tuy không dễ nhưng không phải không thể. Nhưng tôi vẫn không đặt nhiều hy vọng vào việc Diệp Thiên Nam lên đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tỉnh Yến. Cậu không tin vào con người Diệp Thiên Nam hay không tin vào thế lực của Thủ tướng? Lão cổ hứng thú hỏi. Thực chất ý đồ của Thủ tướng là muốn để hắn làm cầu nối, đề xuất điều kiện trao đổi với nhà họ Ngô. Thủ tướng sẽ giúp đỡ Cao Tấn Chu thăng chức, nhà họ Ngô giúp cho Diệp Thiên Nam lên làm chủ tịch tỉnh Yến. Nếu như nói chỉ có một người có thể làm cầu nối giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc thì quả thật không phải ai ngoài hắn. Nếu là người khác, Hạ Tưởng cũng sẵn lòng thử xem. Dù sao việc Cao Tấn Chu lên chức đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, nhưng nếu như Diệp Thiên Nam làm chủ tịch tỉnh tỉnh Yến thì hắn có cả ngàn lý do để phản đối. Có nhiều lời không thể nói ngay trực tiếp với Thủ tướng, nhưng với lão cổ thì không phải lo ngại nhiều, Hạ Tưởng do dự một lát, sau đó vẫn nói hết chuyện Diệp Thiên Nam là kẻ đứng sau hùng mạnh nhất trong vụ sập cầu, cùng với một loạt các hành động kéo bè kết phái thành một phe phái riêng, cũng nói thêm. Tôi xử lý sự việc chứ không phải xử lý cá nhân. Bốn cậu ấm tỉnh Tương Giang đã chiếm dụng quá nhiều tài sản bất chính, tôi là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nhất định phải đưa chúng ra trước pháp luật. Kẻ đứng đầu bốn cậu ấm tỉnh Tương là Diệp Địa Bắc, chính là con trai của Diệp Thiên Nam. Lão cổ im lặng. Lão cổ và thủ tướng có mối quan hệ thân thiết là thật, nhưng lão cổ không phải là kẻ tùy tùng của thủ tướng, cũng có những chuyện lão và thủ tướng không nhất trí. Sự im lặng của lão cổ thể hiện thái độ bất mãn của ông ấy với Diệp Thiên Nam. Nhưng làm việc theo nguyên tắc và lương tâm, Hạ Tưởng, tôi thích cậu nhất chính là ở điểm này. Lão cổ hình như thầm thở dài một tiếng nhưng hình như cũng chẳng phải, bởi dù sao trong sân gió thổi xào xạc, nghe cũng không rõ. Nhưng sự buồn bã và bất lực trong mắt lão cổ không thể qua nổi mắt Hạ Tưởng, lời nói sau đó cũng chứng minh suy đoán của hắn. Chuyện trên trời dưới biển, tùy ông ta, tôi mặc kệ. Hạ Tưởng trong lòng hơi xúc động, còn có phần cảm động. Lão cổ vẫn tin tưởng hắn hơn, giữ thái độ trung lập cũng coi là sự đồng tình lớn lao với hắn. Hắn rót nước tiếp cho lão cổ. Việc bổ sung ủy viên Bộ Chính trị có động tĩnh gì không? Động tĩnh, cậu muốn có động tĩnh gì? Lão cổ lại trở lại lấy lại vẻ thản nhiên và lạnh nhạt, dường như việc của Diệp Thiên Nam đã đi xa rồi, không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của lão. Ý kiến không thống nhất, có người nói phải bổ sung, có kẻ nói là không cần thiết, vẫn đang tranh cãi. Sau vụ việc bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang ăn hối lộ khoản tiền lớn bị bắt gây chấn động cả nước lần trước, vẫn còn chống một ghế ủy viên Bộ Chính trị, chưa bổ sung nhưng nếu như quay trở lại trước thì trước kia cũng đã có tiền lệ bổ sung. Thế nên có bổ sung hay không đều phụ thuộc vào yêu cầu chính trị. Ý kiến không thống nhất, Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ mâu thuẫn tập trung ở đâu. Trở thời điểm năm 2007, sau khi bốn thành phố lớn trực thuộc Trung ương hoàn thành thay đổi nhiệm kỳ mới. Bí thư thành ủy mới trong buổi diễn thuyết nhậm chức, ngoài việc bày tỏ quyết tâm phát triển kinh tế, trong cảm nghĩ khi nhậm chức của bọn họ còn có một điểm giống nhau, đó là lần lượt tỏ thái độ phải giữ gìn quyền lực của Trung ương. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 115.